Giảng thuật xong lúc sau, tầm mắt cũng một trận trong sáng, Dương Nghị Vân lại là phương hướng hắn cùng tiểu sư tỷ đã ra tầng mây, mà xuống phương là mênh mông vô bờ sơn xuyên đại địa, trên cơ bản cùng thiên giới địa phương khác cũng khác nhau không lớn. Mà thiên địa chi gian yêu khí càng thêm nồng hậu, đương nhiên cũng không phải nói nơi này không có tiên nguyên khí, trên thực tế dựa theo tiểu sư tỷ cách nói, chỉ cần là bình thường thiên địa thế giới, bất luận cái gì một loại lực lượng đều là tồn tại, khác nhau là có thể hay không cảm thụ được đến vấn đề. Trong nháy mắt hai người đã lạc nguyệt một đỉnh núi. Dựa theo người cái này cách nói, 89 phần 10 xuất hiện ở dị vực giới phi thăng thần thú còn thật có khả năng là ngươi những cái đó bằng hữu. Theo ta hiểu biết cận đại lúc sau liền không còn có xuất hiện quá thần thú, hoặc là nói chân chính thần thú cùng thiên phú dị bẩm dị thú đã sớm tại thượng cổ thời đại tuyệt tích, cận đại trong lịch sử tựa hồ đều không có quá thần thú ra đời tin tức, bao gồm mặt khác tu chân giới. Tiên giới dưới 3.000 đại thế giới, liền đại biểu có 3.000 tu chân giới, người nơi tu chân giới cũng chỉ là tiên giới 3.000 đại thế giới chung một phương thế giới mà thôi. Người nơi tu chân giới gọi là Ngân Hà tu chân đại thế giới. Kia một phen đại thế giới đích xác thực thần bí, gia tộc bọn ta xem như tiên giới suốt cổ xưa gia tộc, ghi lại rất nhiều bí văn, đối Ngân Hà tu chân giới miêu tả lại là không nhiều lắm, nhưng lại có một chút đủ để thuyết minh Ngân Hà tu chân giới thần bí, ghi lại chung nơi đó là căn nguyên giới, là tổ giới, vũ trụ ra đời nơi, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một giới. Nếu nói nơi đó có thể ra đời thần thú nói, như vậy có khả năng nhất chính là ngươi nơi Ngân Hà tu chân giới. Cho nên phi thăng ở dị vực giới thần thú rất có khả năng thật là ngươi trong miệng bằng hữu, bất quá. Nói nơi này sao cơ tím hà đột nhiên dừng lại không đang nói đi xuống. Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng nói, sư tỷ bất quá cái gì ngươi nhưng thật ra nói xong a. Cơ tím hà thở dài một tiếng, cắn răng một cái chung quy nói, bất quá thật muốn là ngươi những cái đó bằng hữu nói, bọn họ khả năng liền vì nguy hiểm, bất luận cái gì thiên địa dị thú cùng thần thú. Ở mỗi một cái cường đại tu sĩ trong mắt đều là tuyệt đỉnh tu luyện đỉnh lô, chúng nó nếu là thật phi thăng tới rồi dị vực giới, sợ là sẽ bị toàn bộ dị vực giới đại yêu truy kích, trở thành tu luyện đỉnh lô. Thậm chí còn là nhân tộc cường giả chỉ sợ cũng là rèn luyện ba thước, hoặc là đuổi bắt xưng là tu luyện lô đỉnh hoặc là mạnh mẽ thu phục xưng là máy bàn từ từ. 3.000 năm qua đi, thời gian dài như vậy chúng nó có ở đây không đều là cái vấn đề. Câu nói kế tiếp Dương Nghị Vân không nghe đi vào. Trong lòng lại là chạm vào cú sốc, trong óc chỗ trống, hắn vô pháp tưởng tượng nếu là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chờ bị người bắt đi hoặc là xưng là tu luyện đỉnh lô hắn sẽ thế nào. Sư tỷ giúp ta, mặc kệ Điêu Nhi chúng nó sống hay chết, ta đều phải tìm. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ngẩng đầu hết sức, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Cơ tím hà cười cười an ủi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, kỳ thật này đó chỉ là ta suy đoán nhất hư kết quả, nếu là thần thú cũng liền có thần thú thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến cũng sẽ không có sự, người sư tỷ ta nếu bồi ngươi một khối tiến đến, tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm kiếm, đừng quên ta là ngươi sư tỷ, hi hi. Cảm ơn sư tỷ Dương Nghị Vân bài trừ một cái cường cười, kỳ thật hắn biết sư tỷ là đang an ủi hắn, liền tính là thần thú kia cũng là vừa phi thăng thần thú, làm sao có thể cùng tiên giới đại yêu đại tu hạng người chống lại. Thần thú cũng là yêu cầu trưởng thành, chỉ có trưởng thành lên thần thú mới là chân chính thần thú, mới có tự bảo vệ mình chi lực. Tuy rằng hắn nghe sư tỷ nói dị vực giới bình đạm, nhưng đoán cũng có thể đoán được, chân chính dị vực giới định nhiên không yên ổn, đại năng đại yêu hạng người nếu có thể chỉnh hợp tiên sơn chế tạo ra một cái dị vực giới, lại há có thể là đơn giản hạng người. Nếu Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chúng nó bị này đó đại năng đại yêu quái theo dõi có thể thoát được. Dương Nghị Vân trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc này chỉ nghe cơ tím hà nói, đi thôi, nếu muốn hỏi thăm tin tức, chúng ta liền đi trước Bạch Giao Thành. Nơi đó là dị vực giới lớn nhất thành trì, cơ bản cùng nhân tộc không có gì hai dạng, cũng là một cái được xưng vạn yêu đàn tộc hội tụ thành trì, nghe đồn thành chủ là một cái màu trắng giao long, pháp lực thông thiên, Bạch Giao Thành ở hắn thống trị hạ, còn xem như Thái Bình, dị vực giới các tổ giao dịch gì đó cũng phần lớn sớm nơi nào. Dương Nghị Vân gật gật đầu, theo sau hỏi, sư tỷ dị vực giới thế lực phân chia ngươi có biết sao? Nói cho ta nghe một chút đi. Biết một chút, nhưng không nhiều lắm. Rất nhiều năm trước ta đi theo chết lão nhân đã tới một lần, cũng sao có lưu lại bao lâu, nghe chết lão nhân nói, dị vực giới có 5 đại thông thiên chi yêu, chính là ngũ phương đại yêu tôn cấp bậc, trên cơ bản khống chế toàn bộ dị vực giới. Cơ tím hà nói xong, phi thân dựng lên nói, vừa đi vừa nói chuyện đi, này đi Bạch Giao Thành lộ trình không gần. Dương Nghị Vân đi theo phi thân dựng lên, cùng cơ tím hà sóng vai mà đi. Hai người về phía trước bay đi.
Cơ Tím Hà nói, đại khái thượng dị vực giới có thể phân chia 5 cái phương hướng, vì Đông Nam Tây Bắc Trung, chúng ta muốn đi Bạch Giao Thành, chính là dị vực giới trung ương mảnh đất, là Bạch Giao Long Vương địa bàn, cũng là sư phụ trong miệng 5 đại thông thiên đại yêu chi nhất. Bạch Giao Long Vương, có hành vân bố vũ sông cuộn biển gầm khả năng nại, năm đó nghe sư phụ nói, dị vực giới 5 đại đầu sỏ thực lực chút nào không thể so tiên giới tam đại chúa tể thiên tôn nhược, Bạch Giao Long Vương chính là cái rất khó triển so sắc. Bất quá năm đó sư phụ mang ta đi gặp qua hắn, nhưng là tựa hồ không quá hữu hảo. Dương Nghị Vân nghe tiểu sư tỷ nói chuyện, hắn nhịn không được hỏi, Bạch Giao Long Vương cùng chết lão nhân trải qua giá. Cơ Tím Hà cười cười nói, kia thật không có, nhưng là cũng thiếu chút nữa điểm, dù sao năm đó Bạch Giao Long Vương bị chết lão nhân khí không nhẹ, thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi, bất quá chết lão nhân chung quy là ngưu ích một chút, lúc ấy Bạch Giao Long Vương rất nhiều lần muốn phát tác. Nhưng chung quy đều vẫn là nhìn xuống, hiện tại nhớ tới, nhưng là thật tốt cười, hì hì. Dương Nghị Vân lại là từ nhỏ sư tỷ lời này xuôi tai ra một khác tầng ý tứ, đó chính là Bạch Giao Vương cùng chết lão nhân chi gian có khoảng cách a, chẳng qua ngại với lão nhân thực lực không dám phát tác. Nếu là hắn đi theo tiểu sư tỷ tiến đến Bạch Giao Thành. Bạch Giao Long Vương nếu là đã biết bọn họ hai cái là trời cao tà đệ tử có thể hay không làm khó dễ. Đánh không lại lão. Khi dễ một chút tiểu nhân, hẳn là không khó đi. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân khóe miệng vừa kéo chiều nhìn tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà nói, sư tỷ ta xem chúng ta vẫn là không cần đi Bạch Giao Thành hỏi thăm tin tức đi, chúng ta đổi cái địa phương. Vì cái gì? Cơ Tím Hà hỏi xong, nhìn Dương Nghị Vân sắc mặt, thông minh như nàng lập tức liền minh bạch cái gì, cười khúc khích nói, ngươi là lo lắng Bạch Giao Long Vương sẽ vì khó chúng ta. Dương Nghị Vân gật gật đầu, còn không phải sao? Nếu chết lão nhân năm đó đắc tội quá Bạch Giao Long Vương, làm hắn bị khí, chưa chừng chúng ta xuất hiện ở Bạch Giao Thành sẽ bị hắn biết, đến lúc đó khó xử chúng ta a. Lo lắng cái này làm gì chúng ta a, là đi Bạch Giao Thành không sai, nhưng là không đi hắn Bạch Giao Thành chủ phủ thượng, không đi tìm hắn Bạch Giao Long Vương, chỉ là đi trong thành hỏi thăm tin tức mà thôi. Huống hồ chúng ta đi, hắn cũng chưa chắc biết chúng ta là trời cao tà đệ tử, liền tính là năm đó gặp qua ta một mặt. Nhưng như vậy nhiều năm đi qua, hắn có thể nhớ rõ trụ, cho nên yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không gặp phải hoặc là không chủ động đi tìm Bạch Giao Long Vương, hắn mới sẽ không biết chúng ta là chết lão nhân đệ tử. Cơ Tím Hà tùy tiện nói chuyện, hảo không bỏ trong lòng. Bất quá Dương Nghị Vân vẫn là lo lắng nói, sư tỷ a, nhưng chúng ta là nhân tộc, tiến vào một cái yêu tộc đại thành trì, tưởng không làm cho người khác chú ý đều khó a. Cơ Tím Hà mở miệng nói, điểm này ngươi càng không cần lo lắng. Tiên giới to lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng, tiên nhân nhiều nhiều đếm không xuể, có thể tới dị vực giới tiên nhân nhưng không đơn giản là chúng ta Nga toàn bộ tiên giới phàm là có thể đi vào dị vực giới tiên nhân, đều nghĩ đến nhìn xem, hơn nữa nơi này là yêu tộc địa bàn, tu luyện tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, tiên giới không có đồ vật, nơi này sẽ có, tỉ như tọa kỵ, rất nhiều tiên nhân sẽ đến dị vực giới mua sắm tọa kỵ. Nghe đến đó Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy Cơ Tím Hà nói, từ từ sư tỷ. Người ý tứ dị vực giới còn làm tọa kỵ mua bán. Cơ Tím Hà sửng sốt gật đầu nói, đúng vậy, này có cái gì vấn đề? Dương Nghị Vân khóe miệng trừ trừ nói, nếu dị vực giới là yêu tộc địa bàn, đó chính là yêu tộc chủ đạo sân nhà, chẳng lẽ yêu tộc người một nhà cũng buôn bán chính mình đồng bào? Ha ha ha, Cơ Tím Hà cười to nói, tiểu sư đệ ngươi cũng thật đáng yêu, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, yêu tộc làm sao vậy? Ngươi cho rằng yêu tộc liền toàn bộ là trên dưới một lòng a? Đương nhiên không phải, tới rồi tiên cái này trình tự yêu, cái nào chỉ số thông minh đều sẽ không so nhân tộc đế, thậm chí chí gần như yêu những lời này, ở một mức độ nào đó, cũng thể hiện yêu tộc nào đó sinh linh so với chúng ta nhân tộc chỉ số thông minh còn muốn cao. Đặc biệt là những cái đó tu luyện không biết nhiều ít vạn năm lão yêu quái, một đám đều tinh quái chỉ số thông minh, bọn họ đối đãi sự tình bản chất so với chúng ta nhân tộc càng thêm hoàn toàn. Liền nói này mua bán việc đi, kỳ thật bản chất đều là tu luyện tài nguyên, nhân tộc yêu cầu tỏa kỵ, nhưng không phải mỗi người đều có thể đạt được chính mình xính tâm như ý tỏa kỵ, bắt giữ càng là gian nan, liền tính là bắt giữ lúc sau, có thể hay không thần phục cũng là mặt khác một sự kiện. Cho nên có cái lối tắt đó là từ yêu tộc mua sắm tỏa kỵ, mặt khác, nhân tộc chính là vạn vật linh trưởng, đích xác ở nào đó phương diện có độc đáo thiên phú, yêu tộc làm không được sự tình, nhân tộc có thể làm đến. Đơn giản nhất tỷ như nói, tiên đan cùng tiên khí, đây là yêu tộc nhược hạng. Tiên đan cùng tiên khí từ từ, cũng là tu luyện tài nguyên, yêu tộc tòa kỵ đồng dạng là tu luyện tài nguyên,
cho nên liền có trao đổi mua bán, nhân tộc cấp yêu tộc tiên đan tiên khí, mà yêu tộc cho nhân tộc cung cấp tọa kỵ từ từ, yêu tộc mới có đồ vật, đây là một loại tu luyện tài nguyên đổi. Đến nỗi người suy nghĩ đồng bào vấn đề, ở những cái đó nhìn vấn đề thẳng vào bản chất yêu tộc trong mắt, căn bản tồn tại, bởi vì ở bọn họ trong mắt, thế gian vạn vật sinh linh đều giống nhau, mọi người đều theo đuổi đại đạo, đến kết quả cuối cùng đều giống nhau, đều là cùng cái mục tiêu, nhất muốn thành tiên mọi người đều thành tiên, ai cũng sẽ không so thiếu kém. Hơn nữa vạn vật sinh linh sinh tồn đều là vật cạnh thiên trạch, nên đào thải chung quy sẽ bị đào thải, không phải nói là một bút giao dịch là có thể tổ chức, đối những cái đó buôn bán yêu tộc tỏa kỵ yêu tộc tới nói, chuyện này căn bản không tồn tại, thậm chí đây là một bút thực công bằng mua bán, nên bị thế gian đào thải chung quy sẽ đào thải, đáng chết chung quy sẽ chết. Thậm chí còn có một chút người khả năng cũng không biết, có chút yêu tộc thậm chí là tự nguyện ra tới buôn bán chính mình, vì cái gì? Bởi vì nhân tộc có tiên đan từ từ tài nguyên, đi theo nhân tộc lúc sau, có thể đạt được tiên đan từ từ tài nguyên, cuối cùng thành tựu sẽ rất cao, đây là một cái trở thành đại yêu lối tắt. Đương nhiên cũng có trong đó tấm màn đen, bất quá này đều đã là rất sớm liền có quy củ, căn bản liền không tồn tại cái gì, đối mặt yêu tộc ngươi thả ngày sau giao tiếp tiểu tâm ứng đối đó là. Nghe xong sư tỷ giảng thuật, Dương Nghị Vân ngây người cả buổi, mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cẩn thận ngẫm lại sư tỷ nói hoàn toàn đối. Tựa hồ là đạo lý này. Nhân tộc chung có người tốt ác nhân, đặt ở yêu tộc cũng là giống nhau. Điểm này chỉ cần là trí tuệ sinh linh cũng chưa cái gì khác nhau. Gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó còn nói thêm, sư tỷ chúng ta đây đi trước Bạch Giao Thành thật sự không cần lo lắng Bạch Giao Long Vương sao. Không cần lo lắng, yên tâm có ngươi sư tỷ ta ở, còn không có mấy cái đuôi mù dám tìm chúng ta phiền toái, hành tẩu dị vực giới, ở yêu tộc địa bàn thượng. Chú ý chính là ai nắm tay đại, cho nên không cần cố tình che giấu hơi thở, ngươi nếu là cố tình che giấu hơi thở, bị người trở thành kẻ yếu, tìm phiền toái người ngược lại sẽ rất nhiều. Tu vi cũng đủ cường đại thả ra hơi thở, cách thật xa tự nhiên sẽ có người né tránh, đây là dị vực giới pháp tắc, Nga đúng rồi, ở dị vực giới hành tẩu, tối trọng điểm có phải hay không phòng bị yêu tộc, ngược lại là muốn phòng bị chúng ta nhân tộc. Cơ tím Hà trịnh trọng dặn dò. Vì cái gì a? Dương Nghị Vân buồn bực. Mọi người đều là nhân tộc, ở yêu tộc địa bàn thượng, không phải cảm ứng đoàn kết sao? Chỉ nghe tiểu sư tỷ mở miệng nói, đoàn kết ở chỗ này căn bản liền không tồn tại, nói như thế, ở dị vực giới đưa tin từ từ, đều cùng ngoại giới là ngăn cách, có chút nhân tộc thế lực cùng dị vực giới yêu tộc thế lực quan hệ mật thiết, nếu như bị bọn họ theo dõi đánh cướp cái gì, giết đều bạch sát, chết ở dị vực giới ngoại giới sẽ không biết. Liền tính là có chút tin tức truyền ra đi, muốn báo thù. Tu vi thấp tiến vào chính là chịu chết, mà tu vi cao tỷ như tiên tôn cấp bậc tiến vào, tất nhiên sẽ đưa tới dị vực giới mấy đại đầu sỏ chú ý, cho nên nhân tộc tiên tôn tiến vào không có gì ưu thế, hai bên cũng có hiệp nghị tiên tôn cấp bậc không được dễ dàng động thủ. Nói đến cùng chúng ta nhân tộc tiến vào dị vực giới, ngược lại phải cẩn thận nhân tộc, đối với nào đó nhân tộc tới nói, nơi này chính là thiên đường, có chút phương diện so với ngươi nơi hỗn loạn tiên vực càng sâu, dù sao tiểu tâm đó là. Tới rồi. Cơ tím Hà cuối cùng nói đến, Dương Nghị Vân ngẩng đầu xem qua đi, quả nhiên ở rất xa nơi, mơ hồ thấy được một tòa thật lớn thành trì, thành phố này chỉnh thể thượng hiện ra chủ sắc chính là nhàn nhạt màu trắng. Phía trước chính là Bạch Giao Thành, Dương Nghị Vân hỏi một câu. Ân, xem như dị vực giới lớn nhất thành trì, là dị vực giới năm đại thật lớn Bạch Giao Long Vương quản hạt, cũng chiếm cứ dị vực giới trung tâm nơi, lại nói tiếp cái này Bạch Giao Long Vương cũng đúng vậy nhân vật. Tọa lạc với mặt khác tứ đại đầu sỏ trung ương mảnh đất, tuy rằng địa bàn không tính đại, nhưng vẫn tới nay vững như Thái Sơn. Cơ tím Hà cảm thán một câu. Dương Nghị Vân ngẫm lại buột miệng thốt ra nói, điểm này hẳn là thực hảo lý giải, nếu là dị vực giới năm đại đầu sỏ, vậy đều là một phương bá chủ, bực này tồn tại một cái đều không phụ phục một cái, tất nhiên sẽ không hòa thuận, nhưng thực lực cùng thế lực thượng nghĩ đến là thế lực ngang nhau, sẽ không dễ dàng phát sinh cái gì mâu thuẫn. Bọn họ tất nhiên cho nhau rõ ràng, một khi động thủ, mọi người đều sẽ xong đời. Mà Bạch Gia Long Vương tỏa trấn dị vực giới trung ương, kỳ thật khởi tới rồi một cái giảm sóc tác dụng, tương đương cũng là mặt khác tứ đại đầu sỏ lẫn nhau giảm sóc, là cái rất quan trọng cân bằng khí, cho nên hắn chiếm cứ dị vực giới trung ương, nhìn như thêm ở mặt khác tứ đại đầu sỏ trung ương rất nguy hiểm, kỳ thật ngược lại là an toàn nhất cái nào. Cơ tím Hà nghe Dương Nghị Vân phân tích nói chuyện, gật gật đầu cười nói. Có đạo lý a, không hổ là ta tiểu sư đệ, hi hi. Dương Nghị Vân bị tiểu sư tỷ khen trong lòng vẫn là rất đắc ý,
ngoài miệng khiêm tốn liền nói, ta chính là đoán mò. Nói xong lúc sau nhìn về phía Cơ Tím Hà lại hỏi, đúng rồi sư tỷ, dị vực giới mặt khác tứ đại đầu sỏ đều là tình huống như thế nào, có thể cho ta nói sao? Tự nhiên, người bằng không ta cũng sẽ cho ngươi nói, đi rơi xuống đi, tới gần Bạch Giao Thành có cường đại cấm, không thể phi hành, chúng ta đi qua đi. Vừa đi vừa nói chuyện, Cơ Tím Hà nói xong đi đầu phi rơi xuống, xuất hiện ở đi thông Bạch Giao Thành đại đạo thượng. Dương Nghị Vân một cái lắc mình cũng phi rơi xuống. Giờ phút này ở tầm mắt cây số ở ngoài là thoạt nhìn phi thường to lớn Bạch Giao Thành. Mà hắn cùng tiểu sư tỷ sở đặt chân nơi, còn lại là một cái toàn bộ từ Bạch Ngọc kiến tạo mà thành đại đạo, nối thẳng Bạch Long Thành, toàn bộ đại đạo khoan đều ước chừng có gần 100 mét, mỗi một khối Bạch Ngọc gạch đều là dài chừng 2 mét có thừa, bề rộng chừng 1 mét. Từng khối chế tạo mà thành Bạch Giao Thành tuyến đường chính. Đạp lên mặt trên, Dương Nghị Vân trong lòng nhìn không được âm thầm nuốt nước miếng thẳng hô, thật mẹ nó xa xỉ a, này đó Bạch Ngọc đều theo kịp địa cầu cực phẩm hòa điền mỡ dê ngọc. Giờ khắc này Dương Mỗ Nhân trong lòng nghĩ, có phải hay không đem con đường này cấp đào đi? Hắn cái này ý niệm vừa ra hết sức, đi theo sư tỷ đã đi tới Bạch Giao Thành cửa thành dưới, nhìn cao ước 100 mét thật lớn nhận được, toàn bộ cửa thành tạo hình cư nhiên là một cái chiếm cứ Bạch Long. Nhưng là chế tạo tài chất, so với dưới chân Bạch Ngọc còn muốn cao giai, đều đạt tới hạ phẩm tiên thạch cấp bậc, cách thật xa liền cảm nhận được nồng đậm tiên linh khí tức. Dương Nghị Vân nhìn không được dừng lại tuôn ra một tiếng thô khẩu nói, thật mẹ nó xa xỉ a, sư tỷ giả dị vực giới yêu tộc có phải hay không mỗi một cái đều như vậy có giàu có. Nói chuyện bên trong Dương Mỗ Nhân đôi mắt đều ở phóng lục quang, đáy lòng toát ra một câu, đánh cướp Bạch Giao Thành. Cơ Tím Hà nói, cũng không phải đi. Dị vực giới năm đại đầu sỏ, liền cái này Bạch Giao Long Vương Bạch Giao Thành như thế, bất quá năm đó ta tới thời điểm, cùng ngươi một cái ý tưởng, nhưng là chết lão nhân nói, Long tộc trời sinh tính cách thoải mái, thích này đó hoa lệ đồ vật, Bạch Giao Long Vương cũng coi như là Long tộc chi nhánh, hơn nữa từ thời gian chân Long tuyệt tích lúc sau liền tự xưng Long Vương, bản thân cũng là đại tiên tôn cấp bậc cường giả, hắn có thực lực này. Cả tòa Bạch Giao Thành đều là Bạch Ngọc chế tạo mà thành, thật là giá trị chế tạo xa xỉ. Bất quá năm đó lão nhân nói, này tòa Bạch Giao Thành lại cũng là đại trận, càng là bảo địa, thiên địa năng lượng sung túc, đan phương đi vào tiên nhân đều phải thu một viên hạ phẩm tiên thạch mới được, ở bên trong làm tu luyện làm cửa hàng từ từ đều yêu cầu tiên thạch, cũng may Bạch Giao Long Vương tâm không nặng, bất luận cái gì sinh linh đều trở ra khởi này số tiền, cũng chính bởi vì vậy Bạch Giao Thành mới trở thành toàn bộ dị vực giới lớn nhất thành trì. Nhân khí rất cao. Hai người nói chuyện chi gian đã tới rồi cửa thành mấy chục mét trong vòng. Lúc này Dương Nghị Vân thấy được cửa thành xếp hàng tiến vào Bạch Giao Thành yêu tộc có 4 điều đội ngũ, hơn 100 yêu tộc sinh linh ở xếp hàng vào thành. Cũng đích xác như sư tỷ lời nói, ở thu vào thành tiên thạch. Bọn họ hai cái cũng thành thật thật xếp hàng vào thành, đến nỗi hắn đáy lòng toát ra tới đánh cướp Bạch Giao Thành ý niệm, hắn biết chỉ là chính mình một cái ảo tưởng mà thôi. Tòa thành trì này chủ nhân Bạch Giao Long Vương được xưng dị vực giới năm đại yêu tộc đầu sỏ, nghe tiểu sư tỷ khẩu khí. Là cùng chết lão nhân một cái cấp bậc tồn tại, hắn thật dám đánh cướp, đó chính là tìm chết. Bất quá này cũng chính là một cái ảo tưởng mà thôi, cũng thật không dám nghĩ cách. Nhưng là ngẫm lại hắn chế tạo vân môn kiến trúc đàn, đích xác yêu cầu tiền Nga không phải thiên thạch, nếu là hắn có như vậy một tòa thành trì, hoặc là nhiều như vậy bạch ngọc tồn tại, nên có bao nhiêu hảo. Trong lòng suy nghĩ vớ vẩn, hắn đi theo tiểu sư tỷ đã tới rồi nhập khẩu ra, tiểu sư tỷ giao hai viên hạ phẩm thiên thạch. Bọn họ hai cái đã bị bỏ vào thành. Đi ngang qua thời điểm hắn cảm thụ một chút, gác cửa thành binh lính chính là hóa hình yêu tộc, nhưng trên người vẫn là có yêu tộc đặc thù, có chút là lông xù xù lỗ tai, có chút là có cái đuôi, có chút là trên tay có lân giáp. Một đội yêu binh 12 người, mỗi một cái đều thân xuyên ngân bạch nhân tộc khôi giáp, thoạt nhìn chính là xuất từ nhân tộc tay khôi giáp. Ngay cả trong tay bọn họ tiên khí cũng là nhân tộc luyện chế trường thương. Điểm này thật đúng là như tiểu sư tỷ nói như vậy, yêu tộc cùng nhân tộc đều là có lẫn nhau giao dịch đổi lấy. Này những yêu tộc yêu binh mỗi một cái tu vi đều là tiên quân cấp bậc, dùng để xem đại môn, cũng trương hiển Bạch Giao Thành cường đại, đích xác giống nhau sinh linh là không dám ở trong thành quấy rối. Sư đệ bên này đi. Liền ở Dương Nghị Vân còn đánh giá này đó yêu binh thời điểm, tiểu sư tỷ thúc giục vang lên, hắn vừa nhấc đầu đã nhìn đến tiểu sư tỷ hơn 10 mét có hơn. A tới. Dương Nghị Vân theo tiếng vội vàng theo sau. Nhanh lên thích, người hạt nhìn cái gì đâu, đừng giống một cái đầu nhà quê giống nhau, đi theo ta đi. Cơ Tím Hà phiên trợn trắng mắt mắng. Ha ha, sư tỷ ta chính là tùy tiện nhìn xem,
đúng rồi, ta hiện tại đi nơi nào? Dương Nghị Vân cười làm lành hỏi. Giờ phút này vào thành lúc sau, Dương Nghị Vân trong tầm mắt yêu tộc thành trì thoạt nhìn tựa hồ cũng cùng nhân tộc thành trì không nhiều lắm khác nhau, cũng nói là bốn phương thông suốt bố cục, chẳng qua đường phố thực khuếch đại, kiến trúc đàn cũng là so với nhân tộc kiến trúc phổ biến muốn lớn hơn ba vòng bộ dáng. Tuy rằng không có nhân tộc thành trì kiến trúc nhìn qua tinh xảo, nhưng lại cho người ta cảm giác là đại khí rắn chắc, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Chúng ta đi địa tinh tử lầu, đi nơi nào hỏi thăm tin tức, Cơ Tím Hà vừa đi vừa nói chuyện. Địa tinh, đó là cái gì? Dương Nghị Vân tò mò hỏi. Cơ Tím Hà kiên nhẫn giải thích nói, địa tinh chính là sinh tồn dưới mặt đất yêu tộc gọi chung, ngầm yêu tộc chủng tộc cũng phồn đa thực, xà trùng chuột kiến từ từ nhiều đếm không xuể, gọi chung là địa tinh, bọn họ được xưng ngầm tinh linh, phàm là có thể sinh tồn dưới mặt đất, hơn nữa hình thành đủ khổng lồ tộc đàn tu luyện thành tiên chủng tộc. Có thể nói ngầm Internet sẽ trải rộng tuyệt đại đa số thế giới ngầm, tin tức phương diện nhất linh thông, muốn hỏi thăm tin tức, tìm bọn họ liền không sai. Ta muốn mang ngươi đi tử lầu chính là đầu đen yêu kiến nhất tộc ở Bạch Giao Thành mở tử lầu, rất nhiều sinh linh hỏi thăm tin tức hoặc là nói từ chúng nó trong miệng mua tin tức, vẫn là thực đáng tin cậy. Nghe sư tỷ cách nói, Dương Nghị Vân gật gật đầu, nhưng thật ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn nghĩ tới ở tu chân giới thời điểm, ngũ hành chuột một mạch. Năm đó tại hạ giới thời điểm, ngũ hành thử vương cùng tử hoàng ở phương diện này nhưng lập hạ quá lớn công lao. Hiện tại ngẫm lại nhưng thật ra rất tưởng niệm bọn họ, lại nói tiếp tử hoàng chính là tiên giới xuống dưới trùng tu yêu tiên, cũng là thiên phú dị bẩm dị thú tồn tại, lại là không biết tử hoàng có hay không phi thăng mà đến. Hiện tại với hắn mà nói, hết thảy đều tràn ngập không biết, cũng hết thảy đều có khả năng. Năm đó hắn thu phục những cái đó yêu tộc, kỳ thật liền tính là tất cả đều phi thăng đi lên. Có phải hay không còn nhận hắn cái này chủ nhân cũng chưa chắc cũng biết, bởi vì năm đó tại hạ giới thời điểm, có rất nhiều yêu tộc hắn là dựa vào sinh mệnh chi thủy thu phục. Nhưng hôm nay nếu là phi thăng tiên giới nói, có một chút Dương Nghị Vân phi thường rõ ràng, mỗi một cái phi thăng sinh linh ở phi thăng tiên giới thời điểm, đều sẽ trải qua tiên lực lễ rửa tội xưng là thành tựu tiên thể, tương đương là trọng tố một lần, mà cái này trọng tố quá trình, sinh mệnh chi thủy đối bọn họ chế ước có khả năng sẽ tiêu tán. Điểm này hiện tại nghĩ đến 8 phần là tiêu tán. Bởi vì nếu sinh mệnh chi thủy ước thúc còn ở nói, chỉ cần bất luận cái gì một cái phi thăng tiên giới, hắn đều sẽ có cảm ứng, chính là mấy ngàn năm đi qua, hắn trước sau liền không có cảm ứng được quá. Đối này Dương Nghị Vân cũng nghĩ đến thực khai, mỗi một cái sinh linh đều có con đường của mình phải đi, hắn không thể khống chế người khác vĩnh thế, hơn nữa loại này khống chế nói thật cũng là hắn trong lòng phản đối. Chân chính muốn đi theo hắn. Hắn hy vọng là phát ra từ nội tâm đi theo, không phải dựa vào sinh mệnh chi thủy tới chế ước đi theo. Tốt xấu tại hạ giới đều là cho vân môn lập hạ quá công lao, nếu gặp lại sinh mệnh chi thủy ước thúc biến mất, hắn sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Trừ bỏ năm đó ngũ hành thử vương cùng tím hoàng này đó đại yêu, Dương Nghị Vân đối Điêu Nhi cùng tiểu phượng hoàng, nghé con, hầu đậu đậu từ từ là tin tưởng, liền tính là nó có thể trong đó có người dùng quá hắn sinh mệnh chi thủy. Nhưng cũng là không dựa cái này, bởi vì hắn cùng các nàng chi gian đều là như thân nhân quan hệ giống nhau. Cho nên mặc kệ thế nào, hắn đều là muốn tìm được chúng nó mấy cái. Trong lòng nghĩ những việc này, đi theo tiểu sư tỷ phía sau, một đường mà đi tới rồi một cái đường cái, toàn bộ phố đều là tử lầu, cũng là đầu người kích động, nhưng đa số là yêu tộc, đủ loại yêu tộc, phồn hoa trình độ chút nào không cần nhân tộc thành trì kém. Duyên phố giao hàng nước cờ không thắng số, thương gia người bán rong sỏ xuyên qua toàn bộ đường cái. Trong đó Dương Nghị Vân cũng cảm thụ có một ít nhân tộc hơi thở tồn tại, mỗi một cái không hề nghi ngờ đều là tiên đế cấp bậc. Bất chi bất giác Trung sư tỷ dừng lại nói, chúng ta tới rồi. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thật lớn bùn sơn xuất hiện ở trước mắt, cao ước 5 đến 60 mị, hiện ra hình tròn, chuẩn xác mà nói lúc này một tòa kiến trúc. Nhưng thấy thế nào đều là một tòa bùn xếp thành núi lớn. Bất quá có một hoành yêu tộc văn tự hắn lại nhận được, có môn hộ, chỉ thấy mặt trên có tấm biển, thiếp vàng bốn cái yêu văn viết, đầu đen kiến tử lầu. Từ bên ngoài xem toàn bộ kiến trúc thể thượng có rất nhiều cửa sổ nhỏ, vần quanh một vòng, dù sao cũng không đếm được. Cái này kiến trúc nhưng thật ra phù hợp kiến tộc. Dựa theo tiểu sư tỷ cách nói, cái này tử lầu chính là đầu đen kiến nhất tộc mở ở Bạch Giao Thành, liên tiếp đại địa. Hoặc là nói chúng nó hang ổ. Cũng là một cái tình báo bát quái nơi. Rất nhiều sinh linh yêu cầu cái gì tin tức, tỉ như tìm người A, tìm cái gì thiên tài địa bảo tin tức, đều sẽ tới đầu đen kiến tử lầu tới mua sắm tin tức,
Đương nhiên tiền đề là ngươi ra nổi giá cách, cái gì muốn giá cả gì đó dạng tin tức. Càng là kỹ càng tỉ mỉ tin tức giá cả càng cao. Nói như vậy chỉ cần là dị vực giới phát sinh sự, tới đầu đen kiến tử lầu đều có thể được đến tin tức. Đi thôi, đi vào cơ tím hà đã tới quen cửa quen nẻo, trực tiếp đi liền đi vào. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình có chút ba ba, đi theo sư tỷ phía sau, hai người đi vào đầu đen kiến tử lầu. Đại môn là nào đó không biết tên đầu gỗ, nhìn thuần màu đen cho người ta Dương Nghị Vân cảm giác là dày nặng. Bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong, cũng không có cái điếm tiểu nhị gì đó nghênh đón. Nhưng là đẩy cửa ra lúc sau, Dương Nghị Vân lại là trường kiến thức. Vừa định thoạt nhìn rất lớn tử lầu cũng mỗi một cái tiếp khách gì đó người tồn tại, nhưng là đẩy cửa mà vào trong nháy mắt hắn đã bị dọa nhảy dựng. Hoan nghênh hai vị thượng tiên. Trong tầm mắt hai cái tiếp khách xuất hiện. Nhưng là, dọa Dương Nghị Vân nhảy dựng chính là, này hai cái tiếp khách thực đặc biệt. Hắn cầm lòng không đậu một tiếng, ai nhà ta đi. Nhìn đến lại là hai cái châu phi người. Nhưng lại cùng châu phi người có rất lớn khác nhau chính là, trừ bỏ sắc mặt như là caramel ở ngoài, hàm răng cũng là miệng đầy hắc, bỗng nhiên vừa thấy giống như là không trường hàm răng giống nhau. Đầy đầu tóc đen chát hai điều thật dài đuôi ngựa bím tóc, như là thôn cô, tiền não trên cửa lại là trường một đôi gần hai thước lớn lên râu, đầu ngón tay phẩm chất. Trọng điểm là Dương Nghị Vân nhìn lại tất cả đều là cánh tay. Hơn nữa các nàng cánh tay cùng khuôn mặt hình thành thật lớn tương phản. Là than đen mặt, cánh tay lại là trắng tinh như ngọc. Nhìn kỹ lại là bốn điều cánh tay, hai cái tiếp khách cô nương đứng chung một chỗ chính là tám điều cánh tay, vừa thấy tất cả đều là cánh tay, hoa cả mắt. Lúc này tiểu sư tỷ cười quay đầu lại trêu ghẹo nói, sư đệ đây chính là đầu đen kiến tộc mỹ nữ, muốn hay không cho ngươi tìm hai cái ấm ổ chăn a, ha ha. Ách sư tỷ ngươi, Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến. Trong đầu lại là có một cái tự động não bổ hình ảnh xuất hiện, trong ổ chăn triền miên, một cái sắc mặt đen nhánh như than nữ tử thò qua tới, vươn bốn điều cánh tay. Cái này hình ảnh làm hắn cả người đều run. Lúc này tiểu sư tỷ hì hì cười đối với hai cái đầu đen kiến tộc mỹ nữ vung tay lên, tức khắc hai viên trung phẩm tiên thạch bay đến các nàng trong tay, hai cái hắc bạch giao nhau nữ vội vàng nói lời cảm tạ. Sư đệ đi thôi. Tiểu sư tỷ hiển nhiên là cho hai cái đầu đen kiến tiền bâu ơ, nhìn ngựa quen đường cũ. Dương Nghị Vân theo đi lên. Giờ phút này trong tầm mắt là cái gần có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ đại sảnh, từng hàng bàn ghế bài trí, không còn chỗ ngồi, các loại yêu quái đều có. Cũng có nhân tộc tồn tại, tiếng người ồn ào. Nhân khí thật là thực tràn đầy. Lại đây, mang chúng ta thượng lầu ba, ta tìm Giang Hàm Bạch giờ phút này sư tỷ đối với trong đó một người đầu đen kiến mỹ nữ ngoắc ngoắc ngón tay nói. Được đến tiền bâu ơ đầu đen kiến tộc, mỹ nữ, sửng sốt, nghe được tiểu sư tỷ nói chuyện, lại là sửng sốt, biểu tình cung kính vài phần, lại là nhỏ giọng hỏi, không biết thượng thiên tìm chúng ta thủ tịch quản sự đại nhân chuyện gì. Giờ phút này đến phiên tiểu sư tỷ sửng sốt, ngay sau đó nói, thủ tịch đại quản sự. Đúng rồi, nhiều năm như vậy qua đi, Giang Hàm Bạch thăng quan cũng bình thường. Tiểu sư tỷ lầm bầm lầu bầu nói xong, rồi sau đó đối với đầu đen kiến tộc mỹ nữ nói, ta là hắn cố nhân, có đại mua bán tìm hắn, người ánh sáng dẫn đường đó là. Đầu đen kiến tộc mỹ nữ có chút khó xử nói, thượng tiên còn thỉnh chờ một lát, tộc của ta cấp bậc nghiêm ngặt, ta chỉ là tử lầu phục vụ tạp dịch cấp bậc. Không có biện pháp gặp mặt tộc của ta thủ tịch đại quản sự, ta yêu cầu đăng báo. Tiểu sư tỷ đôi mắt chừng, như vậy phiền toái. Sư tỷ chúng ta từ từ đi, rốt cuộc chúng ta là tới đại sảnh tin tức, chúng ta không gây chuyện. Dương Nghị Vân xem tiểu sư tỷ khó chịu, vội vàng khuyên can, hắn sợ vị này tính tình hỏa bạo không sợ trời không sợ đất sư tỷ gặp phải nhiễu loạn tới. Hành đi, mau đi thông báo, chúng ta chờ. Chung quy tiểu sư tỷ vẫn là nghe Dương Nghị Vân khuyên can. Đối với đầu đen kiến tộc mỹ nữ nói một câu. Cái này đầu đen kiến tộc mỹ nữ cũng là tặng một hơi, trước mắt nhân tộc thượng tiên, tản ra cường đại hơi thở, đều làm nàng có chút không thở nổi, nghe được nhả ra, vội vàng xoay người đi xin chỉ thị phía trên, các nàng này đó chính là tử lầu thấp kém nhất tồn tại, thấy tử lầu tối cao đại quản sự, tưởng đều không cần tưởng. Bất quá cơ tím hà đã cho tiền bâu ơ, hơn nữa nói là đại quản sự cố nhân, nàng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đối bên người đồng bạn ý bảo trước mang cơ tím hà cùng Dương Nghị Vân đi đại sảnh một bên chờ. Bực này thượng tiên bọn họ đắc tội không nổi, cho dù là nhân tộc, cố tình có thể đi vào dị vực giới nhân tộc trên cơ bản đều là tiên đế cấp bậc. Bực này tu vi tồn tại, liền tính là ở dị vực giới cũng là cường giả,
không ai dám đắc tội. Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà bị một cái khác đầu đen kiến mỹ nữ đưa tới đại sảnh bàn trống chờ. Giờ phút này Dương Nghị Vân tò mò hỏi Cơ Tím Hà nói, sư tỷ ngươi nói này đó đầu đen kiến tộc như thế nào liền đem cánh tay tiến hóa thành hai điều đâu. Nhìn thực biệt nữ. Cơ Tím Hà mở miệng nói, nhân gia là yêu tộc, chúng ta là nhân tộc, ở dị vực giới yêu tộc đều vẫn duy trì yêu tộc đặc thù, ở các nàng xem ra, các nàng tiến hóa mới là cao giai sinh linh, mỗi một cái yêu tộc lấy giữ lại yêu tộc tiến hóa đặc thù vì vinh, ngươi nhìn xem này đó đầu đen kiến tộc, bản thể là 6 chân, tiến hóa lúc sau chính là 4 điều cánh tay 2 cái đùi, dâu đều bảo lưu lại, bất quá nói trở về, này đó bảo lưu lại tới đặc thù ở nào đó thời điểm là thiên phú, không thể khinh thường, ngươi cần phải nhớ kỹ. Đối thượng yêu tộc không thể khinh địch. Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ biết được, hắn như cũng mang theo tò mò, đánh giá bên người đứng đầu đen kiến mỹ nữ, tạm thời xưng là mỹ nữ đi. Thân thể không tính cao lớn, thậm chí có chút lùn, trường 4 điều cánh tay, 2 điều lui, eo đến lúc đó thực quyến rũ, nếu là cho nhân tộc mỹ nữ thay bực này eo, tuyệt đối là có thể câu dẫn chết nam nhân sinh vật, có thể một người đầu liền chạy khí. Châu Phi đen người giống nhau, mấu chốt hàm răng đều là hắc. Nhìn có chút dọa người. Liền ở Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ đàm luận đầu đen kiến thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn tử lầu đại sảnh mỗ một bàn thượng truyền đến một cái ồm ồm nói chuyện khiến cho hắn chú ý. Chỉ nghe thanh âm này nói, các ngươi cho là không nhìn thấy a, kia con khỉ lực lớn vô cùng, một quyền đi xuống ngạnh sinh sinh phá khai rồi một tòa núi lớn, may mắn khi đó ta tránh né mau, bằng không a, tạo thành bánh nhân thịt. Dã lang huynh sau lại đâu? Ai nha, không rượu. Ai đầu đen kiến tử lầu kiến đen rượu hảo uống là hảo uống, chính là quá không trải qua uống, này một sạp đều không đủ ta uống một hơi. Ta nơi này có, cấp dã lang huynh mãn thượng, tưởng uống nhiều ít có bao nhiêu, nói nhanh lên kia con khỉ sau lại như thế nào. Sau lại a, 10 cái đại yêu đế vây công dưới, vẫn là nhà ta xuyên sơn đại vương thủ đoạn núi cao một bậc, một trưởng dưới đem cái con khỉ cấp đánh vào dưới nền đất, bất qua kia con khỉ cũng đích xác lợi hại. Liều mạng phản công dưới, ngạnh sinh sinh đem nhà ta xuyên sơn đại vương hộ thể giáp sẽ cho đánh ra vết rách. Cái này nhà ta xuyên sơn đại vương tức giận, thiên phú dị bẩm thần thông vận chuyển, đại địa hãm trực tiếp đem kia con khỉ vây khốn, đánh gãy 2 chân, nhưng ai biết kia con khỉ thật là không đơn giản, cư nhiên ở cuối cùng đầu chọc đột phá, từ hỗn nguyên đột phá tới rồi yêu quân cấp bậc, ngạnh sinh sinh cấp chạy thoát, lần này ta tiến đến chính là tổ chức nhân thủ đi chóc nã. Có rất tốt chỗ, ca mấy cái có hứng thú cùng nhau tiến vào mất đi núi non tìm kiếm kia con khỉ sao. Chỉ cần tìm được cung cấp manh mối, là có thể đạt được ở nhà ta xuyên sơn đại vương thủ hạ tu luyện cơ hội, trọng điểm là có thể đạt được 1 vạn cực phẩm yêu thạch, lần này ta tiến đến chính là tìm cái mấy cái cùng nhau mưu cầu này một phần đại cơ duyên. Dã lang huynh nói nửa ngày ngươi cũng chưa nói kia con khỉ là cái gì lai lịch a? Nếu đều có thể từ 10 cái đại yêu đế trong tay chạy trốn, tất nhiên không phải phàm vật. Lại còn có trốn vào mất đi núi non, kia địa phương cũng không phải là thiện mà a. Chuyện này nói cũng không phải bí mật, liền cùng mấy năm gần đây phát sinh sự giống nhau, ta nghe nói, kia con khỉ vô cùng có khả năng là hỗn thế 4 hầu chi nhất thông tí viên hầu, chính là có thể so với thần thú tồn tại, cho nên những cái đó đại yêu đế theo dõi, chính là muốn làm đỉnh lô, dù sao chúng ta là đừng nghĩ lây dính, chỉ cần có thể tìm được tung tích, là có thể được đến 1 vạn cực phẩm yêu thạch chỗ tốt. Thế nào có dám hay không tiến mất đi núi non đi? Chuyện này, mất đi núi non không phải thiện mà, bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Nghị Vân trong lúc vô ý nghe được thông tí viên hầu 4 chữ, đằng một chút đứng dậy, gạch nhìn qua đi, ở hắn tay trái dựa cửa sổ nơi, lại là tác giả 4 cái yêu tộc, đều là tiên quân cấp bậc. Giờ phút này hắn mãn đầu óc đều là thông tí viên hầu 4 chữ, cũng tất cả đều là hầu đậu đậu hình ảnh. Lão nhân năm đó liền nói quá, hầu đậu đậu là có thể tiến hóa thành thông tí viên hầu tồn tại. Lúc trước hầu đậu đậu đi theo hắn thời gian chỉ so điêu nhi đoạn một chút, 2 cái đều là từ địa cầu liền đi theo hắn, sau lại hầu đậu đậu hóa hình lúc sau hắn coi như thành chính mình đệ đệ giống nhau đối đãi. Nếu trên đời này không có cái thứ 2 thông tí viên hầu tồn tại nói, như vậy tất nhiên chính là hầu đậu đậu. Từ 4 cái yêu tu trong miệng nghe được ra tới. Thông tí viên hầu bị đại yêu hơn nữa là đế cảnh cấp bậc đại yêu cấp theo dõi, nhưng lại cửu tử nhất sinh chạy thoát, nhưng mà trốn vào cái gì mất đi núi non, giống như rất nguy hiểm, liền tính là như thế như cũng không có từ bỏ truy kích tìm kiếm thông tí viên hầu. Dương Nghị Vân trái tim nhảy thực mau, hắn chi giác nói cho hắn, này 4 cái yêu tu trong miệng đàm luận chính là hầu đậu đậu.
Giờ khắc này Dương Nghị Vân đôi mắt đều đỏ, đằng một chút đứng dậy trực tiếp hướng về bốn cái yêu tu mà đi. Sư đệ, Cơ Tím Hà phát hiện Dương Nghị Vân khác thường, kêu to một tiếng, lại là phát hiện Dương Nghị Vân tựa hồ căn bản là không có lý nàng, trực tiếp đi hướng dựa cửa sổ bốn cái yêu tu mà đi. Nàng nhíu mày cũng đứng dậy theo đi lên. Nơi này dù sao cũng là dị vực giới, ở yêu tộc địa bàn thượng, vẫn là phải cẩn thận, đảo không phải nói nàng sợ, mà là sợ tiểu sư đệ có hại. Giờ phút này nàng đã cảm thụ tiểu sư đệ Dương Nghị Vân toàn thân có sát ý phát ra mà ra, nhìn nhìn lại hắn hai mắt tựa hồ trở nên đỏ bừng lên. Dương Nghị Vân hướng về bốn gã yêu tu đi đến, chuẩn xác mà nói hắn mục tiêu là bị những người khác xưng là dã lang yêu tu, thực rõ ràng là cái lang yêu, nói chuyện ồm ồm. Hắn chính là muốn biết bọn họ trong miệng đàm luận thông tí viên hầu, rốt cuộc có phải hay không hầu đậu đậu. Hai ba bước Dương Nghị Vân liền đứng ở bốn cái yêu tu cái bàn trước. Ta và các ngươi nói a, cơ hội khó được, hiện tại tìm kiếm kia con khỉ tung tích yêu tộc cũng không ít. Dã lang yêu chính nói hăng say lại là phát hiện bên người nhiều cá nhân, vừa quay đầu lại nhìn lại cư nhiên vẫn là cá nhân tộc, tức khắc liền khó chịu, đại đa số yêu tộc đối nhân tộc đều là có địch ý, bao gồm dã lang cũng là giống nhau, bất quá dã lang cũng biết phàm là có thể tới dị vực giới nhân tộc tu vi ít nhất đều ở tiên đế chi cảnh, cũng là không dám dễ dàng trêu chọc. Hắn dã lang yêu chính là cái yêu vương cấp bậc cùng nhân tộc tiên vương một cái bộ dáng, xem Dương Nghị Vân tu vi tựa hồ cũng là cái tiên vương cảnh giới, nhưng nháy mắt lại tới một cái nhân tộc nữ nhân, dã lang yêu nhìn không thấu tu vi, liền càng không dám lỗ mãng. Bất quá nơi này chung quy là dị vực giới yêu tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế, không dám dễ dàng trêu chọc nhân tộc tiên đế, khá vậy không sợ, đôi mắt chừng Dương Nghị Vân nói, có việc. Ồm ồm ngữ khí không tốt. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói, có gì nếm đối dã lang yêu có thiện tâm. Vừa rồi nói chuyện hắn chính là đều nghe được, nghe ý tứ cái này dã lang yêu cũng tham dự quá bao vây tiểu trừ thông tí viên hầu, nếu thông tí viên hầu thật là hầu đậu đậu, như vậy ở Dương Nghị Vân trong mắt cái này dã lang yêu nên chết. Dương Nghị Vân mặt âm trầm nhìn chằm chằm dã lang yêu đạo, đem ngươi vừa rồi nói thông tí viên hầu hình ảnh thả ra ta nhìn xem. Đối với tu luyện sinh linh tới nói, chỉ cần gặp qua bất luận cái gì sự vật bao gồm hoàn cảnh chỉ cần ký ức tồn tại, đều là có thể dùng pháp lực ngưng tụ ra tới hình ảnh hoặc là ký lục ở cùng loại không minh thạch là khí cụ người trung gian lưu. Dã lang yêu nghe được Dương Nghị Vân cứng rắn nói chuyện, sắc mặt cũng trầm xuống dưới nói, người ai a? Một nhân tộc cũng tưởng nhúng chàm chúng ta yêu tộc sự tình. Ta đếm tới tam đem ngươi trong miệng thông tí viên hầu hình ảnh thả ra ta nhìn xem Dương Nghị Vân như là xem người chết giống nhau nhìn dã lang yêu. Một cái tiên vương sơ cấp yêu quái mà thôi, hắn một bàn tay đều có thể bóp chết, căn bản liền không nghĩ vô nghĩa. Nếu không phải phỏng chừng đây là dị vực giới, hoặc là nói nơi này là tử lầu trong vòng, hắn trực tiếp liền động thủ. Lúc này mặt khác ba cái yêu tộc, cũng không biết là cái gì yêu tinh chủng tộc, dù sao đều là biến ảo thành nhân bộ dáng, vừa thấy Dương Nghị Vân là cá nhân tộc, lại còn có nói chuyện mang thứ uy hát yêu ta, một cái lục tóc trực tiếp một phách cái bàn nói. Tiểu tử nơi này là dị vực giới không phải các ngươi nhân tộc địa bàn nói chuyện khách khí điểm. Chính là, một cái tiên vương đại viên mãn mà thôi, chiến cuồng cái gì? Cút đi, nơi này là dị vực giới. Mặt khác ba cái yêu tộc tức khắc không làm. Trên thực tế bốn cái yêu tộc hai cái tiên vương đại viên mãn, một cái tiên vương lúc đầu, một cái trung kỳ. Xem Dương Nghị Vân là cá nhân tộc tiên vương đại viên mãn tu vi. Mà bên người nhân tộc tiểu cô nương tuy rằng bọn họ mấy cái nhìn không thấu tu vi, nhưng lại nhìn đến áo tím nữ tử không nói gì, liền cho rằng cùng Dương Nghị Vân không quen biết, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, liền đối với Dương Nghị Vân liền giống lên lên. Nhưng Cơ Tím Hà thật là không quen biết sao. Chẳng qua là muốn nhìn một chút tiểu sư đệ sẽ làm sao mà thôi, cho nên nàng không tính toán nhúng tay, bốn cái yêu tu yêu vương mà thôi, ở nàng trong mắt chính là con kiến mà thôi. Tiểu sư đệ một người đều diệt còn một tảng lớn. Một, Dương Nghị Vân căn bản liền không lý mặt khác ba cái yêu tu ồn ào, mà là nhìn chằm chằm dã lang yêu bắt đầu số 1-2-3. Nhị, tiểu tử ngươi tìm chết đúng không? Mặt khác ba cái yêu tu chung một cái thấy Dương Nghị Vân cư nhiên làm lơ bọn họ ba cái tức khắc mắng ra tiếng. Ba, Dương Nghị Vân cuối cùng một con số rơi xuống, bỗng nhiên ra tay, một quyền phong lôi mà động. Chẳng qua không phải đối với dã lang yêu, mà là đối với hướng hắn mắng yêu tu. Lấy hắn hiện tại tu vi đủ để nghiền áp bất luận cái gì tiên vương cấp bậc, cứ việc đối phương là yêu tu cũng không ngoại lệ. Ầm vang. A. A. Một quyền oanh sát mà ra,
lại là ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở ầm vang chung toàn bộ tử lầu đều vì này chấn động. Rượu văng khắp nơi, rắn chắc bàn ghế hóa thành dập nát. Tại chỗ lại là nhiều một con mèo rừng, vẫn luôn sơn dương, một đầu lợn rừng thi thể, tam cụ yêu thi đều là đầu bạo liệt thân thể, chết đến không thể càng chết. Duy nhất tồn tại cũng chỉ có dã lang yêu. Mà toàn bộ tử lầu đại sảnh giờ phút này lại là toàn bộ ồ lên, tất cả đều đứng lên. Một đám hai mắt đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Tuy rằng toàn bộ tử lầu một tầng đại sảnh tuy rằng không có yêu đế cấp bậc tồn tại, nhưng lại không đại biểu nhân tộc có thể tùy ý giết hại yêu tộc. Tức khắc thượng trăm tên yêu tộc hướng về Dương Nghị Vân vây quanh lại đây. Bất quá đối này Dương Nghị Vân chút nào không thèm để ý, nếu hắn dám ra tay liền chuẩn bị tốt gánh vác hết thảy hậu quả. Đối với hắn tới nói hiện tại thiên đại sự tình đều không có so xác nhận hầu đậu đậu quan trọng. Bởi vì hầu đậu đậu cùng Điêu Nhi giống nhau đều là hắn lúc trước từ vẫn luôn ấu tiểu con khỉ đưa tới đại, cũng vẫn luôn đều đương hầu đậu đậu là thân nhân cái loại này. Không để ý đến bốn phía lại đây yêu tộc, mà là tiến lên một bước muốn vung tay lên đem dọa choáng váng dã lang yêu bóp lấy cổ nơi tay, trầm giọng nói, đem thông tí viên hầu hình ảnh ngưng tụ ra tới. Trong thanh âm tràn ngập sát khí băng hàn. Đối với dã lang yêu tới nói, đích xác hắn có chút dọa choáng váng, hắn không nghĩ tới cái này tóc bạc nhân tộc cư nhiên một quyền oanh kích mà ra liền nháy mắt hạ gục hắn ba đồng bạn, phải biết rằng ba đồng bạn chung, hai cái chính là yêu vương đại viên mãn cấp bậc, một cái là yêu vương trung kỳ cảnh giới, một kích diệt thiếu không hề có sức phản kháng, đừng đánh chết hiện ra nguyên hình. Dã lang yêu biết cái này tóc bạc nhân tộc tuyệt đối không phải thiên vương cấp bậc. Cho dù là sơ cấp yêu đế muốn như thế sạch sẽ lưu loát xử lý ba cái yêu vương cũng không có khả năng. Nhưng là cái này đầu bạc nhân tộc lại là làm được. Đây là kiểu gì thực lực khủng bố. Cho nên cũng dã lang yêu bị dọa choáng váng, bị Dương Nghị Vân nắm cổ thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng giãy giụa mở miệng, khụ khụ. Ta lập tức cho ngươi. Bất quá lúc này bốn phía yêu tộc đã tới rồi Dương Nghị Vân bốn phía, từng luồng dược lực ngưng tụ mà đến. Cái này làm cho Dương Nghị Vân mày nhăn lại. Nhưng là lúc này giữa sân lại là ầm vang một tiếng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay sau đó vang lên tiếng sấm tia chớp. Tiểu sư tỷ tím Hà dùng thực túm lời nói, tiểu sư đệ làm ngươi chuyện nên làm, này những nhiệt xúc muốn tìm cái chết cô nãi nãi liền thành toàn bọn họ, hừ. Lúc này Dương Nghị Vân vừa thấy lại là tiểu sư tỷ tím Hà xuất hiện ở hắn phía sau, đối mặt bầy yêu, nàng toàn thân màu tím tia chớp vần quanh. Từng điều như là du xà giống nhau, cũng tản mát ra đáng sợ lôi đình hơi thở, làm một loại yêu tộc hoảng sợ lui về phía sau. Tiểu sư tỷ ra tay, Dương Nghị Vân trong lòng ấm áp, không hề bị ngoại giới quấy nhiễu, một lần nữa nhìn về phía dã lang yêu. Giờ phút này dã lang yêu dọa hồn vía lên mây, lập tức nói, đừng giết ta lập tức cho ngươi. Bất quá Dương Nghị Vân lại là trầm giọng nói, đã cho ngươi cơ hội, hiện tại chậm. Dứt lời hắn trong lòng vừa động. Siêu hồn. Nâng lên một cái tay khác đặt ở dã lang yêu trên đầu trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Một phút không đến Dương Nghị Vân đối dã lang yêu siêu hồn xong. Hắn cả người run lên. Có kích động cũng có vô tận phẫn nộ. Trong ánh mắt sát ý vô hạn, trong tay một đốn đem dã lang yêu yêu hồn trực tiếp phá hủy, một đạo tiên hỏa đánh ra khoảnh khắc chi gian dã lang yêu hôi phi yên diệt. Hiện tại hắn có thể 100% xác định. Dã lang yêu trong miệng đàm luận thông tí viên hầu chính là hầu đậu đậu. Chẳng qua ở dã lang yêu ký ức hình ảnh chung, hắn thấy được hầu đậu đậu thực thê thảm. Đích xác bị 10 cái đại yêu đuổi bắt, trong đó dẫn đầu cùng bị thương nặng hầu đậu đậu đại yêu chính là dã lang yêu chủ tử, con tê tê. Ký ức hình ảnh chung hầu đậu đậu ở cuối cùng xông lên thời điểm huyết mạch tiến hóa sau khi đột phá, liều chết chạy thoát đi ra ngoài, lại là trốn vào dị vực giới một chỗ tuyệt địa mất đi núi non, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Bất quá hầu đậu đậu nhưng là liền tính đột phá tu vi cũng mới là một cái yêu quân cấp bậc, nhưng lại ngạnh sinh sinh từ 10 cái yêu đế trong tay đào tẩu, quả thực là kỳ tích. Cũng đầy đủ thuyết minh, hắn thông tí viên hầu thiên phú phát huy đại tác dụng. Một nguyên nhân khác là hắn trốn vào mất đi núi non lúc sau, có che lấp, cũng coi như là may mắn. Đến bây giờ mới thôi, căn cứ dã lang yêu ký ức, con tê tê chờ 10 cái yêu đế như cũ không có từ bỏ đối hầu đậu đậu truy tìm. Bọn họ muốn hầu đậu đậu bực này thiên địa dị chủng tới tu luyện, tới tăng lên tự thân tu vi, tới cướp lấy thông tí viên hầu thần thông. Nhưng là mất đi núi non là tuyệt địa nơi, hầu đậu đậu liền tính chạy thoát đi vào, chỉ sợ cũng là sẽ gặp được đại phiền toái.
nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng Hầu Đậu Đậu nếu có thể từ con tê tê chờ 10 cái yêu đế trong tay cửu tử nhất sinh, đó chính là mệnh không nên tuyệt. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung tràn đầy sát khí lẩm bẩm, không hổ là ta Dương Nghị Vân huynh đệ, ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sẽ giết sạch những cái đó nghiệt xúc cho ngươi hết giận. Nháy mắt Dương Nghị Vân giết 4 cái yêu tộc, ở tử lầu đại sảnh thượng trăm yêu tộc dưới mí mắt, lại là trắng trợn táo bạo siêu hồn lại là sát yêu. Một màn này ở này đó yêu tộc trong mắt quả thực là đối bọn họ yêu tộc khiêu khích. Nhân tộc ngươi quá trong mắt phụ yêu. Không tồi, bọn họ liền hai tên nhân tộc mà thôi, đại gia cùng nhau thượng, giết bọn họ. Lập tức toàn bộ đại sảnh yêu tộc đều chấn động lên. Bất quá đúng lúc này sẽ một tiếng uy nghiêm từ trên lầu truyền đến. Dừng tay. Giọng nói rơi xuống hết sức, giữa sân vầng sáng chợt lóe đã xuất hiện một người trung niên nhân. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là cái đầu đen kiến tộc. Bất quá cùng mặt khác đầu đen kiến bất đồng chính là, hắn trên đầu râu là màu trắng, còn có chính là có một hàm răng trắng, nhìn là thiên nhiên, nhưng thật ra cái dị loại. Lúc này đại sảnh có yêu tộc đột nhiên nói, là đầu đen kiến tử lầu đại quản sự. Đúng vậy, hắn là yêu đế cường giả, ngày thường căn bản không thấy được mặt, không thể tưởng được đem hắn cấp kinh động, cái này hai người kia tộc xem bọn họ chết như thế nào. Dám ở đầu đen kiến tử lầu sát yêu tộc, đầu một phần. Từng tiếng nghị luận truyền tiến Dương Nghị Vân trong tai. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng cũng nhiều ít có chút khẩn trương, ở hắn cảm giác chung cái này trường màu trắng dâu trung niên đầu đen kiến tộc có thể so với tiên đế hậu kỳ tu vi, nếu là thật đánh lên tới hắn cùng tiểu sư tỷ thêm cùng nhau, đương nhiên còn có vào thành phía trước thu càn khôn hồ hồng y ở, cũng không sợ. Nhưng là chung quy nơi này là yêu tộc địa bàn, nháo khai lúc sau cũng không hảo xong việc. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không hối hận, bởi vì chuyện này sự tình quan Hầu Đậu Đậu. Hắn tiến lên một bước cùng tiểu sư tỷ song song, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, bất quá hắn ngay sau đó lại là phát hiện có chút không thích hợp. Tiểu sư tỷ hoàn toàn không có một chút ít khẩn trương hơi thở, ngược lại khóe miệng mang theo ý cười, nhìn hướng bọn họ đi tới đầu đen kiến trong tộc 5 người. Đối phương đi bước một mà đến. Bất quá Dương Nghị Vân ở đi xem thời điểm, lại là phát hiện người này nhếch miệng cười. Trái đen giống nhau mặt há mồm mà cười, lại là lộ ra miệng đầy hàm răng trắng. Ngay sau đó lại là nói ra một câu, làm hắn thậm chí là toàn trường người đều phát ngốc. Nhưng, đối hắn cùng tiểu sư tỷ tới nói lại là chuyện tốt. Chỉ nghe người này cười nói, tím hà cô nương thật lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Nói chuyện chung vẫn là đôi tay ôm quyền nhân tộc lễ nghi. Dương Nghị Vân biết đây là cố nhân chào hỏi thời điểm mới có trường hợp. Vốn dĩ cho rằng sẽ là một hồi đại chiến, nhưng là hiện tại xem ra, không cần. Thực hiển nhiên cái này đầu đen kiến tộc cùng tiểu sư tỷ nhận thức. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây, phía trước tiểu sư tỷ làm đầu đen kiến tộc mỹ nữ đi thông báo một cái kêu hàm răng trắng người, là cố nhân, mà cái kia đầu đen kiến tộc mỹ còn lại là nói răng hàm bạch đã là các nàng tử lầu đại quản sự. Trước mắt đầu đen kiến trung niên nhân đặc thù đối thượng, màu trắng râu. Cùng mặt khác đầu đen kiến tộc bất đồng có một ngụm răng hàm bạch. Ha ha, răng hàm bạch cái giá rất đại a, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó, ta cùng ta sư đệ ở ngươi tử lầu bị người khi dễ, cô nãi nãi ta tâm tình thật không tốt. Dương Nghị Vân nhìn lại tiểu sư tỷ đối mặt răng hàm mặt trắng sắc âm trầm nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập uy hát yêu ta chi ý. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đổ mồ hôi, không hổ là tiểu sư tỷ đi vào dị vực giới còn như vậy túm. Trọng điểm là một ngụm liền nói ở tử lầu chịu khi dễ, làm Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không cười ra tới. Nói thật tiểu sư tỷ lời này ở Dương Nghị Vân nghe tới đều thực vô lý, càng đừng nói hiện trường rất nhiều yêu tộc, sợ là mặc cho ai nghe xong đều phải nói một lời trả đũa. Nhưng cố tình răng hàm bạch trả lời lại là làm mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy răng hàm bạch vội vàng bồi cười nói, tím hà cô nương nói đùa, các người đều là ta đầu đen kiến tộc khách quý, tất nhiên sẽ không cho các người khó xử. Nhị vị mời theo ta lên lầu đó là, mặt khác sự không cần lo lắng, ở chỗ này không ai dám khi dễ các ngươi, nếu ai khi dễ các ngươi chính là ta đầu đen kiến toàn tộc công địch. Lời này vừa nói ra toàn bộ lầu một đại sảnh yêu tộc ồ lên. Cốt truyện không đúng a. Đầu đen kiến tộc thủ tịch đại quản sự, như thế nào khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải. Hoàn toàn là hướng về hai tên nhân tộc a. Đây là cái tình huống như thế nào? Có chút yêu tộc nhỏ giọng nói thầm ra tới. Cũng có yêu tộc xem minh bạch, thấp giọng nói, còn không rõ sao. Đầu đen kiến tộc đại quản sự cùng người kia tộc tiểu cô nương là quen biết cũ,
hơn nữa nghe ý tứ quan hệ không cạn a. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem đầu đen kiến tộc thủ tịch đại quản sự, đối mặt người kia tộc nữ tử thời điểm, tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ kính sợ, như thế xem ra người kia tộc nữ tử lai lịch cũng không đơn giản, chúng ta tuy rằng là yêu tộc, tuy rằng ở dị vực giới, nhưng nói trắng ra là chúng ta vẫn là ở tiên giới. Nhưng tiên giới lại là nhân tộc chủ đạo, chân chính nhân tộc cường giả trong mắt, căn bản liền sẽ không có cái gì địa vực chi phân, tiến đến dị vực giới làm theo đi ngang, nhân tộc chung có rất nhiều cường giả, cùng đáng sợ tồn tại thế lực, chuyện này đại gia đừng động, vốn dĩ chết chính là mấy cái không quen biết yêu tộc, không cần thiết vì đã bị giết bốn cái yêu tộc đánh thượng chúng ta. Không tồi không tồi, là đạo lý này, minh bạch đầu đen kiến tử lầu cái này thủ tịch đại quản sự, muốn che chở hai người kia tộc, đều thả ra tàn nhẫn lời nói, khó xử hai người kia tộc chính là khó xử toàn bộ đầu đen kiến toàn tộc, không đáng a, ở dị vực giới đầu đen kiến tộc cũng là một cổ không nhỏ thế lực, đắc tội không được. Dương Nghị Vân đem này những yêu tộc nhỏ giọng nghị luận nghe xong cái rõ ràng, trong lòng mừng rỡ, hắn kỳ thật cũng đoán được cái này đầu đen kiến tử lầu đại quản sự cùng nhà mình sư tỷ chi gian nhận thức, thậm chí là có mặt khác can hệ, nếu không người này vừa xuất hiện chính là này phúc thái độ. Ngay sau đó chỉ nghe cái này sư tỷ trong miệng răng hàm bạch đối với bên người một người nói. Đi thôi nơi này xử lý một chút, nói xong hắn lại nhìn chung quanh hiện trường quan trọng cường đại yêu đế kỳ thật phát ra. Rồi sau đó trầm giọng mở miệng nói, chư vị hai vị này nhân tộc là ta đầu đen kiến tộc khách quý, mà bốn cái không biết tên yêu tu đắc tội bọn họ trước đây, liền tính ta hai vị này khách quý không ra tay, ta răng hàm bạch cũng sẽ ra tay diệt bọn hắn, ngươi chờ có việc có thể tìm ta nói. Trung quy là yêu đế cấp bậc, răng hàm bạch một đôi ngăm đen tỏa sáng hai tròng mắt nhìn quét qua đi, không có một cái yêu tộc dám cùng hắn đối diện, càng miễn bản có ý kiến. Giữa sân không còn có người ta nói lời nói. Răng hàm bạch vừa lòng điểm điểm đầu, ngay sau đó lại là bổ sung một câu nói, nếu không có việc gì đại gia tiếp tục ăn uống, hôm nay chư vị chướng mục tính ta, người tới lại cho mỗi một bàn thượng một hồ kiến đen rượu. Lời này ra tới, làm nguyên bản một ít trong lòng có che kín yêu tộc dễ chịu nhiều, một chút oán khí cũng tùy theo tiêu tán. Có yêu tộc bắt đầu cảm tạ, đa tạ đại quản sự. Đại quản sự trượng nghĩa. Răng hàm bạch tam ngôn hai ngữ liền thu phục trường hợp. Lúc này mới đến cùng đối với tiểu sư tỷ cười làm lành nói, tím hà cô nương thỉnh lên lầu ôn chuyện đi. Cơ tím hà chậm gì gì gật đầu nói, dẫn đường đi. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, cái này răng hàm bạch là cái bát diện linh lung nhân tài, cường thế cảnh cáo ở đây yêu tộc, mặt sau miễn đơn thượng rượu một chuyện cũng tiêu trừ đông đảo yêu tộc oán niệm. Đi theo tiểu sư tỷ bên người đi theo răng hàm bạch hướng về trên lầu đi đến. Toàn bộ tử lầu từ trên mặt đất xem chính là ba tầng. Kỳ thật Dương Nghị Vân phía trước thần thức quét tới, lại là có càn khôn dưới mặt đất, ngầm mặt một tầng tầng ánh mắt mà đi, hắn thần thức cũng liền nhìn quét trăm mét không ở xem xét, rốt cuộc đây là yêu tộc địa bàn, cũng là sợ cành mẹ đẻ cành con. Răng hàm bạch còn lại là mang theo hắn cùng tiểu sư tỷ trực tiếp đi lên lầu 3. Trên thực tế tuy rằng mặt đất kiến trúc chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi một lần đều phi thường cao lớn, thoạt nhìn cũng là ghế lô vô số bộ dáng, rậm rạp cũng không tìm có bao nhiêu cái ghế lô. Lầu 3 thoạt nhìn muốn so lầu 2 càng thêm xa hoa. Thang lầu cùng tay vịn đều là dùng phi thường mềm mại nào đó ra thú bao vây, đại đèn lồng treo đầy hành lang, phi thường sáng ngời, ở đèn lồng chung không phải mồi lửa, Dương Nghị Vân phát hiện lại là từng viên có thể so với dưa hấu đại dạ Minh Châu, ở trong mắt hắn có thể nói xa hoa. Một đường đi tới, đã đến lầu 3 hành lang cuối, đẩy cửa mà vào sau, lại là cái hành lang, nơi này đã không có phục vụ nhân viên tồn tại, có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nhưng lại rõ ràng càng thêm cao cấp, trên mặt đất là cực phẩm linh thạch chế tạo sàn nhà. Cái này hiển nhiên là thuộc về tư nhân không gian. Quả nhiên lại đi 50 mét chính là cuối, hành lang cuối có cái rất lớn cửa sổ sát đất hộ, có pháp lực màn hào quang, nhìn như giống pha lê, có thể nhìn đến bên ngoài bạch giao thành cảnh sắc. Mà ở cuối dừng lại sau, răng hàm bạch nghiêng người ở một bộ thật lớn bích họa trước dừng lại, Dương Nghị Vân vừa thấy họa chính là một cái đầu đen kiến người, cao ước 9 mét bộ dáng. Nhìn kỹ có điểm quen mặt, lại vừa thấy trên đầu râu là màu trắng, thật là răng hàm bạch chính mình bức họa. Giờ phút này răng hàm bạch vung tay lên, hắn bức họa vầng sáng lưu chuyển, lại là xuất hiện một cái môn hộ, lúc này mới cười nói, nhị vị thỉnh. Đủ tự luyến, vẫn là năm đó tính tình, cư nhiên họa chính mình bức họa, người sao giống. Tiểu sư tỷ chào phúng một câu, lại là nhấc chân đi vào môn hộ. Khụ khụ răng hàm bạch nghe tiểu sư tỷ trêu ghẹo một trận ho khan. Hẳn là mặt đỏ,
bất quá Dương Nghị Vân nhìn không ra tới, bởi vì hắn màu da là than đen. Vị này huynh đệ mời vào, nơi này là ta tư nhân không gian, thực an tĩnh. Giang Hàm Bạch ý bảo. Thỉnh Dương Nghị Vân gật đầu, cũng không có khách khí đi theo tiểu sư tỷ phía sau đi vào, nhưng tiến vào sau lại là sợ ngây người. Hắn thể hắn đối Kim Bích Huy Hoàng cái này từ ngữ có một lần nữa nhận thức, trước kia gặp qua Kim Bích Huy Hoàng đều là giả. Dương Nghị Vân đi vào đã bị trong tầm mắt xa hoa làm cho sợ ngây người. Dùng Kim Bích Huy Hoàng bốn chữ tới hình dung nhất thích hợp bất quá, bởi vì toàn bộ phòng sắc thái đều là kim sắc. 200 bình tả hữu phòng, bố cục bày biện lại xa hoa đến làm Dương Nghị Vân cảm giác có chút giận sôi. Dưới chân gạch là tản ra tiên khí kim sắc thạch tài, cũng không biết là cái gì tài liệu, nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến tuyệt đối là nào đó luyện khí kim loại, nóc nhà từng vòng đổi chiều lớn nhỏ không đồng nhất khoáng thạch. Lấp lánh sáng lên, đủ mọi màu sắc đều có, đại ước chừng có cối xay lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có nắm tay đại. Đúng là này đó trên đỉnh trong suốt khoáng thạch phát ra vầng sáng chiếu sáng toàn bộ phòng, chiết xạ trên sàn nhà, dày nặng kim sắc làm cho cả phòng vầng sáng sắc thái xưng là kim sắc. Phòng bốn phía cũng bãi trí đầy một tôn tôn hình thù kỳ quái cục đá, hoặc là thiên nhiên hoặc là hậu thiên điêu khắc, có người có sơn có động vật. Một ít bàn ghế đều là kỳ thạch điêu khắc chế tạo. Nhất hấp dẫn Dương Nghị Vân chính là trong phòng tâm thật lớn cái chắn, hiện ra bảy màu chi sắc, thực rõ ràng vừa thấy chính là thiên nhiên nhan sắc, lại là bị điêu khắc thành một bộ vạn dặm giang sơn đồ, cao nguyệt 6 mễ dài chừng 12 đến 13 mễ, tản ra nồng hậu năng lượng, toàn bộ phòng trong vòng năng lượng nồng hậu vô cùng, hô hấp chi gian đều làm người lỗ chân lông tức khắc mở ra. Nói không nên lời thoải mái. Nhìn đến trong phòng bảy biện Dương Nghị Vân muốn đánh cướp ý niệm lại một lần xông ra. Chẳng lẽ dị vực giới yêu tộc đều mẹ nó như vậy giàu có? Cái này ý niệm ở trong óc không ngừng bồi hồi. Đang lúc Dương Nghị Vân suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên thời điểm, chỉ nghe thấy tiểu sư tỷ mở miệng nói, sư đệ lại đây. Dương Nghị Vân hoàn hồn nhìn lại, lại thấy sư tỷ cùng Giang Hàm Bạch đã ngồi ở một trương thật lớn bạch ngọc trên bàn bãi đầy các loại tiên quả, hương khí thấm nhân tâm phổi. Hắn đi qua. Lúc này chỉ nghe tiểu sư tỷ mới chính thức cấp Giang Hàm Bạch giới thiệu nói, ta tiểu sư đệ Dương Nghị Vân, cũng là sư phụ ta quan môn đệ tử. Nói xong có nhìn về phía Giang Hàm Bạch cấp Dương Nghị Vân giới thiệu nói, sư đệ Giang Hàm Bạch, đầu đen kiến tộc, vạn nhiều năm trước ta cùng sư phụ tiến đến dị vực giới đụng tới hắn thời điểm, hắn còn không phải kiến đen tử lầu thủ tịch đại quản sự, nhiều nhất xem như cái điếm tiểu nhị nhi mà thôi, không thể tưởng được nhiều năm như vậy qua đi, đã là nhà này tử lầu thủ tịch đại quản sự. Năm đó ta cùng sư phụ tiến đến chính là Giang Hàm Bạch tiếp đái, cũng coi như là tiểu tử này vận khí tốt, có thể nói, chết lão nhân một cao hứng chỉ điểm quá hắn một phen tu luyện, chúng ta chi gian sâu xa liền ở chỗ này, mau hai vạn năm trước sự tình, hiện giờ thoạt nhìn, tiểu tử này còn tính có lương tâm, còn nhận được ta. Tiểu sư tỷ nói chuyện mang theo trêu chọc, căn bản liền không chút nào để ý một bên Giang Hàm Bạch cảm thụ, bất quá Dương Nghị Vân xem Giang Hàm Bạch một chút đều không tức giận. Tiểu sư tỷ trực tiếp khứu sự nhắc lại, ngược lại thật cao hứng nói, tím hà cô nương nói đúng, không có năm đó thiên tà chí tôn chỉ điểm, liền không có hôm nay Giang Hàm Bạch, đương nhiên tu luyện phương diện còn có tím hà cô nương năm đó công lao, này đó ta Giang Hàm Bạch vĩnh sinh đều không thể quên, nếu là quên mất, ta nhưng chính là Bạch Nhãn Lang. Nghe được Giang Hàm Bạch nói như thế, Dương Nghị Vân bừng tỉnh, nguyên lai Giang Hàm Bạch biết chết lão nhân là thiên tà chí tôn thân phận, trách không được đối bọn họ như thế tôn kính. Ngẫm lại cũng là chẳng sợ hắn là dị vực giới yêu tộc, đối mặt một vị nhân tộc chí tôn cường giả, cho hắn 100 lá gan cũng không dám lỗ mãng, huống chi năm đó còn có tu luyện chỉ điểm tri ân, lúc này mới tu luyện giới đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là đại ân tình. Cũng khó trách Giang Hàm Bạch vừa ra tràng liền lực đính, cho dù là hắn ra tay xử lý 4 cái yêu tộc. Giờ phút này chờ nói xong lúc sau, Giang Hàm Bạch nhìn về phía Dương Nghị Vân cười nói, Dương. Lại nói tiếp ta cũng coi như là thiên tà chí tôn nửa cái đệ tử ký danh, tuy rằng hắn lão nhân gia năm đó không có thu ta, nhưng trong lòng ta đem vĩnh cửu nhớ rõ hắn lão nhân gia đối tu luyện chỉ điểm, đã sớm trở thành là ân sư, như thế ta thả kéo cái đại, xưng hô ngươi một tiếng sư đệ có không? Ở Giang Hàm Bạch trong lòng, thật là như thế tưởng, đã biết Dương Nghị Vân cư nhiên là trời cao tà quan môn đệ tử lúc sau, trong lòng liền không bình tĩnh, mỗi một cái sư thừa, quan môn đệ tử giống nhau đều là áp chục người. Cũng sẽ là chân chính người thừa kế, đại biểu sư chi đạo, cho nên Giang Hàm Bạch rõ ràng Dương Nghị Vân cái này trời cao tà đệ tử, nào đó trình độ thượng ở trời cao tà trong lòng là thắng qua tím hà,
đối Dương Nghị Vân từ lúc bắt đầu liền ở chú ý. Bao gồm Dương Nghị Vân ra tay chém giết 4 cái yêu tu hắn cũng thấy được, nói thật nhưng là trong lòng là thực khiếp sợ, một cái tiên vương đại viên mãn nhân tộc tiên nhân một quyền dưới, nháy mắt hạ gục 2 cái có thể so với tiên vương đại viên mãn yêu tu một cái tiên vương trung kỳ tu vi, trở tay có đối một khác siêu hồn, liền mạch lưu loát, từ đầu đến cuối 4 cái yêu tu đều không có phản kháng nơi, liền tính là hắn răng hàm bạch yêu đế đỉnh thực lực, muốn giống Dương Nghị Vân giống nhau nghiền áp 4 cái yêu tu cũng sẽ không như Dương Nghị Vân giống nhau nhẹ nhàng. Ở răng hàm bạch trong lòng, cấp Dương Nghị Vân định nghĩa là, chân chính thực lực sợ là không cần hắn cái này yêu đế đỉnh nhược, thậm chí còn hắn ở Dương Nghị Vân trên người cảm thụ một cổ thực độc đáo hơi thở, khó có thể nắm lấy, cho nên đối Dương Nghị Vân ngay từ đầu tuy rằng không như thế nào đối thoại, nhưng cần thiết tím hà lại là càng vì chú ý. Nhưng phát hiện Dương Nghị Vân vừa tiến vào hắn phòng sau, nhìn đến trong phòng bày biện lộ ra xem giật mình biểu tình sau, răng hàm bạch liền chuẩn bị gãi đúng chỗ ngứa. Cấp Dương Nghị Vân một phần lễ gặp mặt vật, quyết tâm muốn giao hảo, ở răng hàm bạch nghĩ đến có thể giao hảo Dương Nghị Vân chính là giao hảo thiên tà chí tôn kia trở thần tiên giống nhau nhân vật. Này đối hắn tự thân, cùng toàn bộ đầu đen kiến tộc là vô cùng quan trọng, hắn răng hàm bạch trừ bỏ là đầu đen kiến tử lầu thủ tịch đại quản sự thân phận ở ngoài, vẫn là toàn bộ đầu đen kiến tộc trưởng lão chi nhất, có đôi khi cũng muốn vì tộc đàn suy xét, nếu có thể thêm một cái thiên tà chí tôn kia trở thần tiên nhân vật làm chỗ dựa. Đối bọn họ nhất tộc tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Năm đó trời cao tà cùng tím hà tiến đến dị vực giới, đi vào bọn họ tử lầu, năm đó hắn vẫn là cái tử lầu điếm tiểu nhị, nhưng lại trời sinh với tộc nhân khác diện mạo bất đồng, trên đầu râu trắng tinh hàm răng trắng tinh, không phải màu đen mà bị tộc nhân xa lánh, trở thành điếm tiểu nhị đánh tạp nhân vật, trong lòng rất là tự ti. Nhưng cũng đúng là bởi vì cái này đặc thù, đã bị lần đầu tiên gặp mặt cơ tím hà nổi lên cái ngoại hiệu liền răng hàm bạch. Cũng tiến vào trời cao tà trong mắt, cho một câu thiên phú dị bẩm đánh giá, khi đó hắn tự nhiên không biết trời cao tà chính là nhân tộc chí cường giả, thiên tà chí tôn, chẳng qua ở tử lầu rèn luyện ra tới xem người ánh mắt vẫn phải có, cảm giác thượng tím hà cùng trời cao tà không phải phàm nhân, động tâm tư toàn tâm toàn ý theo bên người hầu hạ. Sau lại trời cao tà trước khi đi cho hắn một bộ tu luyện công pháp, làm đến tận đây về sau tu luyện tiến bộ vượt bậc, từ một cái điếm tiểu nhị trở thành hôm nay tử lầu thủ tịch đại quản sự. Xưng là yêu đế tôn sư, càng là ở trong tộc xưng là tộc lão chi nhất. Này trong đó còn có chuyện này là, ngay từ đầu còn có tộc nhân chê cười hắn nịnh bợ một nhân tộc, càng là bị hung hăng nhục nhã một phen, không nghĩ tới ngày ấy trời cao tà rời khỏi sau, cùng dị vực giới tứ đại đầu sỏ đánh một trận, đương nhiên cũng đi bạch giao long vương trong phủ, dù sao không biết là vì sự tình gì, dị vực giới năm đại thật lớn đầu, nghe nói chỉ có bạch gia long vương cùng trời cao tà không có đánh nhau, mặt khác 4 cái đều đánh. Nhưng kết quả lại là bị trời cao tà cấp song bảo. Đến tận đây về sau mới truyền ra trời cao tà chính là nhân tộc thiên tà chí tôn tin tức, cũng là từ kia một ngày lúc sau, hắn răng hàm bạch địa vị ở trong tộc ở tử lầu đại trướng lên, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Không còn có người chê cười hắn, không có người ta nói hắn là dị loại, ngược lại xưng là đầu đen kiến tộc thiên tài lãnh vệ sĩ vật, răng hàm bạch cái này danh hiệu hắn liền để lại, hơn nữa lấy làm tự hào, ghi khắc cơ tím hà cùng trời cao tà. Hắn nội tâm lấy thiên tà chí tôn đệ tử tự cho mình là, đáng tiếc hắn biết trời cao tà chưa chắc nhìn chúng hắn, càng là biết cuộc đời này còn có thể hay không nhìn thấy thiên tà chí tôn đều là cái không biết bao nhiêu. Hiện giờ không nghĩ tới cơ tím hà cư nhiên cùng Dương Nghị Vân tới, thời gian trôi qua mau 2 vạn năm, răng hàm bạch nội tâm kỳ thật tràn ngập kích động. Hiện tại đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm, răng hàm bạch biết đây là trời cao cho chính mình cơ hội, phải bắt được. Dương Nghị Vân nghe được răng hàm bạch nói như thế, lại là sửng sốt, nhưng là ngẫm lại nếu lão nhân chỉ điểm quá lớn nha bạch, hắn xưng hô chính mình một tiếng sư đệ cũng không có gì không ổn, cười cười nói, tự nhiên được không, ngươi tùy ý. Răng hàm bạch trong lòng đại hỉ a, Dương Nghị Vân là trời cao tà quan môn đệ tử, nào đó trình độ thượng liền đại biểu chính là trời cao tà, Dương Nghị Vân tán thành hắn là trời cao tà đệ tử ký danh thân phận, đó chính là chân chính tán thành, điểm này thượng cơ tím hà đều không được. Đây là sư thừa vấn đề, đến nỗi chân chính chính thức đệ tử thân phận, răng hàm bạch là không dám tưởng, có thể có một cái đệ tử ký danh liền không tồi, tương lai trời cao tà có cảm liền chuyển chính thức xem, lúc này nhìn về phía Dương Nghị Vân răng hàm bạch kích động nói. Lần đầu gặp mặt cũng không có gì đưa cho sư đệ, ta xem sư đệ tựa hồ xem qua ta kia một khối bình phong, như vậy ta cho ngươi 100 khối bực này nguyên thạch đến lúc đó sư đệ chính mình tùy ý điêu khắc chính mình thích loại hình, coi như là lễ gặp mặt.
Nói chuyện chung răng hàm tay không chung một phen xuất hiện một quả chứa đựng nhẫn đặt ở Dương Nghị Vân cái bàn trước, ý bảo Dương Nghị Vân nhận lấy. 100 khối, cái này đến phiên Dương Nghị Vân giật mình, không thể tưởng được răng hàm Bạch ra tay như thế hào phóng, này khối bình phong thạch vừa thấy liền không phải phàm vật, ra năng lượng nồng hậu ở ngoài, cũng là thượng đẳng luyện khí tài liệu, càng là thật lớn xem xét giá trị, trong lòng nghĩ có một khối đặt ở Vân Môn Đại Điện xung bề mặt thực phong cách. Không nghĩ tới răng hàm Bạch vừa ra tay liền cấp 100 khối. Nhìn răng hàm Bạch vẻ mặt kích động, Dương Nghị Vân đều có chút phát ngốc, thứ này là cái ngây ngốc thổ hào a. Ta thật sự không được, ta đi tộc nhân khác nơi nào hỏi một chút, tự cấp sư đệ thấu 100 khối, đây là sản tự mất đi núi non bên cạnh, ngầm một chỗ bảy màu lưu ly mạch khoáng, cũng coi như là một loại thượng phẩm luyện khí tài liệu, đáng tiếc số lượng thiếu, trong tay ta chỉ có 100 khối để lại. Răng hàm Bạch còn tưởng rằng Dương Nghị Vân là chê ít, vội vàng tỏ vẻ từ tộc nhân khác trong tay đi lại thấu 100 khối. Trong tay hắn này 100 khối lấy ra đi bán đi, cũng muốn giá trị ước 10 vạn cực phẩm yêu thạch, cũng coi như là một phần không nhỏ lễ vật, không nghĩ tới cái này Dương sư đệ chê ít, bất quá ngẫm lại cũng lý giải, dù sao cũng là thiên tà chí tôn quan môn đệ tử, điểm này lễ vật sợ là nhập không được hắn pháp nhãn, xem ra là chính mình ra tay keo kiệt a, không được, lại thêm chút lợi thế mới được. Hắn cái này đệ tử ký danh thân phận, còn cần Dương Nghị Vân cái này thiên hạt chí tôn quan môn đệ tử tán thành mới được. Răng hàm mặt trắng biến sắc hóa một chút, cắn răng một cái chuẩn bị lấy ra một kiện chính hắn cho rằng là trọng bảo đồ vật làm lễ gặp mặt. Dương Nghị Vân giờ phút này không biết răng hàm Bạch trong lòng tưởng cái gì, bằng không nhất định sẽ cười ra tới, 100 khối bảy màu lưu ly thạch, ở toàn bộ tiên giới cũng coi như là đại lễ vật, đáng tiếc răng hàm Bạch hiểu sai ý, chuẩn bị đại lấy máu. Nghe răng hàm nói vô ích lời nói, Dương Nghị Vân biết hắn là hiểu sai ý, nhưng cũng nhìn ra được tới răng hàm Bạch là cái thật sự người, Nga không, là cái thật sự yêu, hắn cũng không thể không phúc hậu, vội vàng dừng tay nói, không không không, vậy là đủ rồi, đa tạ đại. Răng hàm huynh, răng hàm Bạch lúc này nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân không phải cái loại này lòng tham người, loại tình huống này nếu là đổi làm những người khác sợ là ước gì nhiều yếu điểm. Hắn là kinh ngạc nhiều, cái này làm cho răng hàm Bạch đối Dương Nghị Vân hảo cảm càng sâu. Vốn dĩ đưa lễ gặp mặt chính là vì giao hảo Dương Nghị Vân, nếu lời nói đều nói ra đi, răng hàm Bạch cũng là cái hảo sảng người, ở đầu đen kiến tộc hiện tại cũng là có thân phận có địa vị một nhân vật, nhiều tìm 100 khối bảy màu lưu ly thạch, thật cũng không phải việc khó, bàn tay vung lên nói, chuyện này liền như vậy định rồi, quay đầu lại cấp sư để ngươi chuẩn bị tốt, không cần cự tuyệt, đây là ta cái này làm sư huynh một mảnh tâm ý. Dương Nghị Vân nghe răng hàm Bạch nói như thế, thật đúng là không hảo theo tiếng, trong tay đã có một cái trang 100 khối bảy màu lưu ly thạch chứa đựng nhẫn, ở muốn nhân ra còn muốn siêu tập 100 khối tựa hồ không ổn, vừa muốn cự tuyệt hết sức, không nghĩ tới một bên tiểu sư tỷ chậm gì gì mở miệng nói, tiểu sư đệ nếu răng hàm Bạch có tâm vậy không cần cự tuyệt. Cơ tím hà nói xong, lại nhìn về phía răng hàm Bạch đạo, răng hàm Bạch nếu muốn đưa lễ vật liền không cần keo kiệt. Nhà ta tiểu sư đệ chuẩn bị ở hỗn loạn tiên vực thành lập một cái vân môn, hiện tại đang ở tu sửa chung, hắn xem ngươi nơi này bày biện đều không tồi, quay đầu lại các ngươi nhất tộc có thể hỗ trợ siêu tập một ít trang trí chi vật, xem như cho ta sư đệ duy trì, ngươi lần này kiếm lớn biết sao. Răng hàm Bạch nghe được cơ tím hà như vậy vừa nói, chính là sửng sốt, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên khai tông lập phái, kêu vân môn. Cái này, trời cao tà, vân môn. Này trong đó hàm ý rất lớn. Này cũng càng thuyết minh, Dương Nghị Vân cái này thiên tà chí tôn quan môn đệ tử ở trời cao tà tâm trung địa vị đi, nếu không nghĩ đến thiên tà chí tôn là sẽ không làm môn hạ đệ tử đánh vân tự cờ hiệu. Hơn nữa cơ tím hà cuối cùng một câu, người lần này kiếm đại, nói làm răng hàm Bạch trong lòng mừng như điên, ở hắn lý giải chung, chẳng khác nào là Dương Nghị Vân thừa nhận hắn là sư huynh, là thiên tà chí tôn đệ tử ký danh việc, bởi vì Dương Nghị Vân là thiên tà chí tôn quan môn đệ tử. Nào đó trình độ thượng đại biểu chính là thiên tà chí tôn, chỉ cần Dương Nghị Vân tán thành hắn, chẳng khác nào là thiên tà chí tôn tán thành hắn. Nghĩ như thế, răng hàm Bạch trong lòng kích động, vội vàng nói, như thế chuyện tốt, ta cái này làm sư huynh tự nhiên phải cho sư đệ ra một phần lực, lúc này quay đầu lại liền cấp sư đệ chuẩn bị đi xuống, sư đệ ngươi lần này cũng không nên nói cái gì cự tuyệt nói, nếu không chính là khách khí, tìm một ít trang trí chi vật, đối tộc của ta tới nói việc rất nhỏ. Ta đầu đen kiến tộc sinh hoạt dưới mặt đất, đối với ngầm rất nhiều mạch khoáng khai thác muốn so tộc khác phương tiện nhiều, tự nhiên không thiếu mấy thứ này. Quay đầu lại sư huynh ta liền cấp sư đệ chuẩn bị đi xuống. Dương Nghị Vân nghe được răng hàm Bạch nói như thế,
ở hơn nữa sư tỷ tại bên người nháy mắt, lần này hắn lại biết không thể ở cự tuyệt, dù sao hắn chế tạo vân môn cũng đích xác yêu cầu một ít mạch khoáng kỳ thạch, đối với Giang Hàm Bạch đạo, như thế vậy đa tạ Giang Hàm Bạch sư huynh. Cái gọi là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, hắn cũng không phải ngốc tử, từ lúc bắt đầu Giang Hàm Bạch liền xưng hô chính mình sư đệ, hơn nữa lấy sư huynh tự cho mình là, càng là chính mình nói xem như lão nhân nửa cái đệ tử ký danh sư huynh, nhìn ra được tới Giang Hàm Bạch rất muốn được đến lão nhân tán thành, chính là lão nhân năm đó chỉ điểm hắn tu luyện truyền thụ tu luyện công pháp, nhưng lại không có thu hắn vì đệ tử, Giang Hàm Bạch thực khát vọng xưng là lão nhân đệ tử, cho dù là đệ tử ký danh. Nhưng mà Dương Nghị Vân hiểu biết chết lão nhân cao ngạo, sao lại tùy tiện thu đệ tử, quản chi là đệ tử ký danh. Giang Hàm Bạch rất muốn được đến chết lão nhân tán thành, nhưng chết lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn đến bây giờ cũng chưa gặp qua, Giang Hàm Bạch liền càng không cần phải nói, cho nên Dương Nghị Vân phỏng đoán Giang Hàm Bạch đây là đi đường cong cứu quốc, từ chính mình trên người mở ra đột phá khẩu, mà hắn đâu? Là chết lão nhân quan môn đệ tử, mỗi chung góc độ tới giảng. Đi ra đại biểu chính là lão nhân, điểm này thượng, cho dù là sư huynh sư tỷ đều không thể so, hắn nếu là tán thành Giang Hàm Bạch, chẳng khác nào là chết lão nhân tán thành Giang Hàm Bạch cái này đệ tử ký danh. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân trong lòng liền an ổn, nhận lấy Giang Hàm Bạch lễ vật cũng chưa chắc không thể, dù sao là chết lão nhân danh nghĩa, hắn mới mặc kệ. Cũng đúng là nghĩ thông suốt điểm này, Dương Nghị Vân mới ở cảm tạ trung xưng hô một tiếng Giang Hàm Bạch sư huynh. Cái này Giang Hàm Bạch kích động lên, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vội vàng nói, hẳn là, sư đệ yên tâm, người vân môn cung điện kiến tạo trang trí chi vật, sư huynh ta toàn bao, ta đầu đen kiến tộc cái gì đều thiếu chính là không thiếu kỳ thạch mạch khoáng chi vật, quản đủ. Dương Nghị Vân nghe Giang Hàm Bạch hứa hẹn, trong lòng mừng rỡ, có người tặng lễ, vậy thu đi. Bất quá hắn rất muốn nhắc nhở một câu. Giang Hàm Bạch có phải hay không đi trước xem hắn vân môn kiến tạo quy mô, ở nói bốc nói phét. Đánh giá nếu là Giang Hàm Bạch đi xem qua vân môn cung điện đàn kiến tạo quy mô sau cũng không dám dưới háng như thế cửa biển. Không nói đến vân môn bên trong, chỉ cần là phần ngoài 108 tòa cung điện đàn sở yêu cầu trang trí chi vật chính là một cái con số thiên văn. Nhưng nhìn xem Giang Hàm sự nóng sáng tình tăng vọt bộ dáng, Dương Nghị Vân liền câm miệng, muốn làm hắn sư huynh. Vậy ngươi liền chờ xuất huyết nhiều đi, ha ha. Bên kia Cơ Tím Hà trên mặt mang theo xấu xa ý cười, nhìn Giang Hàm Bạch đạo, Giang Hàm Bạch cửa biển nhưng đừng lung tung khen nga. Ha ha, Tím Hà sư tỷ đừng lo, tộc của ta chính là không thiếu kỳ thạch mạch khoáng, cũng đủ cấp sư đệ dùng để trang trí chi dùng, ngươi làm chứng kiến, sư đệ vân môn sở cần trang trí linh tinh kỳ thạch chi vật, ta Giang Hàm Bạch toàn bao. Giang Hàm Bạch bị Dương Nghị Vân một tiếng sư huynh kêu tâm hoa lộ phóng. Lúc này đã là nhiệt huyết phía trên, căn bản liền không nghĩ tới Dương Nghị Vân kiến tạo vân môn là cái cỡ nào đại quy mô. Bất quá ở hắn nghĩ đến cũng nên không nhiều lắm, miệng đầy liền cam đoan. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nếu là không đủ, cô nãi nãi tự mình tìm ngươi tính sổ, đem ngươi bán đi cấp sư đệ vân môn cung điện làm trang trí chi dùng. Cơ Tím Hà cười xấu xa nói chuyện, nàng là gặp qua Dương Nghị Vân vân môn thiết kế đồ. Khổng lồ cung điện đàn kiến trúc có thể nói tiên giới chi nhất, vân môn trong ngoài sở yêu cầu trang trí chi vật, ở nàng xem ra chính là cái động không đáy. Bất quá nếu Giang Hàm Bạch như thế nhiệt tình, vậy thêm một phen hỏa cấp sư đệ chia sẻ cũng hảo, đem chuyện này chứng thực, Giang Hàm Bạch liền cấp sư đệ vân môn kiến tạo ra một đại bộ phận lực, sở cần khoáng thạch không đủ, làm đầu đen kiến tộc đi khai thác đó là, dù sao bọn họ đầu đen kiến tộc am hiểu chính là ngầm khai quật các loại mạch khoáng, đây là chuyện tốt nhi. Tưởng trở thành bốn lão nhân đệ tử ký danh, đó là dễ dàng như vậy, không xuất huyết, không có khả năng. Dương Nghị Vân nghe tiểu sư tỷ cấp Giang Hàm Bạch đào hố, có chút không đành lòng, không biết Giang Hàm Bạch đã biết vân môn kiến tạo tình huống sau có thể hay không khóc. Nhưng là Giang Hàm Bạch miệng đầy đáp ứng, hào khí tận trời, hắn cũng liền không để ý tới. Bất quá hôm nay cũng là nhận thức tiểu sư tỷ phúc hắc xấu xa một mặt, ngẫm lại hắn tiên giới sát tinh tên tuổi không phải đến không. Nếu là Giang Hàm ban ngày sau đi vân môn xem qua thiết kế đồ không biết có thể hay không khóc. Nghĩ đến kia biểu tình nhất định thực xuất sắc, Dương Nghị Vân ở tiểu sư tỷ cùng Giang Hàm nói vô ích lời nói thời điểm, nhìn thoáng qua Giang Hàm Bạch đưa qua trang 7 màu lưu ly thạch chứa đựng nhẫn, ngay sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn, một trận miệng khô lưỡi khô. Ta ngoan ngoãn, bên trong 100 khối 7 màu lưu ly thạch, đều là thiên nhiên to con, chút nào không cần Giang Hàm Bạch phòng này một khối tiểu nhiều ít. Có chút thậm chí cao nguyệt 50 mét, chiều dài gần 100 mét đâu,
hắn biết chỉ cần này 100 khối 7 màu lưu ly thạch lấy ra đi bán cũng là một tuyệt bút tài vụ, danh tác. Trong lòng nghĩ nếu là lão nhân có như vậy đệ tử ký danh, sắp xỉ 1.000 cái, hắn Vân Môn kiến tạo phí dụng liền không lo. Đáng tiếc liền răng hàm bạch một cái. Kế tiếp ba người là trò chuyện với nhau thật vui, Dương Nghị Vân được đến một phần đại lễ, tiểu sư tỷ trò đùa dai hố một phen răng hàm bạch, mà răng hàm bạch còn lại là như nguyện đã thành được đến Dương Nghị Vân một tiếng sư huynh tán thành, đại gia giai đại vui mừng. Lúc sau Dương Nghị Vân chính xác lên, hắn tới dị vực giới vốn chính là muốn hỏi thăm Điêu Nhi cùng tiểu Phượng Hoàng, hầu đậu đậu từ từ rơi xuống, trước mắt có thể xác định hầu đậu đậu xuất hiện hiểu rõ, mặt khác còn không có tin tức, này đó đều phải tìm răng hàm hỏi không hỏi. Cũng muốn biết rõ ra hầu đậu đậu nơi mất đi núi non tình huống, hắn cần thiết muốn đi tìm hầu đậu đậu. Nhìn răng hàm bạch Dương Nghị Vân chính xác mở miệng nói, răng hàm bạch sư huynh ta cùng sư tỷ lần này tiến đến dị vực giới là có quan trọng việc, nếu muốn ngươi hỏi thăm, còn thỉnh sư huynh ngươi hỗ trợ. Đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần sư huynh ta có thể làm được, nhất định hỗ trợ, quyết không chối từ. Răng hàm bạch tâm tình thực không tồi nói. Dương Nghị Vân nhìn răng hàm bạch đạo, ta muốn hỏi chính là tiến 3-4 ngàn năm chung, có quan hệ dị vực giới phi thăng mà đến thần thú việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Nghị Vân đem Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chúng nó sự giảng thuật sẽ cho răng hàm bạch nghe, tưởng từ răng hàm bạch nơi này chứng thực, nếu răng hàm bạch có thể xác định vậy không có sai, lại còn có thể được đến manh mối, thậm chí còn làm răng hàm đầu bạc động đầu đen kiến tộc hỗ trợ tìm kiếm. Chờ Dương Nghị Vân giảng thuật xong sau, răng hàm bạch trầm tư một chút nhìn Dương Nghị Vân nói, đích xác tiến mấy ngàn năm tới, chuẩn xác mà nói từ 4.000 năm trước bắt đầu, dị vực giới liền xuất hiện từ hạ giới phi thăng mà đến thần thú cùng dị chủng hạng người, trong đó có một đầu hỏa phượng hoàng, một cái thanh long, còn có cái gì phi thiên thần trồn, cùng với một đầu cùng loại kỳ lân tồn tại, còn có một đầu có thể triệu hoán lôi đình dị thú, trừ bỏ này đó ở ngoài, cũng có mặt khác dị thú phi thăng. Bất quá ta cũng không quá nhiều chú ý, bởi vì này đó phi thăng đi lên thần thú dị thú hạng người, đều ở dị vực giới khiến cho quá rất lớn oanh động, rất nhiều cường giả đều đối chúng nó chảy nước dãi ba thước, thậm chí còn năm đó Phượng Hoàng cùng Thanh Long xuất thế lúc sau nhân tộc một ít cường giả đều tham dự tiến vào, chẳng qua sau lại tất cả đều mất đi tin tức, cũng không nghe nói ai chân chính bắt được nào đó thần thú. Đương nhiên có thể xuất động đều là cao thủ, yêu tôn tiên tôn cấp bậc tồn tại. Liền tính là yêu đế cấp bậc cũng không có ai dám đi dễ dàng hỏi thăm, bất quá ta từ trong tộc nào đó trưởng bối nơi nào nghe qua một lần lải nhải, dựa theo tộc của ta tộc lão cách nói, những cái đó thần thú sợ là đều bị bức bách tiến vào tuyệt địa, dù sao không có xác thực tin tức truyền ra, có cái nào chân chính bị bắt lấy. Đến lúc đó ngươi trong miệng thông tí viên hầu tin tức tương đối chuẩn xác, hẳn là 800 năm trước bị phát hiện, tu vi cũng nhược nguyên nhân, bị một chúng yêu đế đuổi bắt. Nhưng đến tột cùng có phải hay không thông tí viên hầu kỳ thật không ai có thể xác định, dù sao bị con tê tê chờ 10 cái yêu đế cướp đoạt đuổi bắt việc là thật. Nhưng là cuối cùng đầu chọc đột phá trốn vào mất đi núi non, từ đây đó là mất đi tin tức, bất quá những cái đó yêu đế vẫn luôn không từ bỏ đuổi bắt còn đang tìm kiếm chung, theo ta phải đến tin tức 10 năm trước có yêu tộc ở mất đi núi non gặp qua kia chỉ hư hư thực thực thông tí viên hầu con khỉ, cho nên sắp tới dị vực giới những cái đó yêu yến thành phát động thủ hạ tiểu yêu ở tìm hiểu tung tích. Bị ngươi giết chết 4 cái yêu tộc hẳn là chính là tưởng vớt một bút khen thưởng yêu tộc. Dương Nghị Vân nghe xong răng hàm bạch giảng thuật tâm đều treo lên tới, nhị sư huynh lời nói xuất hiện thần thú phi thăng dị vực giới việc, hôm nay từ răng hàm lề sách chung được đến chân thật, xác thực, hơn nữa căn cứ răng hàm bạch lời nói, Dương Nghị Vân cơ bản có thể xác định, chính là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chúng nó. Chỉ là mất đi tin tức, cũng không biết đến tột cùng là bị cường giả bắt, vẫn là nói đều trốn vào nào đó tuyệt địa giữa. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, hoặc là nói hắn trong lòng khuynh hướng chính là nếu thật là Điêu Nhi chúng nó nói, chỉ mong chúng nó đều có thể trốn đi, mà không phải bị cường giả bắt đi. Nếu thật bị cường giả bắt đi, chưa chừng sống hay chết. Đây mới là hắn lớn nhất lo lắng. Nhưng là trái lại tưởng tượng, mỗi một cái thần thú cùng thiên địa dị thú đều là khí vận hạng người, nghĩ đến cũng nên sẽ không chết. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng đã có chút loạn nhớ tới. Mặt khác chính là hầu đậu đậu tung tích, 10 năm trước hư hư thực thực xuất hiện quá, nói cách khác, hầu đậu đậu 89 phần 10 còn ở cái gì mất đi núi non chung. Hắn hiện tại quyết định, đầu tiên đi mất đi núi non tìm hầu đậu đậu, đến nỗi cái khác như Điêu Nhi từ từ, chỉ cần chúng nó còn sống, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ tìm được. Ngẫm lại sau,
Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, Giang Hàm Bạch sư huynh còn hy vọng ngươi giúp ta tìm kiếm hỏi thăm chúng nó tin tức, vô luận trả giá bao lớn đại giới, ta đều gánh vác, thỉnh sư huynh cần phải hỗ trợ. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đứng dậy đối với Giang Hàm Bạch khom người. Sư đệ đừng, người cái này đại lễ không phải chiết sát sư huynh ta sao, nếu là sư huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, việc này ngươi không nói ta cũng sẽ hỗ trợ, ta sẽ đi tìm tộc khác lão phát động toàn tộc đi tìm hiểu tin tức, ta đầu đen kiến tộc ở tìm hiểu tin tức thượng vẫn là không thành vấn đề, ngươi yên tâm chỉ cần bọn họ ở dị vực giới, liền tính là đem dị vực giới phiên cái đế hướng lên trời, cũng có thể tìm được. Sư đệ chớ nên khách khí. Giang Hàm Bạch đối Dương Nghị Vân hành đại lễ vội vàng ngăn lại, nhưng cũng biết Dương Nghị Vân đối đồn đãi chung những cái đó phi thăng tới dị vực giới thần thú dị thú coi trọng, lại cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng sẽ khuynh tấn toàn lực tìm kiếm. Như vậy đa tạ sư huynh, đúng rồi, nếu có thể còn thỉnh sư huynh cho ta nói một chút mất đi núi non, ta sẽ không ngồi chờ đãi, kia con khỉ là ta từ nhỏ đưa tới đại thân nhân, ta coi hắn vì huynh đệ. Nhất định phải tìm được hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương hắn. Dương Nghị Vân ánh mắt vô cùng kiên định nói. Giang Hàm Bạch đừng Dương Nghị Vân một ngụm một cái sư huynh kêu, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, vội vàng nói, mất đi núi non chính là dị vực giới một chỗ hiểm địa chi nhất, chủ yếu là hoàn cảnh quỷ dị, địa hình phức tạp hiểm trở, nội loại còn cường đại hoang thú tồn tại, những cái đó hoang thú nhưng đều là không có khai hóa sinh linh, nói là hung thú càng vì thích hợp. Mất đi núi non liền tính là dị vực giới yêu tộc cũng không có ai dám dễ dàng đặt chân, nói chung tiến vào mất đi núi non chẳng khác nào là cửu tử nhất sinh, rất ít có sinh linh đi vào có thể tồn tại ra tới, sư đệ vẫn là thận trọng cho thỏa đáng, nếu thật sự muốn đi, vi huynh bồi ngươi đi xem, nhưng là nhiều nhất tiến vào mất đi núi non bên cạnh, chỗ sâu trong nhưng đi trước không thể đi, mất đi núi non chỗ sâu trong, liền tính là yêu tôn cường giả cũng là không dám dễ dàng đặt chân. Như thế liền đa tạ sư huynh. Dương Nghị Vân không có cự tuyệt Giang Hàm Bạch trợ giúp, bởi vì nơi này dù sao cũng là dị vực giới, tuy rằng hắn bên người có cái cường hãn tiểu sư tỷ ở, nhưng chung quy hắn cùng sư tỷ là quá giang long, có cái địa đầu xà dẫn đường muốn phương tiện nhiều. Trọng điểm là hắn tưởng mau chóng tìm được Hầu Đậu Đậu, nội tâm có thể nói là lòng nóng như lửa đốt trạng thái. Ba người thương nghị lúc sau, lập tức liền xuất phát, Dương Nghị Vân là một khắc đều không nghĩ chờ. Giang Hàm Bạch cũng sảng khoái. Làm Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà chờ một lát, hắn đi thông chi tộc nhân tìm hiểu một phen tin tức, sau khi trở về liền xuất phát. Chờ Giang Hàm Bạch sau khi rời khỏi đây, tiểu sư tỷ Tím Hà nói, sư đệ cũng đừng quá lo lắng, nhưng phàm là thiên địa dị thú cùng thần thú chi lưu, cái nào không phải nghịch thiên tồn tại. Thân cư thiên đạo khí vận vô số, ngã xuống đều khó, ngươi thả yên tâm chỉ cần ngươi những cái đó đồng bọn ở dị vực giới, sư tỷ ta sẽ bồi ngươi tìm. Thật sự không được có thể triệu hoán đại sư huynh cùng nhị sư huynh, thậm chí là sư nương các nàng tiến đến, tổng hội tìm được. Nghe tiểu sư tỷ an ủi, Dương Nghị Vân nội tâm thực ấm áp, cũng biết hắn có chút rối loạn một tấc vuông, kỳ thật là quá mức để ý nguyên nhân, hít sâu một hơi gật gật đầu nói, cảm ơn sư tỷ, ta tin tưởng chúng nó đều sẽ không có việc gì, chung có một ngày ta tìm được chúng nó. Hai người nói chuyện chi gian, Giang Hàm Bạch đi mà quay lại, vội vàng mà đến, vừa tiến đến liền nói. Sư đệ, Tím Hà sư tỷ, chúng ta mau đi mất đi núi non, vừa mới được đến tin tức, con TT đã tìm được rồi thông tí viên hầu tung tích, nghe nói đang ở mang theo thủ hạ yêu chúng đuổi bắt. Cái gì, tin tức nhưng chuẩn xác, Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi đằng đứng dậy truy vấn. Tin tức là tộc của ta mà đến truyền đến, hẳn là sẽ không sai, dựng lên tộc của ta tử lầu bản thân chính là một tin tức lưu thông nơi, bên ngoài thượng cũng truyền đến tin tức này, hẳn là chuẩn xác. Đến nỗi tìm kiếm mặt khác thần thú dị thú việc, ta cũng phân phó đi xuống, chỉ cần có tin tức sẽ trước tiên tới báo. Giang Hàm nói vô ích nói. Chúng ta đây có thể xuất phát. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, lập tức muốn đi. Từ từ lại là Giang Hàm kêu không lên tiếng đình. Dương Nghị Vân lấy lại tinh thần vẻ mặt sốt ruột nói, còn có chuyện gì? Giang Hàm nói vô ích nói, mất đi núi non khoảng cách Bạch Giao Thành khá xa, có ước chừng 10 vạn dặm xa, bay qua đi cũng đã muộn. Mang ta mở ra không gian môn hộ, như thế một lát liền có thể tới đạt mất đi núi non. Cơ Tím Hà cũng gật đầu, không tồi sư đệ, Giang Hàm Bạch là dị vực giới bản thổ sinh linh, hắn đối dị vực giới biết rõ, chỉ cần phân rõ phương vị, liền có thể mở ra không gian môn hộ, bớt việc nhiều. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là đối không gian môn hộ việc phía trước nghe sư tỷ nói lên quá, dựa theo tiểu sư tỷ nói,
không gian môn hộ thần thông tu vi đạt tới tiên đế chi cảnh liền có thể thi triển, chỉ là tiên đế so sánh với tiên tôn thi triển muốn hao tâm tốn sức, nhưng có thể phân rõ tính toán phương vị liền có thể, nếu là tiên tôn thi triển không gian môn hộ nói, chính là tùy tâm cho nên. Chính như ngày đó đại chiến đoạn làm việc nhà tộc hết sức, đoạn làm thiên thành trống rỗng xuất hiện giống nhau. Vậy làm phiền sư huynh Dương Nghị Vân ôm quyền. Kế tiếp Giang Hàm Bạch nhắm mắt lúc sau, trong tay véo khởi pháp quyết, Dương Nghị Vân lúc này cảm nhận được cường đại đặc thù năng lượng tựa hồ từ Giang Hàm Bạch trên người dâng lên, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, giống như đúng là không gian chi lực. Hắn là thập toàn thập mỹ căn cơ, dựa theo lão nhân năm đó lời nói, trong thân thể hắn có thể hấp thu trong thiên địa rất nhiều lực lượng, mà không gian chi lực chính là một trong số đó. Lại là nghĩ chính mình không biết có thể hay không thi triển ra không gian môn hộ thần thông tới. Oanh! Mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng nổ vang vang lên, lại là ở Giang Hàm Bạch trước người xuất hiện một cái màu xanh biếc vầng sáng môn hộ, chỉ nghe Giang Hàm Bạch đạo, thành, sư đệ ngươi cùng tím Hà sư tỷ đi vào trước, ta thành không được bao lâu. Cứ việc Giang Hàm Bạch là yêu đế đỉnh tu vi, nhưng nghe đến ra cũng nhìn ra được, hắn mở ra cái này không gian môn hộ thực cố hết sức. Thoạt nhìn cũng thật là duy trì không được bao lâu thời gian. Khó trách ngày đó tiểu sư tỷ nói không gian môn hộ thần thông là tiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể chơi, tiên đế cấp bậc đây là có tu luyện chuyên môn thần thông tư cách, muốn tùy tâm sở dục thi triển lại là không được. Sư đệ đi giờ phút này tiểu sư tỷ hai lời chưa nói trực tiếp một bước bước vào trong đó. Dương Nghị Vân cũng không có nghĩ nhiều, cầy xong đi lên. Hai người một trước một sau bước vào Giang Hàm Bạch mở ra không gian môn hộ chung. Tức khắc một cổ trời đất quay cuồng truyền đến, tựa hồ quanh thân có gió bão cuốn tịch đảo ngược, trong tầm mắt cũng là chói mắt vô cùng màu xanh lục quang mang, căn bản không mở ra được hai mắt. Nhưng cũng may loại cảm giác này không có liên tục bao lâu, Dương Nghị Vân liền cảm giác dưới chân một thật, tựa hồ đứng ở đại địa thượng. Vừa mở mắt quả nhiên phát hiện đã xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh, tiểu sư tỷ liền ở hắn bên người, ngay sau đó phía sau năng lượng dao động lóng lánh, lại là Giang Hàm uổng công ra tới. Tới rồi, Giang Hàm Bạch vừa ra tới liền nói tới rồi. Tự nhiên chỉ chính là mất đi núi non. Dương Nghị Vân lại là trong lòng âm thầm khiếp sợ, quả nhiên mười mấy vạn dặm xa một lát tới, không gian môn hộ thần thông quả nhiên thần kỳ. Nắm giữ bực này thần thông, không nói cái khác chạy trốn thời điểm tuyệt đối thần hiệu, một cái không gian môn hộ mở ra, chính là mấy vạn mười mấy vạn dặm, thậm chí là mấy chục vạn dặm đều có khả năng đi. Hơn nữa là trong nháy mắt liền đến, địch nhân truy kích sợ là cũng chưa biện pháp. Đáng tiếc tiểu sư tỷ nói qua, không gian môn hộ thần thông chỉ có tiến vào tiên đế chi cảnh mới có thể tu luyện, mà hắn cũng không biết khi nào có thể đột phá đến tiên đế chi cảnh. Tiên đế chi cảnh cũng không phải là chỉ cần nỗ lực tăng lên pháp lực liền có thể, càng nhiều thời điểm yêu cầu chính là cơ duyên cùng cơ hội, thậm chí là đối thiên địa đại đạo một cái hiểu được. Hắn hiện tại trạng thái là thật đánh thật bình cảnh kỳ. Loại sự tình này cũng không thể sốt ruột, bất quá tình thế bức bách, Dương Nghị Vân biết chính mình yêu cầu sớm ngày đột phá đến tiên đế chi cảnh mới được. Nếu không khả năng kế tiếp ở dị vực giới đã phát sinh sự hắn sẽ khó có thể ứng đối. Tuy rằng tiểu sư tỷ tại bên người, nhưng hắn không phải một cái thích dựa nữ nhân chống lưng người, trong xương cốt vẫn là có đại nam tử chủ nghĩa. Nơi này chính là mất đi núi non, nói chuyện chính là tiểu sư tỷ. Dương Nghị Vân cũng ở đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Chỉ thấy bọn họ ba cái thân ở một chỗ núi cao đỉnh. Mà ở nơi xa là chậm rãi dãy núi, có mây đen răng đầy núi non như ẩn như hiện, nhìn qua nơi xa dãy núi chủ sắc đều là màu đen giống nhau. Nếu đơn nói dưới chân nơi, tựa hồ cùng tiên giới mặt khác ngọn núi không có gì khác nhau, có sơn có thủy che trời cổ thụ hoàn cảnh. Chính là Giang Hàm Bạch nói, chúng ta vị trí nơi, cũng chỉ là mất đi núi non mảnh đất giáp xanh, nơi này xem như cùng mặt khác núi non không có gì bất đồng. Trọng điểm là nơi xa tầm mắt mây mù bao phủ nơi, nơi nào dãy núi mới là chân chính mất đi núi non, bất quá mọi người đều tiểu tâm đi, liền tính là nơi này cũng chưa chắc liền an toàn, cũng thường xuyên có hung hãn hung thú lui tới, những cái đó hung thú cũng không phải là mở ra linh trí yêu tộc, sát khí cùng hung tính là chúng nó bản năng. Dương Nghị Vân cùng cơ tím Hà nghe cũng đều gật đầu, tỏ vẻ biết được. Tiếp theo Dương Nghị Vân hỏi ra hắn nhất quan tâm vấn đề nói. Sư huynh có biết hầu đậu đậu lui tới hoặc là nói cái kia cái gì con tê tê yêu đế đuổi bắt hầu đậu đậu cụ thể địa điểm. Giang Hàm Bạch đạo, sư đệ sau đó, ta triệu hoán trong tộc Nhi Lang tiến đến hỏi một chút liền biết, tộc của ta Nhi Lang tuy rằng trải rộng toàn bộ dị vực giới đại địa, nhưng như mất đi núi non chỗ sâu trong bực này hiểm địa tuyệt địa,
liền tính là đại địa ngầm, cũng là không dám đi lây dính, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần ở bên cạnh nơi tất nhiên có thể nắm giữ tin tức. Nói xong lúc sau Giang Hàm Bạch một lóng tay điểm ở trên mặt đất, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được có pháp lực tiến vào đại địa. Ngay sau đó tại chỗ bùn đất dầm một chút tản ra, lại là xuất hiện vẫn luôn hình thể thật lớn đầu đen kiến, 1 mét dài hơn thân hình, đầu đen, cổ dưới đó là màu trắng, không nhiều không ít 6 chân, đỉnh đầu 2 càng râu, vầng sáng chợt lóe hóa thành một cái 4 điều cánh tay đầu đen kiến người, nhìn đến Giang Hàm Bạch vội vàng quỳ gối trên mặt đất, tham kiến Bạch Nha trưởng lão. Về thông tí viên hầu tin tức là người truyền lại đi. Hiện tại nhưng có tân tin tức, Giang Hàm Bạch trực tiếp hỏi. Hồi bẩm Bạch Nha trưởng lão, về thông tí viên hầu lui tới tin tức thật là thuộc hạ truyền lại hồi tộc nội, 10 năm trước ở mất đi núi non Đông Nam 3.000 dặm xuất hiện quá, lúc sau liền không có tin tức, bất quá 7 ngày trước có yêu đế con TT mang theo người đi mất đi núi non Tây Nam 1.000 dặm nơi hẻm núi, nghĩ đến là phát hiện kia thông tí viên hầu tin tức. Tên này đầu đen kiến người hồi báo tình huống. Dương Nghị Vân vừa nghe 7 ngày trước, thời gian này nhưng đủ gần, vội vàng hỏi, tin tức xác thực sao? Kiến người không quen biết Dương Nghị Vân, nhìn thoáng qua Giang Hàm Bạch, Giang Hàm xem thường tình chừng nói, hắn là ta sư đệ, về sau ngươi trở thấy hắn như thấy ta, nhưng có sở cầu đầu đen kiến tộc toàn lực ứng phó. Kiến người cả người chấn động vội vàng xưng là, nói, thông tí viên hầu vẫn là 10 năm trước tin tức, bất quá con TT yêu đế mang theo người xuất hiện là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, nghe đồn con TT yêu đế vẫn luôn đang tìm kiếm thông tí viên hầu. Nghĩ đến đi cái kia sơn cốc chính là phát hiện thông tí viên hầu tung tích. Sư huynh sư tỷ chúng ta tốc tốc tiến đến Dương Nghị Vân vừa nghe cái này kiến người trả lời, không bao giờ bình tĩnh. Căn cứ từ dã lang yêu tu ký ức siêu hồn biết được, hầu đậu đậu năm đó đột phá cũng chính là cái yêu quân cấp bậc, hiện tại chẳng sợ thành tựu yêu vương, cũng không phải yêu đế đối thủ, nếu con tê tê thật sự tìm được rồi hầu đậu đậu hắn tất nhiên thập phần nguy hiểm. Đi sớm một khắc sớm yên tâm. Như thế. Người thiết dẫn đường đi cái kia sơn cốc Giang Hàm Bạch cấp kiến người hạ lệnh. Bạch Nha trưởng lão thỉnh đi tộc của ta địa đạo đi, nơi đây là mất đi núi non nơi, đường xá hung hiểm, đi địa đạo cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Kiến người ta nói. Sư đệ sư muội, tiểu tử này nói đúng, tộc của ta địa đạo trải rộng ngầm, là thật lớn internet giao thông, đích xác có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Giang Hàm nói vô ích nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu. Vội vàng nói, hảo. Chính là cơ tím hà lại thẳng đi mày, nàng đường đường cơ gia thiên kim kiểu gì tôn quý, khi nào chui qua hầm ngầm. Huống chi nàng cũng là đường đường tiên giới sát tinh ma nữ, có rất nhiều thực lực, tự nhiên cũng không sợ cái gì phiền toái. Lúc này Giang Hàm Bạch nhìn ra cơ tím hà nhíu mày liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, vội vàng nói, tím hà sư muội yên tâm, tộc của ta trời sinh sinh tồn ngầm, sáng lập ra tới ngầm thông đạo rộng mở sáng ngời, sạch sẽ thực. Có chút mâu thuẫn, bất quá nhìn giống nhau Dương Nghị Vân sốt ruột bộ dáng, nàng cũng liền cố mà làm nói, kia. Hành đi. Kế tiếp cái này kiến người toàn thân quang mang chợt lóe hóa thành bản thể, chân tại chỗ bá 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 sau một lúc, một cái cửa thông đạo xuất hiện đối với ba người nói, Bạch Nha trưởng lão có thể. Đi thôi, người trực tiếp phía trước dẫn đường đó là. Giang Hàm Bạch phân phó một tiếng, kiến người trực tiếp chui đi vào. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ba người trước sau đi vào cửa động. Đối với đầu đen kiến tộc đào thành động tốc độ, Dương Nghị Vân nhìn so năm đó hắn ở tu chân giới thời điểm ngũ hành chuột một mạch cũng không chút nào kém cỏi. Phải biết rằng tiên giới bùn đất có thể so tu giả giới không biết muốn rắn chắc nhiều ít lần, nhưng ở một cái bình thường đầu đen kiến 6 điều xúc tua dưới liền giống như thiết đậu hủ giống nhau. Trong lòng nghĩ có cơ hội có phải hay không tìm Giang Hàm Bạch mượn một đội đầu đen kiến tộc đi hỗn loạn tiên vực vân môn thành lập một cái cùng loại với ngũ hành chuột giống nhau đội ngũ. Mặc kệ là dùng để đào quặng vẫn là xây dựng cùng với thành lập ngầm mạng lưới tình báo đều là hảo thủ, đến lúc đó có thể cùng Tuyết Miêu dẫn dắt ám dạ sát thủ tổ chức kết hợp lên, tất nhiên có thể trở thành tiên giới tình báo sát thủ đệ nhất. Tiến vào ngầm thông đạo sau, không có Dương Nghị Vân trong tưởng tượng muốn nằm bò đi tình huống, tương phản toàn bộ thông đạo thực rộng mở, cao nguyệt 4-5 mét bề rộng chừng 2 mét, cũng đủ đứng thẳng hành tẩu, hơn nữa mỗi cách một khoảng cách đều có cùng loại dạ minh châu giống nhau kỳ thạch chiếu sáng. Làm cho cả thông đạo liền rất sáng ngời, cũng không có ẩm ướt cảm giác, không nặng nề càng không có mùi lạ, tương phản tản ra nhàn nhạt hoa cỏ hương. Đối này Giang Hàm Bạch giải thích nói, tộc của ta Nhi Lang đều thích sạch sẽ, chưa bao giờ lôi thôi, kiến tạo mỗi một cái thông đạo đều trải qua các loại xử lý, không tồn tại một mặt, nơi này chỉ là đơn giản sơ cấp thông đạo, ở tộc Sào Huyệt Vương Đô,
mỗi một cái thông đạo đều dùng kỳ thạch chế tạo xây dựng, kia mới là chân chính ngầm vương quốc, có cơ hội sư đệ sư muội tất nhiên muốn đi tộc của ta vương đô làm khách mới là, tin tưởng vương hậu tất nhiên cao hứng. Dương Nghị Vân nghe thật là có chút tâm động, tỏ vẻ sự tình kết thúc, trở về nhìn xem, hắn muốn nhìn một chút thành tiên con kiến kiến tạo cung điện là bộ dáng gì. Tất nhiên rất có ý tứ. Bất quá hắn cũng từ răng hàm bạch lời nói xuôi tai tới rồi một cái khác ý tứ, tựa hồ cùng các nàng vương hậu quan hệ thực tốt bộ dáng, nhịn không được hỏi ra tới nói, nghe sư huynh ý tứ, ngươi cùng các ngươi nhất tộc vương hậu quan hệ rất gần. Răng hàm bạch nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, nhịn không được đắc ý chi sắc nói. Thật không dám giấu giếm, đương kim này một thế hệ vương hậu chính là ta thân muội muội, hắc hắc. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới răng hàm bạch vẫn là cái hoàng thân quốc thích cấp bậc. Ba người vừa đi vừa nói chuyện nhưng tốc độ chút nào không chậm, hơn nữa ở kiến tộc thông đạo hành tẩu, không cần lo lắng bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện, 1000 dặm nơi không đến một ngày liền đến. Đi theo dẫn đường kiến người tới mặt đất, ba người trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một cái đại hẻm núi. Lộ cũng chỉ thông tới rồi hẻm núi khẩu, lại hướng bên trong bình thường kiến tộc lại là cũng không dám đào thành động tiến vào, bởi vì nơi này đi vào chính là mất đi núi non chân chính địa bàn, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là ngầm đều tràn ngập không thể biết. Giống, liền ở bọn họ mới ra tới đánh giá sơn cốc thời điểm, đột nhiên đem một tiếng thét dài vang vọng phía chân trời, nghe thanh âm tựa hồ đúng là từ sơn cốc chỗ sâu trong truyền đến. Dương Nghị Vân đối bực này thét dài quá quen thuộc bất quá. Chính là hầu loại tức giận thét dài thanh. Hầu đậu đậu. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, dưới chân vừa động bỗng nhiên hướng về sơn cốc vọt đi vào. Hắn nghe được ra tới này một tiếng thét dài chung tràn ngập thống khổ chi ý, nếu thật là hầu đậu đậu, như vậy đã nói lên hắn giờ phút này chính gặp cái gì thống khổ. Nơi nào còn nhịn được, vội vàng hướng về sơn cốc chỗ sâu trong phóng đi. Ai, sư đệ. Từ từ. Phía sau truyền đến cơ tím hà cùng răng hàm bạch kêu to, nhưng Dương Nghị Vân giờ phút này không rảnh lo bọn họ, chỉ nghĩ chạy nhanh đi xem rốt cuộc có phải hay không hầu đậu đậu, hắn huynh đệ. Răng hàm bạch cùng cơ tím hà không gọi lại Dương Nghị Vân, cũng vội vàng theo đi lên. Sơn cốc này đi vào chính là mất đi núi non chân chính địa bàn, có cái gì nguy hiểm ai cũng không biết, Dương Nghị Vân như vậy tùy tiện vọt vào đi, bọn họ hai cái thực lo lắng, nhưng không có biện pháp, nếu đều đã đi vào. Vậy chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Đương nhiên đây là răng hàm bạch ý tưởng, đến nỗi cơ tím hà căn bản là không suy xét quá điểm này. Gần nhất nàng có rất nhiều thực lực tư bản, thứ hai Dương Nghị Vân là nàng sư đệ, núi đao biển lửa đều sẽ bồi lang bạt. Đến nỗi răng hàm bạch là dị vực giới bản thổ sinh linh, cũng này đây vì tu vi ở yêu đế đỉnh đại yêu, vốn dĩ liền cùng trời cao tà sâu xa thâm hậu, vẫn luôn đều từ trong lòng đem chính mình trở thành là trời cao tà đệ tử. Chỉ là không có được đến trời cao tà thừa nhận, hiện tại Dương Nghị Vân cái này trời cao tà chính tông quan môn đệ tử thừa nhận hắn, kêu một tiếng sư huynh, lại hắn một cọc tâm nguyện, thật vất vả đáp thượng tuyến, loại này thời điểm liền tính là đánh bạc mệnh đi cũng muốn bồi. Dương Nghị Vân căn bản liền không cố thượng thân sau tiểu sư tỷ cùng răng hàm bạch nghe thét dài thanh, trực tiếp hướng về sơn cốc chỗ sâu trong mà đi. Giống giống, thét dài thanh không ngừng truyền đến, nghe được ra tới. Sơn cốc chỗ sâu trong đang ở tiến hành một hồi kịch liệt chém giết, trừ bỏ giống giận thét dài còn có từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Càng là như thế Dương Nghị Vân trong lòng liền càng là sốt ruột, đem pháp lực thúc giục tới rồi cho đến, hắn thân hình mau như lóe vọt tiến vào. Căn bản cũng không có thời gian đi đánh giá sơn cốc này là cái tình huống như thế nào. Mãn đầu óc đều là hầu đậu đậu hình ảnh. Khoảng cách hắn phi thăng tiên giới mau 5000 năm, lâu như vậy không gặp. Không nghĩ tới lại có tin tức sẽ là như vậy cái tình huống. Trước kia không có suy nghĩ, không có hạ giới vân môn trọng người tin tức thời điểm, Dương Nghị Vân không cho là đúng, nhưng hiện tại đột nhiên có tin tức, hắn nội tâm cùng phía trước hoàn toàn liền không giống nhau, hắn lo lắng mỗi người, không đơn giản là hầu đậu đậu cùng Điêu Nhi chúng nó, còn có chính mình này đó nữ nhân hài tử thân nhân bằng hữu. Nhoáng lên mấy ngàn năm, thời gian có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều. Trong óc có chút hỗn loạn, bừng tỉnh chi gian. Dương Nghị Vân thấy được chiến trường. Đích xác hắn nhìn đến chính là một cái chiến trường. 5 cái yêu đế, trong đó một cái yêu đế đỉnh, dư giả 20-30 yêu vương cấp bậc. Giờ phút này hình thành vây quanh chi thế, ở này đó yêu tộc trung ương là một người toàn thân huyết nhục mơ hồ thật lớn kim mao con khỉ, thân cao 3 mét có thừa, cứ việc bộ dáng thê thảm, nhưng lại như cũ đứng dậy ở đại địa, ở cái này yêu hầu bốn phía nơi tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều yêu tộc thi thể.
đôi thi như núi, ít nói cũng có thượng trăm. Hiển nhiên ngã trên mặt đất yêu tộc thi thể là cái này kim mao con khỉ cái gọi là. Này con khỉ không phải hầu đậu đậu lại là ai? Dương Nghị Vân nhìn đến thời điểm ánh mắt đầu tiên liền xác định, cái này kim mao con khỉ là hầu đậu đậu không thể nghi ngờ. Cứ việc mấy ngàn năm không gặp, nhưng từ rất nhỏ liền đi theo hắn lớn lên, đến mở ra linh trí tu luyện bước vào tu luyện chi đạo hầu đậu đậu, hắn lại như thế nào sẽ nhận không ra. Chẳng qua giờ phút này hầu đậu đậu bộ dáng đại biến mà thôi, từ thân hình xem hắn 3 mét có tam, một đôi cánh tay rất dài, đều đạt tới chân bộ, hai tay thoạt nhìn so chân còn muốn bề trên một mảng lớn. Tứ chi thô tráng như cây cột giống nhau, từng khối cổ khởi cơ bắp nhìn hắn mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập cường đại lực lượng. Lão nhân nói qua hầu đậu đậu có thông tí viên hầu huyết mạch, theo hắn tu vi không ngừng tăng trưởng, tương lai huyết mạch đi bước một phản tổ chính là chân chính thông tí viên hầu. Mà Tây Du Ký Trung ghi lại về thông tí viên hầu nói đến, chính là hỗn thế bốn hầu chi nhất, cùng lục nhĩ mi hầu, linh minh thạch hầu trở giống nhau tồn tại. Thông tí viên hầu có lấy nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma lộng nói đến. Tuy rằng cái này cách nói Dương Nghị Vân cảm thấy có chút khoa trương, nhưng lại cũng không cho rằng chỉ là một cái ghi lại, địa cầu vốn dĩ chính là tổ giới khởi nguyên, được xưng căn nguyên giới, thần thoại chuyện xưa nghe đồn nhiều đếm không xuể. Chuyện xưa nghe đồn thường thường là nghe đồn, nhưng cũng rất nhiều là thành lập ở chân thật cơ sở kéo dài mà đến. Cho nên hầu đậu đậu giờ phút này biến hóa ở Dương Nghị Vân trong mắt, chính là huyết mạch phản tổ tới rồi trình độ nhất định thể hiện. Thực hiển nhiên hắn mở ra một ít thiên phú, nếu không cũng sẽ không lấy yêu vương cảnh giới, bị nhiều như vậy yêu tộc vây công còn như cũ đứng dậy không ngã. Cách thật xa Dương Nghị Vân thấy được hầu đậu đậu cầm lòng không đậu dừng lại, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm. Hắn toàn thân đang run rẩy, hầu đậu đậu cảnh giới tu vi đã là tiên vương đỉnh cấp bậc, cùng hắn giống nhau. Nhưng bốn phía chỉ cần yêu đế chính là 5 cái, càng miễn bàn mấy chục cái tiên vương. Hắn bị vây công, thương thế nghiêm trọng. Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng hầu đậu đậu một cái cánh tay trái chặt đứt, nếu không phải hợp với da thịt sợ là đã sớm rớt trên mặt đất, một cái tả đùi miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, máu chảy không ngừng, cả người kim mao bị tuyết máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, há mồm dơ thẳng lên trời thét dài, có nhọn nhọn răng nanh lộ ra tới, làm hắn thoạt nhìn bộ mặt dữ tợn. Lại là nhìn chung quanh bốn phía chi địch, như cũ hảo không sợ sắc. Dưới chân dẫm lên địch nhân thi thể, toàn thân tản ra hung hãn yêu khí. Hầu đậu đậu thương rất nghiêm trọng. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới. Tuy rằng hắn như cũ đứng nhưng lại cũng là mạnh mẽ chống đỡ trạng thái. Hầu đậu đậu. Dương Nghị Vân thực tới rất muốn hô to xuất khẩu, nhưng nhìn đến hầu đậu đậu hình dáng thê thảm, một câu hầu đậu đậu từ cổ họng ra tới, thanh như ruồi muỗi, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Giống giống, đỉnh thiên lập địa con khỉ, đối mặt địch nhân lại một lần phát ra thét dài thanh. Cho ta thượng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cường đại thần thông cũng phát huy không ra, muốn sống, thượng. Giờ phút này một tiếng âm trầm tiếng động vang lên, Dương Nghị Vân nhìn lại. Nói chuyện thật là trong đó cái kia yêu đế đỉnh tu vi yêu tộc. Dựa theo phía trước đầu đen kiến tộc cung cấp tin tức suy đoán, cái này yêu tộc 89 phần 10 chính là cái gì con tê tê yêu đế. Ở Dương Nghị Vân trong mắt này đó yêu tộc đều là hình người trạng thái, bất quá yêu tộc chính là yêu tộc, mặc kệ như thế nào biến, đều giữ lại yêu tộc đặc thù. Dương Nghị Vân xem người này chợt vừa thấy thực bình thường, trung niên diện mạo, nhìn là cái nhân loại bình thường, một thân màu đỏ sậm quần áo. Khoanh tay mà đứng, chỉ điểm giang sơn, thượng vị giả bộ dáng, nghĩ đến cũng là một phen nhân vật cái loại này. Chỉ là nhìn kỹ, hai tay của hắn bảo lưu lại yêu tộc đặc thù, có lân giáp cùng nhọn nhọn thật dài móng tay, vừa thấy liền rất sắc bén cái loại này. Dương Nghị Vân biết yêu tộc thường thường chiến đấu đều không cần tiên khí, bởi vì bọn họ thân thể bản thân liền so nhân tộc cường đại, chính là cường đại tiên khí, hiện tại xem ra cái này con tê tê chính là này loại. Từ hắn lời nói chung Dương Nghị Vân nghe được ra tới, tựa hồ đối hầu đậu đậu cái gì thần thông thực kiêng kỵ, hiện trường hầu đậu đậu dưới chân trồng chất như núi yêu tộc thi thể cũng thuyết minh điểm này. Dương Nghị Vân tin tưởng cũng là như thế, hầu đậu đậu hẳn là đích xác có cái gì lợi hại thiên phú thần thông dùng áp thân, nếu không hắn tiên vương cấp bậc tu vi, lúc này sợ là sớm bị con tê tê này đó yêu tộc bắt lấy. Nghe ý tứ con tê tê cũng là nghĩ bắt sống hầu đậu đậu, nếu không sợ là hầu đậu đậu ăn căng không đến hiện tại. Giờ phút này ở con tê tê ra lệnh một tiếng lúc sau, bên người bốn cái yêu đế bỗng nhiên đối với hầu đậu đậu tiến lên. Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng,
vội vàng nhích người, chuẩn bị qua đi. Đã có thể ở thời điểm này chỉ nghe Hầu Đậu Đậu một tiếng thét dài giống to, nhật nguyệt thiên sơn giống. Gầm lên giận dữ chung, thiên địa sắc mặt, đại địa chấn động dựng lên. Dương Nghị Vân thân thể đều là chấn động, thiếu chút nữa không đứng vững, hắn lại dừng. Răng rắc sát. Bởi vì giờ phút này đại địa thật lớn vỡ ra, mà phía chân trời phía trên, có lộng lẫy thái dương ánh sáng làm theo xuống dưới, dừng ở Hầu Đậu Đậu trên người, làm Hầu Đậu Đậu toàn thân đắm chìm trong kim quang bên trong. Chỉ nghe bốn phía yêu tộc kinh hãi nói, không hảo, này con khỉ thiêu đốt căn nguyên thi triển cấm thuật, mau lui lại. Số con khỉ thiêu đốt căn nguyên người đây là ở tìm chết, con tê tê mắng cũng nhanh chóng lui về phía sau. Hiển nhiên Hầu Đậu Đậu đang liều mạng. Hầu Đậu Đậu cuồng tiếu, ha ha ha, ra ra chính là chết, cũng há có thể bị ngươi chờ hạ tiện phôi chóc nã. Chết 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 chết, ầm ầm ầm, a a a a. Bỗng nhiên đem Dương Nghị Vân nhìn đến Hầu Đậu Đậu vung lên hoàn hảo một cái cánh tay nắm chặt thành nắm tay, đối với nhào hướng hắn bốn cái yêu đế, oanh sát xuất kích, mỗi một đấm xuất ra đánh giống như là thái dương ánh sáng bùng nổ cường đại năng lượng, tia chớp bốn quyền oanh sát ở tứ đại yêu đế trên người, làm bốn cái yêu đế kêu thảm thiết bay ngược đi ra ngoài, cả người trực tiếp cháy, trong nháy mắt thành cho tàn. Dương Nghị Vân nhìn đến nơi này, lại cũng là hít hà một hơi, Hầu Đậu Đậu hiển nhiên thi triển chính là thiên phú thần thông. Nhưng cũng biết hắn này đây sinh mệnh vì đại giới ở thi triển. Như thế đi xuống Hầu Đậu Đậu chính mình cũng sẽ xong đời, nhưng chưa chắc có thể giết sạch địch nhân. Rốt cuộc nhìn không được hét lớn một tiếng, nhảy bay đi, Đậu Đậu. Dừng lại. Cả người đắm chìm trong kim quang trung giống như toàn thân thiêu đốt ngọn lửa Hầu Đậu Đậu, đích xác thiêu đốt căn nguyên chi lực, chết cũng sẽ không con tê tê bắt lấy hắn, bởi vì hắn biết con tê tê bắt lấy hắn có cái gì hậu quả, muốn làm gì, hắn trong xương cốt là kiêu ngạo. Nhớ rõ đi theo đại ca thời điểm hắn nói qua, người người mang thông tí viên hầu huyết mạch, làm con khỉ nhất định phải kiêu ngạo, đừng cho ta mất mặt. Những lời này hắn vẫn luôn nhớ rõ. Đại ca hy vọng kiếp sau lại đi theo ngươi, cùng ngươi làm huynh đệ. Hầu Đậu Đậu giờ phút này trong óc hiện lên Dương Nghị Vân thân ảnh. Hắn biết chính mình thiêu đốt căn nguyên chống đỡ không được bao lâu, có thể phát ra này một kích thần thông tới, đã là cực hạn, hiện tại rốt cuộc tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Chết thì chết đi. Chết cũng không cho đại ca mất mặt. Muốn cao ngạo chết đi. Hầu Đậu Đậu nhắm lại hai mắt, chính là ngay sau đó, lại là trong tai nghe được một tiếng, Đậu Đậu, thanh âm này hắn phi thăng tiên giới tính lên hơn 2.000 năm, ngày đêm tơ tưởng hơn 2.000 năm. Bỗng nhiên mở hai mắt, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện cái kia đầy đầu như cũ là đầu bạc thanh niên, hắn đại ca, Dương Nghị Vân. Đại ca, ít hầu chung nóng bỏng đau. Hầu Đậu Đậu nhìn phía chân trời bay vọt mà đến Dương Nghị Vân hô lên một tiếng đại ca, lại đã là trong ánh mắt huyết lệ giàn giụa. Ở vô số lần sống chết trước mắt, hắn cửu tử nhất sinh, chưa từng có trải qua nước mắt, làm một con đỉnh thiên lập địa con khỉ, đổ máu không đổ lệ, nhưng thời khắc này hắn khóc. Bởi vì hắn đại ca tới, như là tiết khí bóng cao su giống nhau, Hầu Đậu Đậu ở nhìn đến Dương Nghị Vân sau toàn thân kim quang tan đi, hai mắt lưu trữ huyết lệ. Khóe miệng mang theo mỉm cười, bỗng nhiên về phía sau đảo đi. Dương Nghị Vân toàn thân sát khí tận trời giống như thực chất hóa, kéo cơn lốc, bay về phía Hầu Đậu Đậu, hắn tuy rằng không nghe được nhưng lại thấy được Hầu Đậu Đậu miệng hình, hô lên một tiếng đại ca, cũng thấy được Hầu Đậu Đậu mang theo huyết lệ mỉm cười. Giờ khắc này con tê tê chờ yêu tộc bị đột nhiên xuất hiện Dương Nghị Vân cũng dọa một cái, sát khí tận trời thực dọa người, lại cũng không ngăn trở, tùy ý Dương Nghị Vân bay về phía Hầu Đậu Đậu. Dương Nghị Vân lắc mình tới rồi Hầu Đậu Đậu bên người, vội vàng đem ngã xuống đi Hầu Đậu Đậu nâng trụ, ta đã tới chậm, hắn làm sao không phải hai mắt đẫm lệ mông lung. Đại ca ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ô ô. Hầu Đậu Đậu ngã vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực khóc, giống cái hài tử giống nhau, cũng đích xác hắn giống như là cùng hài tử, trước kia chính là ở Dương Nghị Vân thí hổ dưới trưởng thành. Chẳng qua phi thăng lúc sau, hết thảy đều thay đổi, kiến thức tới rồi tiên giới tàn khốc. Vốn tưởng rằng muốn chết, không nghĩ tới nhà mình đại ca xuất hiện. Ở đối mặt địch nhân thời điểm Hầu Đậu Đậu là đổ máu không đổ lệ thông tí viên hầu, đỉnh thiên lập địa, nhưng ở Dương Nghị Vân trước mặt hắn chính là năm đó cùng Điêu Nhi giống nhau đi theo Dương Nghị Vân bên người nhảy nhót lung tung con khỉ nhỏ. Đừng khóc, không chết được. Dương Nghị Vân giơ tay lau Hầu Đậu Đậu hai mắt huyết lệ, cũng ở thần thức dò xét dưới phát hiện Hầu Đậu Đậu trong cơ thể tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Bất quá. May mắn hắn xuất hiện, nếu không hôm nay Hầu Đậu Đậu thiêu đốt tự thân căn nguyên chi lực hậu quả,
đem chỉ có một hồn phi phách tán kết cục. Liền tính là hiện tại loại tình huống này, đổi làm bất luận kẻ nào, ma thần cũng cứu không được Hầu Đậu Đậu. May mắn hắn là Dương Nghị Vân, hắn có Càn Khôn Hồ, Càn Khôn Hồ nội có thế gian độc nhất vô nhị sinh mệnh chi thủy, lại nghiêm trọng thương, cũng đều có thể cứu trở về tới. Cũng đúng là xem xét Hầu Đậu Đậu thương thế, Dương Nghị Vân trong lòng sát ý sát khí tích lũy nói điểm tới hạn. Phất tay chi gian một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện, mở miệng nói, há mồm. Hầu Đậu Đậu theo bản năng há mồm, tức khắc một giọt sinh mệnh chi thủy tiến vào trong miệng, phản ứng lại đây lúc sau, mở miệng nói, đại ca đừng lãng phí sinh mệnh chi thủy, ta thương thế ta rõ ràng, cứu sẽ không tới. Hầu Đậu Đậu đối Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy tự nhiên biết, nhưng lại đối tự thân thương thế cũng hiểu biết, hắn có thể chống được hiện tại toàn dựa một cổ kiên cường chống, trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, yêu đan cũng nên thiêu đốt căn nguyên mà bị hao tổn, có thể nói trong cơ thể ngoại đều là rối tinh rối mù. Hắn không cho rằng đại ca sinh mệnh chi thủy đối hắn hữu dụng. Câm miệng, hảo hảo tiêu hóa chữa thương, ngươi cho rằng ta mấy năm nay bạch hỗn không thành, sinh mệnh chi thủy cũng không phải năm đó sinh mệnh chi thủy, chỉ cần ta nguyện ý, Diêm Vương gia đều đừng nghĩ từ ta trong tay thu đi. Ngươi Dương Nghị Vân nói chuyện trung tướng Hầu Đậu Đậu nâng ngồi dưới đất, lại phất tay đệ nhị tích sinh mệnh chi thủy xuất hiện, vươn có điểm run rẩy tay, đem Hầu Đậu Đậu chỉ hợp với một chút da thịt của tay niết ở trong tay ấn ở miệng vết thương ra. Đệ nhị tích sinh mệnh chi thủy nhỏ giọt ở mặt trên. Tức khắc một trận màu lục đậm vầng sáng lóng lánh dựng lên, cường đại sinh cơ chi lực phát ra mở ra, lại là Hầu Đậu Đậu cụt tay ở lấy mắt thường thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thử hoạt động một chút Dương Nghị Vân đối Hầu Đậu Đậu nói chuyện, trong tay cũng không có dừng lại, đệ tam tích sinh mệnh chi thủy lại lần nữa xuất hiện. Gì? Hầu Đậu Đậu kinh hô ra tiếng, cánh tay năng động. Hơn nữa nuốt vào bụng một giọt sinh mệnh chi thủy cũng phát huy cường đại tác dụng, ở nhanh chóng chữa trị hắn trong cơ thể thương thế, thậm chí là uể oải có cái khe yêu đan cũng ở khôi phục chung. Hắn biết dựa theo loại này tốc độ phát triển đi xuống, một hai cái canh giờ trong vòng hắn nội thương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đại ca sinh mệnh chi thủy là thần kỳ hắn cũng dùng quá, nhưng hắn mới đầu cũng không cho rằng có thể trị liệu hắn hiện tại thương thế, rốt cuộc hắn đã thành tiên. Không nghĩ tới sinh mệnh chi thủy như cũ dùng được. Hiển nhiên tuy đại ca tu vi tăng cường, sinh mệnh chi thủy uy lực cũng tăng cường. Năng động, ha ha Hầu Đậu Đậu nín khóc mỉm cười. Dương Nghị Vân trong lòng buông lỏng, đệ tam tích sinh mệnh chi thủy dừng ở Hầu Đậu Đậu trên đùi, thâm có thể thấy được cốt gãy chân cũng bắt đầu khôi phục. Đừng ngắt lời hảo hảo khôi phục, kế tiếp sự giao cho ta, ai mẹ nó khi dễ ta huynh đệ, ta làm ai xuống địa ngục đi. Dương Nghị Vân làm tốt này đó sau, đối Hầu Đậu Đậu dặn dò một tiếng. Đứng lên trầm thấp nói. Hầu Đậu Đậu nghe vào trong tai, lại là cũng là nhiệt lưu kích động, giờ phút này hắn toàn thân tâm đều thả lỏng xuống dưới, bởi vì đại ca Dương Nghị Vân ở trong lòng hắn vẫn luôn là chân chính đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, trước nay liền không có hắn làm không được sự, giết không được địch nhân. Cái này tín niệm vẫn luôn đều ở Hầu Đậu Đậu đáy lòng. Đại ca ngươi tiểu tâm cái kia con tê tê, hắn có nhất chiêu thần thông rất cường đại, ta cánh tay chính là bị hắn một kích lộng đoạn. Hầu Đậu Đậu ngữ khí có chút trầm thấp, nhìn thoáng qua nơi xa con tê tê. Dương Nghị Vân tự nhiên biết con tê tê lợi hại, dù sao cũng là cái yêu đế đỉnh, đương nhiên hiện tại cũng là giữa sân duy nhất một cái yêu đế, mặt khác bốn cái yêu yến thành bị Hầu Đậu Đậu nhất chiêu xử lý. Đối này cái này con tê tê Dương Nghị Vân híp mắt đối Hầu Đậu Đậu nói, hảo hảo chữa thương, đừng động mặt khác, xem ta hôm nay không lộng chết hắn. Lại nói tiếp Dương Nghị Vân kỳ thật rất tò mò Hầu Đậu Đậu là như vậy tu luyện. Nhất định ở phi thăng lúc sau từng có kỳ ngộ, nếu không tu luyện không có khả năng nhanh chóng như vậy. Bởi vì hắn ở đối dã lang yêu siêu hồn thời điểm, khi đó hẳn là mấy trăm năm trước bị đuổi bắt, Hầu Đậu Đậu là hỗn nguyên cấp bậc ở sống chết trước mắt đột phá tới rồi yêu quân, tính đến bây giờ cũng chính là 8-900 năm thời gian mà thôi, cũng đã là yêu vương đỉnh cùng hắn giống nhau tu vi. Điểm này thượng xem, Hầu Đậu Đậu chính là huyết mạch hết sức phản tổ, đạt được cường đại thiên phú thần thông. Nếu không có thể so với tiên vương cấp bậc ở như thế nào cường đại cũng nháy mắt hạ gục không được bốn cái yêu đế. Chỉ có thể thuyết minh là hắn thông tí viên hầu huyết mạch lợi hại đến Dương Nghị Vân đều hâm mộ. Hắn có thể một mình đấu làm tiên đế cấp bậc, đó là các loại tổng hợp nguyên nhân, bản thân tu luyện thần đạo chính là tiên nhân trình tự cao, hơn nữa có Càn Khôn Hồ nội trí bảo từ nhân tố mới có thể. Nhưng Hầu Đậu Đậu hoàn toàn là dựa vào huyết mạch thần thông, đích xác làm hắn đều hâm mộ. Không hổ là hỗn thế bốn hầu chi nhất linh hầu,
lý luận thượng là siêu việt tam giới ngũ hành tồn tại, đều không đơn giản. Ngày sau có cơ hội ở cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp nhau, muốn đem Hầu Đậu Đậu giao cho Lục Nhĩ, làm Lục Nhĩ chỉ điểm một phen, tin tưởng Hầu Đậu Đậu sẽ càng cường đại hơn. Đối với giờ phút này con TT, cùng với con TT bên người 20-30 cái tiên vương cấp bậc yêu tu, Dương Nghị Vân không có chút nào sợ hãi. Thậm chí còn trong mắt hắn này đó yêu tộc đều đã là thi thể, khi dễ Hầu Đậu Đậu, này bút chướng chậm rãi tính, hắn Dương Nghị Vân huynh đệ không ai có thể khi dễ. Con TT tuy rằng là yêu đế đỉnh, chân chính va chạm Dương Nghị Vân biết khả năng hắn không phải đối thủ, nhưng lại không đại biểu hắn thực lực một trận chiến, càng không đại biểu không có thủ đoạn giết hắn. Đến nỗi giờ phút này con TT lại làm sao không phải ở đánh giá Dương Nghị Vân. Từ Dương Nghị Vân mang theo cường đại vô cùng sát khí xuất hiện, liền cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, một người sát khí có thể cường đến thực chất hóa trạng thái, con TT chưa từng có trải qua quá, cho nên đương Dương Nghị Vân xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có tùy tiện động thủ, làm một phen yêu đế, cũng là một cái núi lớn đầu vương giả, con TT đều không phải là cái loại này mãng hán, tương phản hắn phi thường cẩn thận. Đương hắn nhìn đến Dương Nghị Vân là cái tiên vương thời điểm chính là sửng sốt, lại vừa thấy cư nhiên vẫn là nhân tộc, này liền làm con TT có chút kinh ngạc. Bất quá kế tiếp phát sinh sự, con TT quan sát chung, càng thêm khiếp sợ, nhưng lại cũng trong lòng mừng như điên. Bởi vì hắn thấy được cái này tóc bạc nhân tộc cùng con khỉ xương huynh gọi đệ, trọng điểm là lấy ra tam tích màu lục đậm giọt nước, tản ra không gì sánh kịp sinh cơ hơi thở, trong nháy mắt khiến cho con TT nổi lên tham niệm. Quá thần kỳ, chính mắt thấy, này nhân tộc tam tích thủy nhỏ giọt đi cái kia con khỉ dầu hết đèn tắt thương thế liền lấy mắt thường thấy được tốc độ khôi phục, còn trình diễn một màn cụt tay trọng sinh thần kỳ. Tuy rằng không biết này nhân tộc trong tay giọt nước là cái gì bảo bối, nhưng con TT tin tưởng nhất định là cái gì khó lường trọng bảo. Ở hắn nghĩ đến đây là trời cao cho hắn con TT đưa tới đại lễ, nào đó trình độ đi lên nói, này nhân tộc trong tay xuất hiện giọt nước trọng bảo, so với kia con khỉ giá trị lớn hơn nữa. Cứ việc cảm giác thượng, này nhân tộc đồng dạng rất nguy hiểm, nhưng ở con TT trong mắt như cũ đây là cái yêu vương đỉnh cấp bậc mà thôi, bực này tu vi ở hắn thủ hạ yêu tộc chung một chảo một đống. Hắn con TT chính là yêu đế đỉnh, so với này nhân tộc cường ra suốt một cái viên mãn đại cảnh giới, liền tính là này nhân tộc quỷ dị lại như thế nào. Làm theo bắt lấy, nơi này vẫn là yêu tộc địa bàn, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Một cái nho nhỏ nhân tộc mà thôi, không đáng để lo. Này con khỉ thiên phú thần thông cường đại vô cùng, lại như thế nào không chiếu dọi hắn không như thế nào động thủ, chỉ là đánh lén một kích, liền chặt đứt một cái phá cánh tay sao. Hiện tại đối mặt nhân tộc, con TT trên mặt hiện ra tươi cười, đem Dương Nghị Vân trở thành con mồi. Chỗ sâu trong đầu lưỡi L.I.O.T.A. hắc hắc cười nói, ti tiện nhân tộc, người lá gan nhưng thật ra không nhỏ, không đến tiên đế chi cảnh cư nhiên dám đến dị vực giới. Lại còn có dám nhúng tay bản đế con mồi, ngại minh quá dài sao? Đúng vậy, mệnh đích xác quá dài, hiện tại tiểu gia liền kết quả ngươi. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đi bước một hướng về con TT đi đến. Hừ, bản đế bóp chết ngươi một cái ti tiện giống như bóp chết một con kiến ngươi. Con TT cười lạnh. Bất quá lúc này một tiếng khanh khách cười to vang lên, từ một giới xúc sinh mà thôi, khi nào dị vực giới xúc sinh khẩu khí đều lớn như vậy, ngươi muốn bóp chết ai đâu? Ai, con TT sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu vừa thấy lại là hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ, chuẩn xác nói là một cái yêu tộc, một nhân tộc nữ nhân, hai cái cư nhiên đều là đại yêu đế. Này hai cái tự nhiên là Cơ Tím Hà cùng Giang Hàm Bạch chạy đến. Dương Nghị Vân đã sớm thấy được sư tỷ cùng Giang Hàm Bạch xuất hiện, bất quá giờ phút này hắn nghe được ra tới, tiểu sư tỷ tựa hồ tức giận, đối này hắn chậm rãi mở miệng nói, sư tỷ, Bạch Nha sư huynh các ngươi không cần nhúng tay. Ta huynh đệ thù, ta tới báo, một đầu con TT mà thôi, ta có thể đối phó. Lời nói chi gian đối con TT tràn ngập coi rẻ. Cái này làm cho con TT vừa kinh vừa giận, hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện hai cái cùng cấp bậc người, thực hiển nhiên cùng cái này đầu bạc tiểu tử là một đám, mấu chốt là đầu bạc tiểu tử, trong giọng nói chút nào không đem hắn đương hồi sự, tràn ngập xích quả coi rẻ. Thật sự làm con TT không thể nhịn được nữa. Trong mắt bắt đầu quay tròn đảo quanh, bỗng nhiên đối với bên người 20-30 cái yêu tu giống to, thượng, cho hắn giết tiểu tử này. Con TT ra lệnh một tiếng, 20-30 cái yêu vương cấp bậc yêu tu một đám nhằm phía Dương Nghị Vân, mà con TT chính mình cũng chấp động thân ảnh biến mất không thấy, hắn xem tình huống không ổn,
lại xuất hiện hai cái yêu đế đỉnh cơ bản, trường hợp liền rất khó khống chế, trong lòng nghĩ sấn loạn tưởng bắt lấy cái này đầu bạc nhân tộc tiểu tử, lấy đi trên người hắn cái loại này giọt nước trọng bảo lại nói. Chuyến này chảo cái này con khỉ hắn tổn thất rất nhiều nhận lấy, nếu không vớt điểm chỗ tốt, vậy quá lỗ vốn. Ngay lập tức chi gian 20-30 cái yêu tu ập vào trước mặt, Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, nhảy dựng lên tới rồi giữa không trung, trong tay chợt lóe tức khắc xuất hiện 5 phiến tím thụ ngũ lôi diệp. Ngũ lôi oanh sát, nổi giận gầm lên một tiếng, 5 phiến ngũ lôi lá cây bùng nổ chói mắt quang mang, giơ tay mà đi, nháy mắt tạc vỡ ra tới. Ầm ầm ầm, răng rắc sát, đủ mọi màu sắc lôi đình khoảnh khắc hội tụ thành một chương vài trăm thước thật lớn lôi đình đại võng giống nhau, cuốn tịch hướng 20-30 mễ yêu tu. Lôi đình tia chớp cực nhanh, không có một cái yêu tộc có thể né tránh. Bao gồm trà trộn ở này đó yêu tu lúc sau con tê tê, hắn vừa thấy phía chân trời lôi đình tạc nứt, tức khắc khiếp sợ, cũng cảm nhận được thật lớn lôi đình thiên uy. Thậm chí là tử vong hơi thở, vội vàng dừng lại, toàn thân bùng nổ thổ hoàng sắc vầng sáng, hóa thành hiểu rõ bản thể, một đầu thật lớn vô cùng con tê tê xuất hiện, lân giáp gắn đầy, một đầu chui vào bùn đất. Khá vậy như cũ có một đạo lôi thiên dừng ở con tê tê trên người, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng. A a a a. Trước đó, liên tiếp kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lại là 20-30 cái yêu tu, có một cái tính một cái, tất cả đều bị thật lớn lôi đình chi võng bao phủ ở trong đó, một đám sẽ là hôi phi yên diệt, hoặc là xương là cho bụi, sinh cơ toàn vô. Cuồn cuộn khói đặc cùng bụi đất tung bay đầy trời. Nơi xa cơ tím hà nhìn đến Dương Nghị Vân thả ra lôi đình lúc sau hai tròng mắt chớp động, kinh hô một tiếng, ngũ hành chi lôi. Đối với lôi đình nhận chi không có người so nàng rõ ràng hơn, các nàng cơ gia chính là lôi đình huyết mạch, tự nhiên biết Dương Nghị Vân thả ra này đó lôi đình lai lịch, cư nhiên là ngũ hành chi lôi. Răng hàm bạch nhìn cuồn cuộn khói đặc dựng lên, càng là nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tiểu sư đệ A Thiên Tả Chí Tôn quan môn đệ tử, tùy tay là có thể triệu hoán lôi đình. Phía chân trời phía trên, Dương Nghị Vân bàn tay vung lên gió to tan bụi mù, phía dưới bị lôi đình tạc ra một cái 100 mét đường kính hố to, nhưng có yêu tộc thi thể biến thành cho bụi, nhưng hắn lại không có nhìn đến con tê tê, hắn tin tưởng con tê tê không chết, trong tay ngũ lôi chi uy lực tuy rằng cường đại, nhưng còn phách bất tử một cái yêu đế đỉnh yêu tộc, phía trước hắn thấy được rõ ràng, con tê tê hóa thành hơn 30 mễ lớn lên bản thể, đầu khoan dò bùn đất chung. Lúc này hố to chung không hề, chỉ có thể thuyết minh hắn khoan dò càng sâu đại địa ngầm. Hừ, nghiệt xúc, đem nơi này đại địa phiên cái đế hướng lên trời cũng không thể buông tha ngươi, hắn quyết tâm muốn đem con tê tê cấp diệt cấp hầu đậu đậu báo thù. Thực hiển nhiên con tê tê là chui vào bùn đất chung, Dương Nghị Vân lại cũng tự tin có thể đem hắn tìm ra. Theo lý thuyết tiên giới bùn đất đặc biệt là ở dị vực giới mất đi núi non bực này địa phương, tầm thường tiên thức muốn tìm một cái sinh linh, căn bản là không có cách nào. Nhưng là điểm này đối Dương Nghị Vân tới nói không tồn tại. Vì thế nơi xa răng hàm bạch nhìn ra được tới Dương Nghị Vân sẽ không bỏ qua con tê tê, mở miệng nói, sư đệ muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn tìm ra, chui vào đại địa lúc sau sợ là tiên thức chưa chắc dùng được. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, tạm thời không cần bạch nha sư huynh ra tay. Hắn nếu dưới háng cửa biển nói muốn tự tay cấp hầu đậu đậu báo thù, vậy nói làm được. Tuy rằng con tê tê là cái yêu đế đỉnh, nhưng hắn hiện tại cũng không phải cải trắng, năm đó cùng đoạn làm việc nhà tộc một trận chiến, hắn thi triển ra tới càn khôn thần điện chi lực, bị phản phệ lúc sau thiếu chút nữa quải rớt, là hoa sen đen cùng lão cây liễu đồng thời ra tay cứu trị hắn. Kia một lần tuy rằng càn khôn thần điện chi lực phản phệ chưa từng có, nhưng là bởi vì có lão cây liễu cùng hoa sen đen đồng thời đối hắn chữa thương, cuối cùng là nhặt về mệnh, song việc Dương Nghị Vân phát hiện cũng được đến thật lớn chỗ tốt. Thế gian vạn vật một mổ một uống, tương sinh tương khắc, phúc họa tương y, ở trên người hắn cũng thể hiện ra tới. Ở phản phệ lúc sau, có lẽ là lão cây liễu cùng hoa sen đen công lao, thân thể hắn cường độ ở một lần cường hóa, đạt tới một cái gì trình tự chính hắn cũng không biết. Dù sao nhất niệm chi gian nhưng dương cương vô cùng, một niệm lúc sau cũng có thể mềm dẻo như nước, tuy rằng không có ở đi nếm thử, nhưng Dương Nghị Vân trực giác nói cho hắn, nếu tiếp theo ở sử dụng càn khôn thần điện chi lực, hắn là có thể chống đỡ được phản phệ chi lực. Nếu có thể chống đỡ được càn khôn thần điện phản phệ chi lực, với hắn mà nói chính là một lần đại niết bàn, cường hãn vô cùng toàn bộ tiên giới đều không có lực lượng là có thể nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó nói vô địch sợ cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên này đó hiện tại chỉ là từ ở trong óc một loại trực giác. Chân chính.
thân thể có thể hay không chống đỡ được càn khôn thần điện chi lực, còn không có thử qua, nhưng hắn trực giác nói cho hắn hẳn là miễn cưỡng có thể thừa nhận nổi lên. Nếu tới rồi sống chết trước mắt, hắn sẽ nếm thử điều động càn khôn thần điện chi lực tới giết địch. Đương nhiên kia chỉ là nhất hư tính toán. Trước mắt đối phó con TT, Dương Nghị Vân nghĩ đến còn dùng không thượng. Bởi vì lần trước càn khôn thần điện lực lượng phản phệ, hắn bế quan tu luyện quá một lần, chữa trị nói nguyên đồng thời, tu vi thượng trong ngoài đều tới tiên vương cảnh giới đỉnh. Hắn bản thân thực lực năm đó là có thể cùng tiên đế hậu kỳ tiên nhân đối kháng, hiện tại hắn tin tưởng chính là yêu đế đỉnh cũng là có thể vặn cổ tay. Chẳng qua chung quy là tu vi cảnh giới kém quá nhiều, muốn xử lý con TT cái này có thể so với tiên đế đỉnh yêu đế đỉnh, đó là không hiện thực, trừ phi hắn đột phá đến tiên đế cảnh giới, nếu không đơn đua thực lực là sát không xong con TT. Bất quá hắn có đòn sát thủ. Tỷ như tím thụ ngũ lôi diệp, đương nhiên vừa rồi toàn bộ dùng hết, lần sau muốn dùng phải đợi một năm mới có thể. Nhưng là ra tới ngũ lôi tím thụ bực này lôi đình chí bảo, hắn còn có dưa hấu lôi. Dưa hấu lôi tuy rằng tổng cộng chỉ có 3 viên, nhưng lại luận uy lực là so ngũ lôi lá cây cường đại, dùng làm thích đáng xử lý con TT không phải không có khả năng. Cho nên Dương Nghị Vân không làm răng hàm bạch cùng tiểu sư tỷ hỗ trợ. Đây là hắn tự tin, cũng là hắn tự tin. Dương Nghị Vân minh bạch một đạo lý, đó chính là mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương cường giả đều là bị tôn trọng. Thế tục giới phàm nhân có tiền có thế chính là cường giả, đều đến chỗ nào đều bị tôn trọng. Đồng dạng tu luyện giả vòng, có thực lực cùng thế lực đó là cường giả, bị mặt khác sinh linh tôn trọng. Bực này tôn trọng muốn gia cố, chính là duy trì, hoặc là nói muốn phải được đến tôn trọng liền phải triển lãm thực lực của chính mình. Dương Nghị Vân hiện tại cần phải làm là ở Giang Hàm Bạch cùng nhà mình sư tỷ trước mặt triển lãm thực lực của chính mình. Chẳng sợ bọn họ là chính mình bằng hữu thân nhân, đồng dạng thực lực mới là ngạnh hóa giấy thông hành. Mà con TT cái này yêu đế đỉnh, chính là hắn đá mài dao. Gần nhất cấp hầu đậu đậu báo thù hết giận, thứ hai cấp Giang Hàm Bạch cùng sư tỷ nhìn xem chính mình thủ đoạn, tam tới cũng nếu đi tới dị vực giới, chính là hẳn là triển lãm thực lực của chính mình cấp dị vực giới sinh linh xem. Làm cho bọn họ biết chẳng sợ chính mình là cái tiên vương, lại cũng có tư cách ở dị vực giới hành tẩu, như thế hắn có thể miễn đi không ít phiền toái. Lần này ra tới, đi vào dị vực giới, có khả năng sẽ ở dị vực giới đãi rất dài thời gian, nếu không có thực lực triển lãm, hắn một nhân tộc tiên vương, đi đến nơi nào đều sẽ bị tìm phiền toái. Đích xác con tê tê chui vào đại địa chỗ sâu trong, tiên thức tìm kiếm đều khó, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói không phải chuyện này, bởi vì hắn có biến dị thần thức. Rất nhiều địa phương mặt khác sinh linh tiên thức chưa chắc dùng được, nhưng hắn thần thức lại có thể. Ở cự tuyệt Giang Hàm Bạch trợ giúp lúc sau, Dương Nghị Vân đột nhiên nhanh trí giống nhau vận chuyển thần thức chi lực hội tụ nói càn khôn chi mắt thượng. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn dùng thần thức nhìn quét đại địa, nhưng lúc này hắn đang ở trời cao phía trên nhìn xuống đại địa, trong lòng linh cơ vừa động có phải hay không có thể nếm thử một chút càn khôn chi mắt cùng thần thức kết hợp. Càn khôn chi mắt vốn dĩ chính là càn khôn hồ cho hắn mở ra thiên phú thiên nhãn, chẳng qua trước kia sử dụng thời điểm, có thể là bởi vì tu vi nguyên nhân có rất nhiều hạn chế, có đôi khi dùng có đôi khi vô dụng, ra ở một cái có thể không trạng thái. Nhưng ở thời điểm này nghĩ đến, chung quy là càn khôn hồ ban cho thiên phú thiên nhãn, tuyệt đối không phải là có thể không, cho nên vận chuyển thần thức hội tụ tới rồi cái trán giữa mày phía trên. Oanh! Nương thần thức hội tụ ở càn khôn chi mắt một khắc, hắn trong óc phát ra một tiếng nổ vang, như là mở ra chợt lóe đại môn giống nhau, chỉ cảm thấy kim quang lộng lẫy vô cùng dựng lên. Mà xuống phương Giang Hàm Bạch cùng cơ tím hà trong mắt, Dương Nghị Vân giữa mày cái chán lại là tuôn ra lộng lẫy kim quang. Đó là, thần thông chi mắt, Giang Hàm Bạch kinh ngạc buột miệng thốt ra. Cơ tím hà lại là mặt mày tinh quang sán lạn chậm rãi nói, chuẩn xác mà nói đó là chân chính thiên nhãn, hàng thật giá thật. Cũng không phải là thần thông chi mắt. Có khác nhau, Giang Hàm hỏi không nói, hắn dù sao cũng là yêu tộc, đối nhân tộc một ít tu luyện đặc thù tự nhiên là không hiểu biết. Cơ tím hà mở miệng nói, cách biệt một trời, thần thông chi mắt chỉ có thể là vận dụng thần thông pháp lực thời điểm mới xuất hiện, pháp lực vô dụng, hoặc là thần thông thi triển không ra liền vô dụng, nhưng là chân chính thiên nhãn một khi mở ra, chính là tùy tâm sở dục nhưng dùng chi thiên phú, thoạt nhìn tiểu sư đệ này chỉ thiên nhãn đã sớm khai qua. Chỉ là vẫn luôn vô dụng tìm được sử dụng, cái này trường hợp, tựa hồ hắn tìm được rồi thiên nhãn chân chính sử dụng. Thiên nhãn dưới hết thảy chướng ngại đều là hư vô, nhưng nhìn thấu hết thảy, thẳng tới bản chất,
liền tỷ như ngươi là cường đại yêu tộc, so tiểu sư đệ tu vi liền tính là cao hơn 2-3 cái trình tự, chẳng sợ ngươi hóa hình làm người, hắn chỉ cần vận dụng thiên nhãn xem ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi bản thể chính là đầu đen kiến. Đối với thiên nhãn chi thủy ta cũng chỉ là từ gia tộc điển tịch nhìn đến một ít chút ít ghi lại, thứ này ở chân chính lợi hại hạng người cường giả trên người, nhưng không đơn giản là có thể xem hư thật bản chất, cường đại thiên nhãn thiên phú, có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, công kích giết địch với vô hình, lại là không biết tiểu sư đệ hôm nay mắt là cái gì trình tự. Hai người nói chuyện chung chi gian Dương Nghị Vân giữa mày phía trên đệ tam con mắt kim quang bùng nổ dưới như thực chất hóa vừa thấy thẳng vào đại địa mà đi. Ầm vang. Ngay sau đó một tiếng vang lớn dựng lên, toàn bộ đại địa đều vì này chấn động, răng hàm bạch cùng cơ tím hà thân thể đều lay động một chút. Cuồn cuộn bụi đất phi dương, lại là đại địa thượng xuất hiện một cái hố to, bọn họ tiên thức đảo qua lại là đường kính tiếp cận 30 mét, chiều sâu đại địa ước gần 100 mét. T. Răng hàm bạch nhìn không được hít hà một hơi, kinh hô, tiểu sư đệ này đệ tam mắt cũng quá lợi hại đi. Cơ tím hà tuy rằng không ra tiếng, nhưng hắn mặt mày trung quang mang lấp lánh. Mà ở phía chân trời Dương Nghị Vân cũng bị chính mình lần này cấp khiếp sợ, hắn không nghĩ tới hắn đem thần thức hội tụ ở càn khôn chi mắt sau, cư nhiên này con mắt trung kim quang hóa thành cường đại năng lượng, bỗng nhiên đem đại địa dỗi ra như vậy một cái hố to. Phản ứng lại đây sau vội vàng thu hồi kim quang, lại là trong lòng mừng như điên. Giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu được, có lẽ đây mới là chân chính càn khôn chi mắt mở ra phương thức. Bản thân thúc dục càn khôn chi mắt liền yêu cầu thần thức tới chống đỡ. Hắn thần thức từ là bản mạng thần tượng cùng nguyên thần hợp nhất lúc sau, luôn là có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Tựa như hiện tại, vừa rồi lần này thúc dục thần thức ở càn khôn chi mắt, bùng nổ cường đại kim quang năng lượng, ở khoảnh khắc dưới trong thân thể hắn pháp lực liền tiêu hao rất 1/3. Đây là trong cơ thể thần đạo chi lực bị càn khôn chi mắt hoặc là nói thần thức chi lực cấp điều động sinh ra phản ứng hóa học. Không buông tha cái này chiêu số hắn là đi đúng rồi. Uy lực rất cường đại. Về nước thần tới, Dương Nghị Vân không có đi thúc dục càn khôn chi mắt, nhưng là giờ phút này đệ tam chỉ mắt mở dưới, lại đi xem đại địa, đã có cùng trước kia hoàn toàn bất đồng tình huống. Ngay sau đó hắn khóe miệng có ý cười, lại là ở phía trước ngũ lôi tím lá cây nổ tung hố to nông nỗi 5-60 mét địa phương thấy được con tê tê tồn tại. Thứ này khổng lồ hình thể giờ phút này trong mắt hắn gắt gao giấu ở đại địa chỗ sâu trong, con tê tê khả năng 100 triệu không thể tưởng được, hắn một cái linh cơ vừa động dưới, đem càn khôn chi mắt cấp thăng cấp, liếc mắt một cái dưới nhìn thấu đại địa vạn mét đều không phải vấn đề, như thế con tê tê không chỗ nào che giấu, xích quả quả hiện ra ở Dương Nghị Vân trước mặt. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chứa đựng pháp lực, điều động thần thức hội tụ càn khôn chi mắt, nhắm ngay con tê tê nơi, cười lạnh một tiếng. Càn khôn chi mắt lại lần nữa kim quang bùng nổ, một đạo xem sắc trẻ con cánh tay phẩm chất kim quang bùng nổ mà ra, thẳng đánh đại địa dưới 5-60 mét nơi con tê tê. Lần này Dương Nghị Vân đến lúc đó phải thử một chút, chính mình càn khôn thiên nhãn bùng nổ lực lượng, có thể hay không thương đến con tê tê, liền tính là không thể cũng muốn đem thứ này cấp bước ra bùn đất tới. Nói hắn bản hắn, chính là muốn bản hắn. Oanh! Kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Càn khôn chi trước mắt. Kim quang năng lượng thẳng đục lỗ sơn giáp, đại địa chấn động, vết rách gắn đầy. A! À, hét thảm một tiếng từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Ầm vang! Bỗng nhiên một đầu thân hình dài chừng 20-30 mễ con tê tê giống giận chung, từ đại địa bùn đất chung chui ra tới, bụi đất cuồn cuộn chung, con tê tê trên lưng xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ huyết động xuất hiện ở mặt đất. Tiểu sư để có một tay A, con tê tê một thân lân giáp cũng là có thể so với thượng phẩm thiên khí phòng ngự. Bị hắn liếc mắt một cái chi uy phá một cái đại lỗ thủng, hì hì, có ý tứ. Cơ tím hà vừa thấy tức khắc mừng rỡ. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên, lại là hóa thành bản thể con tê tê, giơ lên cổ hướng về phía Dương Nghị Vân giống giận. Hắn trên lưng là cái huyết động, lần này liền đủ hắn ăn đau. Nguyên bản nghĩ giấu ở đại địa chỗ sâu trong tùy thời mà động, lại là không nghĩ tới nháy mắt hắn đã bị một cổ lực lượng cường đại tàn nhẫn đánh lại bối. Cái này con tê tê biết hắn coi thường cái này đầu bạc nhân tộc. Lúc này giữa sân còn có một người khác tộc cùng một cái yêu tộc không có động thủ, ở một bên nhìn, từ phía trước tình huống xem, ba người đều là một đám. Mặt khác hai cái cùng hắn giống nhau là yêu đế đỉnh cấp bậc, hiện tại con tê tê biết hắn ở vào hạ phong, hơn nữa cái này tiên vương nhân tộc bộc phát ra tới lực lượng cũng đủ thương đến hắn, bực này tình huống thực sự không dễ ham chiến, trốn là duy nhất đường ra.
bị người từ dưới nền đất chỗ sâu trong tạc ra tới, con tê tê vừa kinh vừa giận, nhìn về phía Dương Nghị Vân một tiếng thét dài lúc sau, há mồm hộc ra một đạo đỏ đậm ánh sáng, ngay lập tức hướng về Dương Nghị Vân mà đi. Giữa không trung Dương Nghị Vân hừ lạnh, mở miệng thổ lộ, Hồng Y. Ngay sau đó hắn đem ở càn khôn hồ không gian Hồng Y triệu hoán ra tới, lại Hồng Y á thánh cấp khác thân thể chu toàn, hắn xử lý con tê tê nắm chắc sẽ lớn hơn nữa, cũng ở đồng thời đồ long kiếm ngân quang chợt lóe ngự kiếm dựng lên chém về phía con tê tê trong miệng thốt ra này một đạo đỏ đậm ánh sáng. Ầm vang! Hai người chạm vào nhau, Dương Nghị Vân kêu lên một tiếng. Đồ long kiếm bay ngược trở về, tuy rằng lần này hóa giải con tê tê công kích, chính là Dương Nghị Vân tâm thần tương liên đồ long kiếm cũng bị thật lớn lực lượng chấn một chút phản phệ làm trong thân thể hắn khí huyết một trận quay cuồng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, lúc này, trên mặt đất con tê tê cư nhiên quay đầu liền chạy, làm Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, tốt xấu là đường đường yêu đế đỉnh, như vậy không biết xấu hổ. Này liền chạy, tựa hồ hắn vừa rồi tuy rằng nghiu ích một phen, đích xác đem con tê tê cấp trọng thương, chính là cũng không làm con tê tê liền dọa chạy trình độ đi. Nghĩ lại tưởng tượng Dương Nghị Vân cũng minh bạch, con tê tê sở dĩ chạy, đều không phải là hoàn toàn là hắn nguyên nhân, này trong đó vẫn là tiểu sư tỷ cùng răng hàm bạch. Này hai cái chính là hàng thật giá thật yêu đế đỉnh cảnh giới, khả năng ở con tê tê trong mắt chính là cái loại này tùy thời đều khả năng tùy thời mà động tồn tại, thứ này tự nhiên không nắm chắc cùng nhau ứng đối bọn họ ba cái. Như thế giờ phút này nhanh chóng quyết định chạy trốn, lại là cái sáng suốt lựa chọn. Chính là Dương Nghị Vân sẽ làm hắn đào tẩu sao? Đương nhiên tự nhiên là phủ định. Nháy mắt liền nhìn đến con tê tê toàn thân đỏ đậm vầng sáng chợt lóe hóa thành một đạo lưu quang nghĩ sơn cốc ở ngoài chạy trốn. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn muốn hỏi qua tiểu gia có đồng ý hay không đang nói. Dứt lời Dương Nghị Vân lại một lần thúc giục hắn càn khôn chi mắt. Giữa mày đệ tam con mắt bỗng nhiên mở một đạo kim quang bùng nổ mà ra, ở càn khôn chi trước mắt. Liền tính là con tê tê trốn lại mau, tự nhiên cũng không có hắn giống nhau xem qua đi mau. Khoảnh khắc chi gian càn khôn chi mắt liền tỏa định ở con tê tê hóa thành lưu quang thượng, kim quang thẳng đánh mà đi. Con tê tê bỗng nhiên cảm nhận được phía trước cái loại này hơi thở lần thứ hai đột kích, hắn nhỏ một cú sốc, vội vàng thúc giục pháp lực phòng ngự, nhưng ở điện quang thạch hỏa chi gian, kim quang liền dừng ở trên người hắn. Oanh a! Nơi xa cơ tím hà cùng răng hàm bạch nhìn lại. Chỉ thấy Dương Nghị Vân mở ra thiên nhãn lúc sau kim quang bùng nổ mà ra, ngay sau đó hóa thành tới lưu quang chạy trốn con tê tê kêu thảm thiết vang lên, ầm vang một chút bị đánh rơi trên mặt đất, hiện ra thật lớn bản thể. Nháy mắt Dương Nghị Vân đã chắn con tê tê trước người. Cười lạnh nói, nghiệt xúc khi dễ ta huynh đệ còn muốn chạy, lưu lại tánh mạng đi. Giờ phút này Dương mẫu nhân trong tay ba viên dưa hấu lôi đang nói chuyện chung bỗng nhiên đối với con tê tê ném đi xuống, thành phẩm hình chữ khóa cứng con tê tê. Thừa hắn bệnh muốn hắn mệnh, nó chính là loại này thời điểm. Mà con tê tê trên người có bao nhiêu một cái huyết lỗ thủng, mới vừa suy sụp trên mặt đất liền thấy được Dương Nghị Vân nhưng ở trước mặt hắn giữa không trung trong tay tạp lại đây ba viên thổ hoàng sắc nắm tay đại viên cầu. Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng con tê tê bản năng cảm giác được này ba cái viên cầu vô cùng nguy hiểm, căn bản liền tới không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giống to một thân, xích diễm bản mạng giáp. Dương Nghị Vân nhìn đến ở hắn đối với con tê tê ném ra ba viên dưa hấu lôi lúc sau, con tê tê giống giận toàn thân bảy biện ra tới từng đạo đỏ đậm khắc văn lóng lánh dựng lên, hắn mãn sơn lân giáp bộc phát ra khắc văn, tựa hồ hình thành nào đó khắc văn phòng ngự. Lúc này hắn cũng không xác định dưa hấu lôi đối con tê tê có thể hay không hữu dụng, nhưng từ con tê tê chạy trốn một khắc bắt đầu thứ này trong lòng thượng liền túng, khí thế không có lúc sau, chờ đợi hắn tự nhiên cũng bất quá là hảo kết quả. Mà nơi xa quan chiến cơ tím hà cùng răng hàm bạch đương nhìn đến con tê tê toàn thân lóng lánh khắc văn lúc sau, lại là đồng tử co rút lại một chút. Lúc này Dương Nghị Vân ba viên dưa hấu lôi đã nổ tung. Ầm ầm ầm. Lúc này đây động tĩnh thật sự là kinh thiên động địa, thanh xuyên vạn dặm ở ngoài. Một đóa thật lớn mây nấm tức khắc dâng lên. Mà 100 nhiều mễ ở ngoài cơ tím hà cùng răng hàm bạch hai người ở thật lớn nổ mạnh hết sức, cũng đúng vậy sắc mặt đột biến. Trước tiên về phía sau mau lui cây số. Dương mẫu nhân càng không cần phải nói hắn đang ở giữa không trung cũng là lui về phía sau nửa dặm mà. Trong tay hắn dưa hấu lôi là cái gì uy lực chính hắn nhất rõ ràng, một viên đều khủng bố, đừng nói ba viên cùng nhau bị kíp nổ. Tạc nứt qua đi giữa sân rốt cuộc an tĩnh. Nhưng khói đặc cuồn cuộn xông thẳng phía chân trời vài trăm thước.
Cơ Tím Hà cùng hàm răng trắng nhìn cuồn cuộn bụi đất Phi Dương cũng là nhìn không được một trận kinh ngạc cùng miệng khô lưỡi khô, các nàng hai cái tự nhiên cảm nhận được vừa rồi nổ mạnh uy lực, trong lòng đều tính toán nếu là đổi làm các nàng, có thể hay không ngăn trở tiểu sư đệ bực này cường hãn công kích. Lại là không biết trong tay hắn tung ra chính là kiểu gì nghịch thiên sát khí, uy lực thực sự làm người kinh sợ. Cái này con tê tê hẳn là xong đời đi. Nếu là con tê tê thật xong đời, sợ là đến lúc đó sẽ có đại phiền toái a. Răng hàm bạch nhịn không được nói. Cơ Tím Hà lắc đầu nói, tiểu sư đệ sát khí đích xác lợi hại vô cùng, nhưng là con tê tê thật nếu là kia một mạch, còn giết không được hắn, lại nói đường đường yêu đế đỉnh cũng không phải như vậy dễ giết. Đổi làm là ngươi, sợ là ngươi cũng có bảo mệnh thủ đoạn không phải sao? Giang Hàm Bạch vừa nghe, ngây ra một lúc, lại là gật gật đầu nói, này đến cũng là, con tê tê liền tính không phải vị nào người, đường đường yêu đế đỉnh tu vi tồn tại, cũng đích xác đều có bảo mệnh thủ đoạn, bất quá tiểu sư đệ này một kích dưới, liền tính là bất tử, cũng muốn tàn phế. Nhìn xem chính là, Cơ Tím Hà lười biếng nói chuyện, nhưng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuồn cuộn khói đặc, nhìn không chớp mắt. Cùng Giang Hàm Bạch hai cái đối thoại, có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng hai người từng người đều rõ ràng đối phương nói cái gì. Vèo. Đúng lúc này một đạo màu đỏ lưu quang vọt vào cuồn cuộn bụi đất chung mà đi. Đó là, Giang Hàm mặt trắng biến sắc một chút, có chút khẩn trương. Chỉ có Cơ Tím Hà đạm đạm cười nói, đừng khẩn trương, đó là tiểu sư đệ một tôn cường đại con rối. Giang Hàm Bạch tự nhiên là lo lắng Dương Nghị Vân, còn tưởng rằng là xuất hiện địch nhân. Nghe Cơ Tím Hà như vậy vừa nói, đảo cũng thả lỏng xuống dưới nói, nguyên lai là sư đệ con rối a, có bao nhiêu cường đại con rối. Hắn nghe Cơ Tím Hà nói cường đại, nhưng thật ra có chút tò mò, cùng Cơ Tím Hà nhận thức hiểu biết vị này cô nãi nãi là người nào, biết nàng kiêu ngạo, rất ít có thể ở miệng nàng nghe được cái gì cường hãn nói, liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả Cơ Tím Hà trả lời lại là làm Giang Hàm Bạch trợn tròn đôi mắt. Thượng cổ luyện thể á thánh con rối. Người nói có bao nhiêu cường đâu? Cơ Tím Hà cười nói. Giang Hàm Bạch tuy rằng là yêu tộc, nhưng hắn cũng là yêu đế tôn sư, đối một ít nhân tộc sự tích tự nhiên là biết đến. Nghe Cơ Tím Hà nói xong, trừng lớn mắt trương đại miệng, nửa ngày không lời nói. Thượng cổ luyện thể á thánh ý nghĩa cái gì, hắn nghe qua truyền thuyết rất nhiều a. Nửa ngày lúc sau, mới nghẹn ra một câu, tiểu. Sư đệ cũng thật nghiêu ích. Đó là... Ai làm hắn là ta sư đệ đâu Cơ Tím Hà giờ phút này cũng là rất đắc ý. Hai người nói chuyện công phu, bụi đất trung vang lên nổ vang cùng tham gia, hiển nhiên là Hồng Y cùng con tê tê đối thượng. Mà Cơ Tím Hà cùng Giang Hàm Bạch liếc nhau, quả nhiên, con tê tê không có bị nổ chết. Cái này cùng Dương Nghị Vân Á Thánh con rối đối thượng, nhưng nghe lên là con tê tê ở kêu thảm thiết, chỉ có thể thuyết minh, con tê tê không bị nổ chết, lại cũng thương không nhẹ. A, à, oanh. Ngay sau đó, con tê tê kêu thảm từ bụi đất trung bay ngược mà ra. Khổng lồ bản thể như núi cao, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, làm đại địa phát ra một tiếng nổ vang. Giang Hàm Bạch nuốt nước miếng nói, quả nhiên không hổ là á thánh con rối, con tê tê như vậy khổng lồ thân thể ở nàng trong tay giống như là bao cát giống nhau ở phi. Giờ phút này ở con tê tê bay ra bụi đất hết sức, Hồng Y thân ảnh cũng đi ra bụi đất trung. Nhưng lúc này, phía chân trời kiếm khí trọng thiên dựng lên. Ngay sau đó lưỡng đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng ánh chiều tà con tê tê thật lớn thân hình thượng. Giống. Giang Hàm Bạch thấy được rõ ràng, chi gian hai thanh cổ xưa cự kiếm 100 mét trường, một phen đâm vào con tê tê ngực chi gian, một khác đem đâm vào con tê tê cái đuôi thượng, làm con tê tê phát ra chu lên. Ngay sau đó lại là Dương Nghị Vân từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đối với con tê tê phóng đi, nhìn dáng vẻ Dương Nghị Vân là muốn một kích đem con tê tê cấp xử lý. Phía chân trời phía trên nhằm phía con tê tê Dương Nghị Vân cũng thật là nghĩ như vậy, hắn biết con tê tê dù sao cũng là yêu đế đỉnh thu vi, càng là thân thể cường hãn yêu tộc, ba viên dưa hấu lôi chưa chắc có thể nổ chết hắn. Kết quả càn khôn chi trước mắt quả nhiên ở bụi đất nhìn thấy con tê tê còn sống, chỉ là bị tạc trên người huyết nhục mơ hồ, lân giáp đầy đất, liền làm Hồng Y xuất kích, Hồng Y vọt vào đi trực tiếp là lực lượng chống chọi, đem con tê tê đánh bay ra bụi đất, hắn ngay sau đó ngự kiếm dựng lên. Đồ long kiếm cùng bàn long kiếm, đem con tê tê hoàn toàn đinh ở trên mặt đất, bỗng nhiên phi hướng mà xuống, mục tiêu thẳng đến con tê tê đầu, kỳ thật Dương Nghị Vân biết thứ này đã nửa tàn, này một quyền công kích đi xuống, là có thể hoàn toàn kết quả hắn mệnh. Đã có thể ở hắn sắp đắc thủ hết sức, bên tai vang lên tiểu sư tỷ thanh âm nói,
sư đệ chậm đã động thủ. Vẫn là đổi cá nhân ngăn cản hắn, hắn lý đều sẽ không lý, nhưng là tiểu sư tỷ không giống nhau, sẽ không hại hắn, càng biết sư tỷ nếu ở ngay lúc này ra tiếng, liền nhất định có nàng lý do. Ngạnh sinh sinh ngừng ở con tê tê trước người 3 mét chỗ, hơn nữa lúc này con tê tê cũng chuyển đến suy yếu xin tha thanh nói, tha. Tha mạng, cha ta đó là, qua. Một câu cũng chưa nói hoàn chỉnh, thứ này liền bỗng nhiên hộc ra một mồm to hắc hồng máu, một cổ tanh hôi ập vào trước mặt, Dương Nghị Vân mày nhăn lại thuận thế né tránh, dừng ở trên mặt đất. Quay người lại chỉ thấy tiểu sư tỷ cùng răng hàm uổng công lại đây. Hắn nhìn về phía tiểu sư tỷ, trước hết nghe nàng sẽ nói như thế nào. Sư tỷ, Dương Nghị Vân kêu một tiếng, ánh mắt có dò hỏi chi ý. Cơ tím Hà tiến lên nói, sư đệ trước thu hồi phi kiếm, ta có một số việc tưởng chứng thực một chút, chờ lát nữa tự nhiên cho ngươi lý do, huống hồ hắn đã thảm bại, đã chịu ngươi trừng phạt, phiên không dậy nổi sóng gió. Tốt sư tỷ, nghe ngươi an bài. Dương Nghị Vân cái gì đều không chuẩn bị hỏi, bởi vì hắn biết sư tỷ làm cái gì là vì hắn hảo, một cái có thể vì chính mình đánh bạc mệnh đi sư tỷ, Dương Nghị Vân vô điều kiện tín nhiệm. Cơ tím Hà nghe được Dương Nghị Vân cái này trả lời phi thường vừa lòng cười. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bàn tay vung lên thu hồi đâm vào con tê tê trên người đồ long kiếm cùng bàn long kiếm, làm con tê tê phát ra kêu thảm thiết. Lúc này kỳ thật Dương Nghị Vân trong lòng khí cũng ra tới, nhìn đến con tê tê cái này thảm dạng tử, hắn trong lòng một trận thống khoái, giết hay không đều giống nhau, chờ tiểu sư tỷ hỏi xong lời nói, mới đưa hắn lên đường cũng không muộn. Lúc này tiểu sư tỷ đối với con tê tê khổng lồ thân thể đá đi một chân nói, hóa hình, cô nãi nãi có chuyện hỏi ngươi. Nói chuyện chi gian vung tay lên ở con tê tê trên người nhổ xuống một mảnh lân giáp, làm con tê tê ăn đau kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó con tê tê toàn thân xích quang chợt lóe, hóa thành hình người, bất quá hai tay của hắn như cũ là lân giáp gắn đầy thú chảo. Đối với con tê tê tới nói, vừa rồi xem như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Đầu bạc nhân tộc một kích dưới hắn xin tha cũng chưa nói hoàn chỉnh, cảm nhận được thực chất hóa sát khí, ở kia một khắc hắn nhận định chính mình chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới mấu chốt là cái này nhân tộc dừng tay, hơn nữa một người khác tộc nữ tử lại đây nói chuyện, tựa hồ là nữ tử này cầu tình không làm giết hắn. Hiện tại con tê tê đối nhân tộc là đánh tâm nhãn sợ hãi. Trong mắt hắn này nhân tộc đầu bạc thanh niên quả thực chính là cái quái thai. Cùng phía trước cái kia con khỉ giống nhau, đều là yêu vương cấp bậc. Nhưng đi đều có thể vượt cấp chiến đấu. Đặc biệt là này nhân tộc đầu bạc thanh niên, càng thêm biến thái, phía trước ba viên thổ hoàng sắc viên cầu tạc nước dưới, cho dù là hắn thúc dục huyết mạch cấm thuật trả giá hơn 1000 năm tu vi đại giới cũng bị nổ tung khắp văn phòng ngự. Ngay sau đó một người mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử căng lại đây, không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực trực tiếp một quyền liền đem hắn đánh bay. Thực sự những người này một đám đều là biến thái, không thể trêu vào. Hiện tại có thể tồn tại cũng đã là mình đầy thương tích, nửa chết nửa sống. Bất quá hảo đến còn chưa có chết, chỉ cần có thể sống sót, hao tổn tu vi có thể bổ trở về, chịu thương cũng có thể khôi phục. Mấu chốt xem đối phương như thế nào xử lý hắn. Nghe ý tứ là này nhân tộc nữ tử muốn hỏi hắn lời nói, lại là không biết muốn hỏi cái gì, hỏi lúc sau có thể hay không buông tha hắn. Con tê tê trong lòng bất ổn thấp thỏm, nghe quát lớn thanh, hắn hóa thành hình người, ghé vào trên mặt đất. Nhìn trước mắt nhân tộc nữ tử, có chút sợ hãi. Lúc này chỉ nghe này nhân tộc nữ tử mở miệng hỏi, người phía trước trên người khắc văn chính là đến từ Tử Kim hoàng tộc. Nghe thấy cái này vấn đề, con tê tê cả người đều là chấn động, hơi hơi hé miệng, lại là một mồm to máu có phun ra, không biết là hắn thương thế quá trong mắt, vẫn là mặt khác nguyên nhân, dù sao đánh gãy vấn đề này. Bất quá ở một bên cơ tím Hà lại là trong tay thưởng thức con tê tê trên người nhổ xuống tới lân giáp vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hộc máu con tê tê, nhìn qua rất có kiên nhẫn, khóe miệng giơ lên nói, người trước hộc máu, phun xong rồi ở trả lời, cô nãi nãi không nóng này. Phục Dương Nghị Vân nghe được sư tỷ những lời này đều nhìn không được bật cười, hắn không nghĩ tới tiểu sư tỷ còn có như vậy hài hước một mặt. Bất quá cũng không quấy rầy tiểu sư tỷ, mà là nhỏ giọng hỏi bên người răng hàm bạch đạo, bạch nha sư huynh. Tiểu sư tỷ trong miệng Tử Kim hoàng tộc là có ý tứ gì? Bạch Nha cái này xưng hô là Dương Nghị Vân thuận miệng giao ra đây, cảm giác thân thiết, mà Giang Hàm Bạch cũng chưa nói cái gì ngược lại thật cao hứng. Đối với Dương Nghị Vân vấn đề, Giang Hàm Bạch trầm tư một chút nhỏ giọng nói, phía trước ngươi dùng cái gì sát khí tạc con tê tê thời điểm, ta cùng tím Hà sư tỷ thấy được con tê tê trên người hiện lên một loại khắc văn,
mà cái loại này khắc văn ở toàn bộ dị vực giới, thậm chí là tiên giới yêu tộc chỉ có Tử Kim Hoàng tộc. Đến nỗi Tử Kim Hoàng tộc nói chính là Tử Kim con TT nhất tộc, Tử Kim con TT nhất tộc sở dĩ nổi danh, là bởi vì này nhất tộc có cái cường giả là Tử Kim Giáp Hoàng, mà Tử Kim Giáp Hoàng đó là dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất, chiếm cứ dị vực giới phương Bắc địa bàn, địa vị cùng cấp với các ngươi nhân tộc tiên giới tam đại thiên tôn giống nhau. Tử Kim Giáp Hoàng là tiên tôn đại viên mãn đỉnh, hơn nữa là cổ xưa thành danh hoàng giả, trước mắt cái này con TT tuy rằng không phải Tử Kim nhất tộc, trên người lân giáp là màu đỏ đậm, thoạt nhìn là bình thường con TT, chính là trên người lập lòe dựng lên khắc văn rất giống là Tử Kim con TT nhất tộc, cho nên tím Hà sư tỷ xuất khẩu ngăn trở ngươi, nàng hiện tại dò hỏi cũng là tưởng chứng thực một chút cái này con TT có phải hay không cùng Tử Kim Giáp Hoàng lại không có gì quan hệ, nếu có lời nói. Sư đệ ngươi giết hắn vẫn là sẽ có đại phiền toái, rốt cuộc Tử Kim Giáp Hoàng là dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất tồn tại, phi thường khủng bố. Nghe Giang Hàm nói vô ích xong, Dương Nghị Vân cũng là trong lòng cả kinh, hắn tuy rằng trong xương cốt ngạo khí, cũng có cường đại sư phụ, chính là vạn nhất cái này con TT là Tử Kim Giáp Hoàng người nào, một khi giết, đến lúc đó sợ là thật sự sẽ có phiền toái, hơn nữa sẽ là đại phiền toái. Hắn ngạo khí, nhưng còn không có tự đại đến làm lơ đầu sỏ nông nỗi. Vẫn như cũ hiện tại tu vi thực lực tới nói, đừng nói đối thượng dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất Tử Kim Giáp Hoàng, liền tính là gặp phải tiên tôn cấp bậc cũng không phải đối thủ. Quản không được sư tỷ ra tiếng ngăn cản hắn, hắn liền biết sư tỷ có nàng lý do quả nhiên là như thế. Hiện tại liền xem cái này con TT có phải hay không cùng Tử Kim Giáp Hoàng có hay không quan hệ. Nếu có, liền tính là bỏ qua cho cái này con TT, cái này sống núi cũng coi như tiếp được, hơn nữa một khi giết. Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, chỉ cần không có giết chết, hết thảy liền có thừa mà. Gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, ngay sau đó Dương Nghị Vân lại hỏi, Bạch Nha sư huynh thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi, dị vực giới mặt khác ba vị đầu sỏ đi. Hắn lần trước cùng sư tỷ cho tới vấn đề này, sư tỷ cũng chỉ là giảng thuật Bạch Giao Long Vương, mặt khác tứ đại đầu sỏ còn không có tới kịp hiểu biết. Hiện tại từ Giang Hàm Bạch trong miệng đã biết dị vực giới phương Bắc đầu sỏ Tử Kim Giáp Hoàng. Dư lại Đông Nam Bắc Tam đại đầu sỏ còn không biết, vừa lúc hiểu biết một chút, hiện tại dị vực giới hành sự, này đó đầu sỏ vẫn là muốn hiểu biết một chút. Giang Hàm điểm trắng gật đầu nói, phương Đông đầu sỏ kêu Hỏa Diễm Sư Tử Vương, bản thể là một đầu biến dị Hỏa Diễm Sư Tử Thú, thiên phú thần thông trời sinh mang hỏa, hắn ngọn lửa không tầm thường, nếu là một mảnh rừng rậm bị Sư Tử Vương ngọn lửa thiêu quá, vạn năm trong vòng đều đem không có một ngọn cỏ. Phương Nam đầu sỏ kêu Bạch Kình Vương, bản thể là một đầu đại bạch kình, chiếm cứ phương Nam bưng biển, nghe đồn bạch kình vương phun một ngụm nước miếng, đều có thể dìm ngập trăm vạn nơi, phun một ngụm hàn khí đóng băng ngàn vạn dặm, bạch kình giận dữ cắn nuốt thiên địa, vô cùng đáng sợ. Phương Tây đầu sỏ ăn khách Sơn Điêu Vương, bản địa là một đầu biến dị tia chớp điêu, thể đại như núi, mới có một cái tòa Sơn Điêu Vương danh hiệu, hiệu lệnh dị vực giới loài chim bay, xuất quỷ nhập thần, đồn đãi là năm đại đầu sỏ trung tốc độ nhanh nhất một cái. Còn có chính là chiếm cứ trung ương nơi Bạch Giao Long Vương, nhưng thật ra năm đại đầu sỏ chung đối điệu thấp một cái, thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi cái loại này, dị vực giới đối Bạch Giao Long Vương đồn đãi nhưng thật ra rất ít, chỉ là nghe đồn Bạch Giao Long Vương yêu thích nữ sắc cùng kỳ thạch dị bảo, thích nhất siêu tập lấp lánh sáng lên đồ vật. Mà Tử Kim Giáp Hoàng, là năm đại đầu sỏ chung duy nhất một cái được xưng hoàng giả đầu sỏ, nghe đồn là thực lực nhất khủng bố một cái, nhưng ai cũng không biết Tử Kim Giáp Hoàng có cái gì thủ đoạn. Nghĩ đến đây cũng là tím Hà sư tỷ ngăn cản ngươi sát con TT chân chính nguyên nhân, bởi vì toàn bộ tiên giới có lẽ đối Tử Kim Giáp Hoàng thực lực đều thấu triệt. Chờ Giang Hàm Bạch nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân lại là đối dị vực giới năm đại đầu sỏ có hiểu biết, đích xác dựa theo Giang Hàm Bạch cách nói, dị vực giới này năm đại đầu sỏ đều không dễ chọc, tất cả đều là tiên tôn đỉnh lão yêu quái, sâu không lường được. Bất quá nhớ rõ sư tỷ nói qua một câu, chết lão nhân tựa hồ đi tìm dị vực giới Đông Nam Tây Bắc tứ đại đầu sỏ từng đánh nhau, hơn nữa còn thắng, cũng không biết có phải hay không thật sự. Mà Trung ương Bạch Giao Long Vương nghe sư tỷ nói chết lão nhân trực tiếp tìm được Bạch Giao Long Vương phủ thượng, tuy rằng không đánh lên tới khá vậy đắc tội Bạch Giao Long Vương, đem Bạch Giao Long Vương khí không nhẹ. Như thế tính lên, chết lão nhân xem như đem dị vực giới năm đại yêu tộc đầu sỏ tất cả đều cấp đắc tội. Nếu bị năm đại đầu sỏ biết hắn cùng sư tỷ là chết lão nhân đệ tử nói, kia chẳng phải là muốn tao ương. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân chậm rãi chua xót, trong lòng mắng 100 lần chết lão nhân.
Đúng lúc này chỉ nghe tiểu sư tỷ đối con tê tê mở miệng nói, phun xong rồi đi, phun xong rồi trả lời ta vấn đề, trên người của ngươi khắc văn cùng tử kim nhất tộc có hay không quan hệ. Ân, tốt nhất nói thật, đừng làm cho cô nãi nãi đối với ngươi đánh Nga. Lời nói chi gian tràn ngập nguy hiểm, Dương Nghị Vân lúc này cũng dựng lên lỗ tai tới, trong lòng nói, chỉ mong cùng tử kim giáp hoàng không quan hệ. Có đôi khi trong lòng sợ cái gì, còn cố tình liền sẽ tới cái gì. Chỉ nghe con tê tê gật đầu thừa nhận nói, ta là tử kim giáp hoàng thứ 9 tử, là tư sinh tử. Dương Nghị Vân trong lòng trầm xuống. Còn mẹ nó thật là a. Bất quá lại là tư sinh tử. Cái này xem như xác định. Quả nhiên là cùng tử kim giáp hoàng có quan hệ. Nhưng tư sinh tử cũng là một tử. Nhắc lên một cái đại đầu sỏ, chuyện này đích xác không tốt lắm làm. Dương Nghị Vân hiện tại muốn biết tiểu sư tỷ sẽ xử lý như thế nào cái này con tê tê. Cùng Giang Hàm Bạch ở một bên nhìn, chỉ nghe tiểu sư tỷ hừ lạnh một tiếng nói, theo cô nãy biết, tử kim con tê tê nhất tộc các đều là một thân tử kim sắc lân giáp, đây là mọi người đều biết thưởng thức, tiểu tử ngươi lừa quỷ đâu. Lúc này con tê tê đã mất đi lòng phản kháng cùng sở hữu khí thế, đương nhiên liền tính là hắn phản kháng đánh giá cũng phản kháng không đứng dậy. Không nói đến chỉ cần một cái đầu bạc thủ lĩnh tộc hắn đều bị đánh thành tàn phế, huống chi trước mắt cái này áo tím đi chân trần nữ tử ở hắn trực giác chung càng thêm khủng bố. Nghe thế vị cô nãi nãi hừ lạnh nói chuyện, vội vàng lắc đầu nói, không không không. Không phải, ta nói ta là tư sinh tử, ta mẫu thân là bình thường nhất màu xám con tê tê một mạch, là ta phụ hoàng thị nữ, ta. Ta là rượu sau sở sinh. Cho nên ta không phải thuần khiết tử kim huyết mạch, cũng. Cũng là một cái ở tử kim gia tộc không bất luận cái gì địa vị hoàng tử, từ nhỏ bọn họ liền xa lánh ta, chê cười ta rất sớm liền rời đi gia tộc, vẫn luôn ở bên ngoài lang bạt. Nghe con tê tê nói ra hắn chuyện xưa, Dương Nghị Vân ba người hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn thứ này cũng chưa nói dối. Dựa theo con tê tê lời nói, con tê tê cũng là có rất nhiều phân loại tộc đàn, nhưng tử kim nhan sắc lân giáp chính là cao quý nhất huyết mạch nhất tộc, mặt khác có màu xám, màu đen. Màu xanh lục từ từ đủ mọi màu sắc lân giáp nhan sắc, đều xem như cấp thấp. Ở dị vực giới sở hữu con tê tê đều lấy tử kim con tê tê vi tôn, hiệu lệnh giả tự nhiên là tử kim giáp hoàng, dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất, mà hắn cái này màu đỏ đậm lân giáp con tê tê là tử kim giáp hoàng rượu sau sản vật, bởi vậy không phải thuần khiết tử kim huyết mạch, bị những cái đó tộc nhân khinh thường, cho nên liền đi ra gia tộc, vẫn luôn ở bên ngoài một mình tu luyện. Nhưng là có thể tu luyện đến yêu đế đỉnh lại cũng không tồi. Bất quá dựa theo thứ này cách nói, hắn xem như tử kim giáp hoàng cửu tử trung yếu nhất một cái, mặt khác tám tu vi đều so với hắn cường đại, cũng thật là bởi vì nguyên nhân này, hắn tưởng biến cường đại, tưởng đột phá đến yêu tôn chi cảnh, không nghĩ bị mặt khác tám ca ca tỷ tỷ khinh thường, như thế mới đánh hầu đậu đậu chú ý. Bởi vì hầu đậu đậu là thông tí viên hầu huyết mạch, nếu là đem hầu đậu đậu hết thảy cướp đoạt tu luyện, hắn là có hy vọng đột phá thành tựu tiên tôn, nhưng lại không nghĩ tới hầu đậu đậu tu luyện cũng là thần tốc, càng là có cường đại thiên phú thần thông, lần này hảo không dung tìm được rồi hầu đậu đậu, lại không nghĩ rằng lại đụng phải Dương Nghị Vân. Cũng coi như là con tê tê vận khí không hảo. Được rồi, nói một chút đi, ta sư đệ tấu ngươi, các ngươi tử kim gia tộc có thể hay không nhúng tay chuyện này. Hoặc là nói tử kim gia tộc có hay không người thế ngươi đầu. Cơ tím hà trắng ra vô cùng hỏi ra tới. Lời này làm Dương Nghị Vân cùng Giang Hàm Bạch đều là sửng sốt. Tiểu sư tỷ cũng quá trực tiếp đi. Như vậy hỏi, con tê tê có thể nói lời nói thật. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ở tiểu sư tỷ trước mặt lúc này con tê tê sợ cũng không dám nói dối. Bởi vì con tê tê đã bị Dương Nghị Vân đánh cho tàn phế đánh vỡ gan, lượng hắn cũng không dám nói dối. Quả nhiên chỉ thấy con tê tê, lắc lắc đầu, nhưng là lúc sau có điểm gật đầu. Tiểu sư tỷ đôi mắt chừng nói. Có là gật đầu có việc lắc đầu có ý tứ gì, nói rõ ràng. Thật sự cho rằng không dám diệt ngươi. Con tê tê hoảng hốt nói, không không không, không phải, ta ý tứ là toàn bộ tử kim gia tộc bọn họ đều không thích ta chết sống bọn họ khả năng sẽ không quản, bất quá ta phụ thân tử kim giáp hoàng kỳ thật đối ta còn là không tồi, tuy rằng ta vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn đang nhìn ta, này đó ta biết đến. Nhưng ta phụ hoàng mấy ngàn năm trước nghe nói đi cái gì thiên cơ che giấu nơi, cho nên hiện tại hẳn là không ai quản ta chết sống đi, cầu các ngươi vòng ta một mạng. Cuối cùng con tê tê nói lời nói thật, cũng cầu buông tha. Cái này tiểu sư tỷ hỏi xong, quay đầu nhìn về phía Dương Nghị Vân nói,
tiểu sư đệ muốn hay không giết hắn ngươi tới định, mặc kệ nếu sư tỷ ta đều duy trì ngươi. Nàng hỏi con tê tê nói, Dương Nghị Vân tất cả đều nghe được, tin tưởng như thế nào lấy hay bỏ tiểu sư đệ trong lòng có chủ ý đi. Dương Nghị Vân đích xác nghe được, đối với con tê tê xử trí, hắn trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc, giết thứ này, tuy nói là cái tử kim giáp hoàng tư sinh tử, nhưng cũng là tử kim gia tộc người, sợ là ngày sau có phiền toái, có điểm mất nhiều hơn được. Không giết đi, có vẻ hắn giống như sợ tử kim giáp hoàng giống nhau. Hảo đi, kỳ thật thật đúng là sợ, ngày sau tử kim giáp hoàng tìm phiền toái, rốt cuộc kia chính là dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất, hơn nữa là thần bí nhất một cái. Nghe con tê tê ý tứ, tuy rằng ở tử kim gia tộc những người khác không thích hắn, chính là tử kim giáp hoàng bản nhân đối với cái này tư sinh tử là không tồi, vẫn luôn ở chú ý. Làm cha điểm này, Dương Nghị Vân tin tưởng mặc kệ là nhân tộc yêu tộc đều là giống nhau, hắn cũng có hài tử, chỉ cần là chính mình hài tử, chẳng sợ tốt xấu, đều là chính mình huyết mạch cốt nhục, nào có làm phụ mẫu không thích chính mình hài tử. Như thế nghĩ đến, thứ này là không thể giết. Nhưng là buông tha hắn, cũng là không có khả năng. Hầu Đậu Đậu là chính mình huynh đệ là thân nhân, không thể bạch khi dễ. Hôm nay nếu không phải hắn xuất hiện Hầu Đậu Đậu liền ngã xuống, điểm này là không thể bị tha thứ. Dương Nghị Vân trong lòng cân nhắc xử lý như thế nào con tê tê. Lúc này con tê tê cũng lo lắng, chung quy nếu là yêu đế đỉnh chi cảnh đại yêu quái, tu luyện không biết nhiều ít thời gian mới thành tựu như thế, nếu là đã chết, kia hết thảy đều đem thành không. Còn nói cái gì ngày sau tu luyện siêu việt khinh thường hắn những cái đó ca ca tỷ tỷ. Hơn nữa ở con tê tê trong lòng còn chôn giấu một cái chôn sâu nhiều năm bí mật, vì bí mật này hắn cũng không thể chết. Thậm chí hắn trăm phương nghìn kế tăng lên thực lực tu vi, cũng là vì bí mật này. Bí mật này chính là hắn mẹ đẻ. Hắn mẹ đẻ bởi vì sinh hạ hắn mà bị hoàng hậu cùng một chúng tộc lão đánh vào tử kim gia tộc cấm địa, tội danh là làm bẩn cao quý tử kim gia tộc huyết mạch. Muốn làm cho bọn họ thả ra mẫu thân tới, chỉ có hai điều kiện. Cái thứ nhất là chính hắn là tử kim huyết mạch, điều kiện này chính là hố người, tử kim huyết mạch là trời sinh, vừa sinh ra chính là tử kim huyết mạch, mà hắn không có khả năng. Cái thứ hai điều kiện là hắn tu vi có thể xưng là yêu tôn chi cảnh, điều kiện này với hắn mà nói cũng là một cái chết tuần hoàn, bởi vì ở sở hữu con tê tê đàn tổ trong lịch sử, có thể thành tựu yêu tôn chi cảnh tất cả đều xuất từ tử kim huyết mạch. Bất quá so sánh với cái thứ nhất điều kiện, cái này đều là có hy vọng, tu luyện là có thể thông qua nỗ lực thông qua nghĩ cách đánh vỡ, tỉ như tìm kiếm thần thú huyết mạch hấp thu luyện hóa liền có khả năng. Cho nên vì hắn mẫu thân hắn không thể chết được. Đã chết hắn mẫu thân sẽ vĩnh sinh bị giam cầm ở tử kim cấm địa chung. Nghĩ đến đây con tê tê nhìn Dương Nghị Vân cắn răng một cái bỗng nhiên dập đầu nói, cầu ngươi vòng ta một mạng, ta không thể chết được, ta nguyện ý dâng ra ta yêu hồn ấn ký. Trở thành ngươi trung thực người hầu, xin cho ta một mạng, ta không thể chết được. Ầm ầm ầm, dứt lời đối với Dương Nghị Vân tiền chiết khấu. Dương Nghị Vân lại là từ con tê tê lời nói xuôi tai ra ý tại ngôn ngoại, thứ này trước sau nói hai lần ta không thể chết được, nghe tựa hồ có khác ý tứ. Bất quá vừa lúc, Dương mẫu nhân phía trước nói muốn giết hắn, chính là bởi vì tử kim giáp hoàng tồn tại mà tâm tồn cố kỵ, muốn tìm cái bậc thang thời điểm, con tê tê chính mình mở miệng, như thế cũng hảo. Trên mặt lại là âm trầm nói, cho ta một cái không giết ngươi lý do, chỉ cần dâng ra ngươi yêu hồn ấn ký không đủ, ta lại ngươi như vậy người hầu. Lúc này Dương mẫu nhân kỳ thật thực trang bức, ở một bên tiểu sư tỷ cùng Giang Hàm Bạch nghe đều là khóe miệng lại chiều chiều. Cái gì kêu không thiếu như vậy người hầu? Đây chính là yêu đế đỉnh a. Toàn bộ tiên giới có mấy người có thể có yêu đế đỉnh chi cảnh người hầu? Đương nhiên hai người ở một bên cũng không có chen vào nói. Chuyện này giao cho Dương Nghị Vân chính mình xử lý. Đến nỗi con tê tê nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tuy rằng như cũ ngữ khí cường ngạnh, nhưng lại trong lòng vui vẻ, không có rời đi diệt chính mình, đã nói lên là có hy vọng, vội vàng đem chính mình mẫu thân chuyện này giảng thuật cho Dương Nghị Vân, hy vọng có thể cầu được cả đời. Dương Nghị Vân nghe xong con tê tê giảng thuật chính mình mẹ đẻ xong việc, nửa ngày trầm mặc. Mà con tê tê lại là trong lòng thấp thỏm vô cùng, lễ bái trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Chờ đợi chính mình vận mệnh, hắn là biết hắn sinh tử liền ở Dương Nghị Vân nhất niệm chi gian. Lại là không biết có thể hay không cho hắn một cái đường sống. Thời gian trôi qua 3 năm phút, nhưng đối con tê tê tới nói, tựa hồ đi qua vô số năm giống nhau. Thẳng đến Dương Nghị Vân lần thứ hai mở miệng. Dâng ra ngươi thần hồn ấn ký đi. Trung quy Dương Nghị Vân mở miệng,
lại là cho con TT một cái đường sống, bởi vì ở trong lòng hắn nghĩ đến, con TT là vì cứu chính mình mẫu thân mưu đoạt hầu đậu đậu, chuyện này hắn là có thể tha thứ. Mặc kệ là người là yêu, bách thiện hiếu vi tiên, cho nên hắn cảm thấy con TT theo chính mình cũng không tồi. À, là phản ứng lại đây con TT đại hỉ, giữa mày chợt lóe một đạo thần hồn ấn ký bay ra tới thẳng vào Dương Nghị Vân giữa mày mà đi. Đến tận đây con TT sinh tử liền nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, nhưng lại mệnh bảo vệ, chỉ cần là mệnh giữ được, hắn về sau liền vẫn là có cơ hội rượu ra mẫu thân. Bái kiến chủ nhân con TT lại lần nữa dập đầu. Nhớ kỹ ta kêu Dương Nghị Vân, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt, niệm ở ngươi cứu mẹ chi nhân, việc này liền bóc qua, hôm nay ban ngươi xuyên sơn hiếu chi danh, hy vọng ngươi vĩnh tồn hiếu tâm, đến nỗi ngươi muốn cứu mẫu thân hai điều kiện, cái thứ hai tu luyện đến yêu tôn chi cảnh, ta không dám cho ngươi nói có được hay không, nhưng làm ngươi huyết mạch tiến hóa thành tử kim huyết mạch, đối bổn chủ nhân tới nói, lại là không khó, ngày sau theo bên người hảo có hiệu lực lực, định làm ngươi trở thành tử kim huyết mạch. Dương Nghị Vân xem như nhận lấy con TT, hơn nữa cho một cái hứa hẹn. Con TT nghe Dương Nghị Vân nói chuyện ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại là khấu tạ, đa tạ chủ nhân ban danh ngày sau thuộc hạ đã kêu xuyên sơn hiếu. Đứng lên đi Dương Nghị Vân lúc này mới làm con TT đứng dậy. Con TT cũng không có đứng dậy, không đúng, hiện tại hẳn là kêu xuyên sơn hiếu, giờ phút này cũng không có đứng dậy, mà là nhỏ giọng hỏi Dương Nghị Vân nói, chủ nhân. Ngài nói nhưng làm thuộc hạ huyết mạch tiến hóa thành tử kim. Nhưng, ca cao chính là thật sự. Hỏi ra những lời này xuyên sơn hiếu lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn không biết Dương Nghị Vân lời nói có phải hay không thật sự, nhưng với hắn mà nói lại là một cái cực đại hy vọng. Nếu hắn là tử kim huyết mạch, hắn mẫu thân liền sẽ không bị giam cầm giam giữ, nếu hắn là tử kim huyết mạch hắn liền sẽ không bị cùng tộc cười nhạo, nếu hắn là tử kim huyết mạch hắn chính là đường đường chính chính tử kim giáp hoàng cửu hoàng tử. Mà không phải một cái địa vị đang ở hắc ám tư sinh tử, bị người cười nhạo. Nếu hắn là tử kim huyết mạch, hắn liền không cần từ nhỏ trốn đi gia tộc, bên ngoài ăn tẫn đau khổ, nếu hắn là tử kim huyết mạch. Có quá nhiều nếu, tử kim huyết mạch hắn vẫn luôn khát cầu, với hắn mà nói quá trọng yếu quá trọng yếu. Mà hiện tại Dương Nghị Vân lại nói có thể cho hắn huyết mạch tiến hóa đến tử kim, tuy rằng không biết có phải hay không thật sự, nhưng cái này đề tài đối hắn dụ hoặc thật sự quá sâu. Ở xuyên sơn hiếu nghĩ đến, Dương Nghị Vân cái này chủ nhân không đến mức vì thế mà lừa hắn, cho nên hắn là run giọng hỏi ra tới. Dương Nghị Vân khóe miệng cười nói, ngươi đều là ta người hầu, ngươi cho rằng ta cần thiết lừa ngươi. Nói thật cho ngươi biết, trong thiên hạ thật đúng là liền ngươi chủ nhân ta có thể làm yêu tộc huyết mạch tiến hóa phản tổ, điểm này ngươi không cần hoài nghi, một năm lúc sau bổn chủ nhân định làm ngươi trở thành tử kim huyết mạch. Xuyên sơn hiếu nghe được Dương Nghị Vân này một phen rốt cuộc nhìn không được toàn thân run rẩy, lập tức dập đầu, đa tạ chủ nhân, thuộc hạ định vì chủ nhân vượt lửa quá sông đến chết mới thôi. Dương mẫu nhân bàn tay vung lên nói, được rồi, tiến hóa ngươi huyết mạch mà thôi, đối bổn chủ nhân tới nói việc rất nhỏ, đừng nói ngươi huyết mạch, thần thú hậu duệ ta đều có thể làm nó tiến hóa thành thuần huyết thần thú, đứng lên đi, về sau đừng động một chút quỳ xuống, bổn chủ nhân không thịnh hành cái này. Dương Nghị Vân đối xuyên sơn hiếu hứa hẹn tự tin, tự nhiên là đến từ sinh mệnh chi thủy, đáng tiếc phía trước tam thích sinh mệnh chi thủy đã toàn bộ cấp hầu đậu đậu chữa thương sử dụng xong rồi, lần sau sử dụng phải đợi một năm thời gian. Bất quá đối với hiện tại Dương Nghị Vân tới nói, một năm thời gian chỉ là đánh cái ngủ gật thời gian mà thôi. Ở trong lòng hắn kỳ thật là bị xuyên sơn hiếu này phân cứu mẹ hiếu tâm cảm động. Nói đến cùng bản chất xuyên sơn hiếu đuổi bắt hầu đậu đậu là bởi vì hiếu tâm, điểm này có thể bị tha thứ. Mà hắn sinh mệnh chi thủy trừ bỏ cường đại sinh cơ chữa trị công hiệu ở ngoài, lớn nhất ưu thế chính là đối thế gian yêu tộc huyết mạch sinh cơ cùng khống chế. Đặc biệt là theo càn khôn hồ thăng cấp lúc sau, sinh mệnh chi thủy công hiệu càng thêm cường hãn. Cấp xuyên sơn hiếu huyết mạch sinh cơ không nói chơi, năm đó hắn ở tu chân giới thời điểm, thủ hạ yêu tộc chung liền từng có một đầu con TT, đồng dạng dùng sinh mệnh chi thủy sau huyết mạch tiến hóa, cho nên Dương Nghị Vân cảm thấy không có vấn đề. Mà đối xuyên sơn hiếu tới nói, Dương Nghị Vân cho hắn một cái mấy đại hy vọng, cái này hy vọng là hắn chờ đợi đã lâu, thậm chí là trước đây tưởng đều không dám tưởng sự tình. Hiện tại hắn lại là tin tưởng, bởi vì chính như Dương Nghị Vân lời nói, hắn không cần thiết lừa gạt. Một năm thời gian mà thôi, hoàn toàn không thành vấn đề có thể chờ, một năm lúc sau hắn huyết mạch nếu là thật sự có thể tiến hóa thành tử kim huyết mạch, vậy có thể men rượu thân ra tới,
cho nên giờ phút này Xuyên Sơn Hiếu đối Dương Nghị Vân là trong lòng tràn ngập cảm kích. Quả nhiên mẫu thân này một quan là phúc khí của hắn, không chỉ có không có sát chính mình, còn được đến một cái huyết mạch tiến hóa hy vọng, một phen ngàn ân vạn tạ lúc sau, Dương Nghị Vân nhìn xem Xuyên Sơn Hiếu thương thế, làm hắn khôi phục một chút, hiện tại thoạt nhìn thứ này bị chính mình tấu cơ hồ nửa tàn phế, không có mấy chục thượng trăm năm thời gian tu vi đừng nghĩ khôi phục lại. Một ngày lúc sau Hầu Đậu Đậu tỉnh lại, tam tích sinh mệnh chi thủy làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, như cũ tung tăng nhảy nhót, Xuyên Sơn Hiếu tiếp tục chữa thương chung. Hầu Đậu Đậu thấy được một bên Xuyên Sơn Hiếu, tự nhiên cũng biết là chuyện như thế nào, tuy rằng hận không thể làm chết thứ này, nhưng phía trước cũng nghe đến quá Xuyên Sơn Hiếu cùng Dương Nghị Vân chi gian đối thoại, đối này Hầu Đậu Đậu tỏ vẻ lý giải. Một phen tu luyện Hầu Đậu Đậu có chút hưng phấn nói, đại ca ta chạm đến đế cảnh ngạch cửa, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể bước vào yêu đế chi cảnh. Dương Nghị Vân cười cười, này ở hắn đoán trước bên trong, suốt tam tích sinh mệnh chi thủy đều cho Hầu Đậu Đậu, nếu là không có tu vi thượng đột phá, chỉ cần chỉ là chữa thương, kia mới là việc lạ. Hắn có cảm, Hầu Đậu Đậu khả năng muốn so với hắn còn muốn trước tiên bước vào đế cảnh, cười nói, hảo hảo nỗ lực, nhìn xem chúng ta ai trước đột phá. Lại nói tiếp ở thiên phú thượng, thần thú chi lưu đích xác cường đại hơn nhiều, liền lấy Hầu Đậu Đậu tới nói, trước kia cái gì tu vi. Hiện tại cư nhiên cùng chính mình giống nhau. Dương Nghị Vân biết đây là huyết mạch phản tổ biểu hiện, càng là đến mặt sau tuy rằng tu vi tăng cường, huyết mạch phản tổ càng là thuần tịnh, tu vi thiên phú liền càng là bùng nổ khủng bố. Điểm này ở cùng Hầu Đậu Đậu kế tiếp nói chuyện phiếm chung cũng được đến chứng thực, dựa theo Hầu Đậu Đậu cách nói, hắn kỳ thật phi thăng ước có 2000 năm, xem như vân môn phi thăng tương đối trễ một cái. Đến nỗi Điêu Nhi cùng Nghé Con bọn họ dậy sớm năm đó hắn phi thăng không lâu mấy trăm năm liền lục tục phi thăng, sớm nhất phi thăng một cái lại là Nghé Con. Đương nhiên sở phi thăng đều là vân môn yêu tộc, cũng đều là thiên phú dị bẩm huyết mạch cao quý những cái đó, ra tới bọn họ Điêu Nhi này đó ở ngoài, còn có hạ giới vân môn tứ đại yêu soái tất cả đều lần lượt phi thăng. Đối vân môn tứ đại yêu soái, Tử Hoàng, Khổng Tước, Thử Vương, Thanh Ngưu chờ mấy cái đại yêu có thể phi thăng ở đoán trước trong vòng, bởi vì năm đó bọn họ mấy cái cũng đã là tu chân đỉnh, càng là thiên phú dị bẩm, đặc biệt là Tử Hoàng càng là niết bàn trùng tu cái loại này, bản thân chính là tiên giới sinh linh, có thể phi thăng chút nào không kỳ quái. Hầu Đậu Đậu nói hắn xem như tương đối chậm một cái, nhưng cũng là phi thăng lúc sau bị Xuyên Sơn Hiếu đuổi bắt thảm thiết một cái, nếu không phải hắn huyết mạch thiên phú thần thông cường hãn, hơn nữa có rất nhiều lần cơ duyên, tu vi tăng nhiều, đã sớm bị Xuyên Sơn Hiếu cấp bắt lấy. Còn hảo, hiện tại cuối cùng là cùng Dương Nghị Vân gặp mặt, Hầu Đậu Đậu nói chuyện trong giọng nói tràn ngập nhẹ nhàng, tựa hồ tìm được đại ca lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng an toàn vấn đề, cho dù là trời sập đất lún cũng sẽ có đại ca Dương Nghị Vân chống đỡ. Chờ nói xong lúc sau, Hầu Đậu Đậu hỏi, đại ca Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng còn có chúng ta vân môn những người khác các ngươi hiệp không có. Đối mặt Hầu Đậu Đậu vấn đề này, Dương Nghị Vân trong lòng là trầm trọng, hắn biết Hầu Đậu Đậu sợ là đối với những người khác tin tức cũng là chút nào không biết. Thở dài một tiếng nói, ngươi là ta liền nhìn đến tìm được cái thứ nhất, nói như thế tới ngươi cũng là chưa từng nghe qua Điêu Nhi chúng nó tin tức đi. Hầu Đậu Đậu ngẩn người, lúc này hắn liền biết sự tình có chút nghiêm trọng, mở miệng nói, ta từ phi thăng lúc sau liền vẫn luôn tránh ở trong núi, căn bản không có tiếp xúc quá ngoại giới, chút nào không biết những người khác tin tức. Dương Nghị Vân gật gật đầu hắn liền đoán được là cái này tình huống, ngẫm lại vẫn là hỏi, dựa theo ngươi cách nói, chúng ta vân môn có thể phi thăng tất cả đều là yêu tộc, nhân tộc một cái đều không có phi thăng đi. Hầu Đậu Đậu mở miệng nói, đúng vậy đại ca, vài vị tẩu tử cùng mặt khác trưởng lão từ, ở ta phi thăng phía trước là một cái đều không có phi thăng, đại gia cũng đều thực hảo, điểm này đại ca yên tâm, nhưng ta đã phi thăng mau 2000 năm, cũng không biết sao lại thế nào. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, người tẩu tử bọn họ đến nay không có bất luận cái gì tin tức, lại nói tiếp có thể là còn không có phi thăng đi lên, này xem như chuyện tốt, nhưng thật ra ta tới rồi các ngươi mấy cái tin tức, vì vậy mới đến dị vực giới tìm kiếm, còn hảo lần này tìm được rồi ngươi, đến nỗi những người khác 8-9 phần 10 cũng có thể ở dị vực giới, kế tiếp chúng ta muốn tìm được bọn họ. Hầu Đậu giấu phẩy gật đầu ánh mắt kiên định nói, đại ca yên tâm nhất định có thể tìm được. Nói xong Hầu Đậu Đậu nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, đúng rồi đại ca, ở ta phi thăng phía trước, có hai vị tẩu tử cũng phi thăng. Dương Nghị Vân trong lòng trầm xuống nói, có phải hay không Thu Nhi cùng Mai Tỷ? Đúng vậy, thật là các nàng, bọn họ hai cái phản phi thăng thời gian,
so với ta còn sớm hơn 1000 năm. Hầu Đậu Đậu nói. Dương Nghị Vân trong lòng ở phát trầm, lại là đoán được Mai Tỷ cùng Thu Nhi phi thăng sớm nguyên nhân. Mai Tỷ liền không cần phải nói, là Thanh Long chi thân, bị Càn Khôn Hồ cải tạo thành lập chân long, tu vi các phương diện cũng đủ có thể phi thân không kỳ quái. Mà Thu Nhi còn lại là trời sinh quỷ thu, thiên phú dị bẩm, ngộ tính rất cao, năm đó chính là lão nhân đều đã cho Thu Nhi đánh giá, tương lai nhưng thành tựu không tầm thường quỷ đế tôn sư. Cho nên hắn có thể đoán được. Lần đầu ở ngoài, còn có Lục Tuyết Hy cùng Bộ Thanh Mai hai cái cũng là đại biến số. Lục Tuyết Hy năm đó là cùng nàng muội muội xài chung một cái thân thể, là nguyên anh trạng thái, sau lại trang hoàng tán tiên, chưa chừng cũng có thể phi thăng, tuy rằng đến nay không có xưng là hắn nữ nhân, chính là đối Lục gia tỷ muội hắn đã sớm trở thành thân nhân, cũng không biết hiện tại là cùng tình huống như thế nào. Đến nỗi Bộ Thanh Mai năm đó bị đại ma tôn chộp tới quá, đánh vào ma khởi bên trong, sau lại ở hắn dưới sự trợ giúp, luyện hóa ma khí, cũng coi như là chuyển tu quỷ đạo. Này mấy cái xem như biến số, nếu có thể trước tiên phi thăng phi bọn họ Mạc Trúc. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân lại hỏi, Bộ Thanh Mai cùng Lục Tuyết Hy tình huống đâu? Hầu Đậu Đậu mở miệng, đại ca, ta phi thăng phía trước các nàng là không phi thăng, bất quá tu vi cũng đều đạt tới điểm tới hạn, tùy thời đều có khả năng phi thăng, cũng không biết ta phi thăng lúc sau các nàng có thể hay không phi thăng. Dương Nghị Vân này đó trong lòng cũng không đế, càng thêm hỗn loạn, chỉ có thể hy vọng các nàng không phi thăng đi lên đi. Hiện tại có thể xác định chính là, Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng nghé con các nàng mấy cái, còn có Tím Hoàng Từ Từ, cuối cùng lo lắng nhất đó là Mai Tỷ cùng Thu Nhi, đây là hắn nữ nhân, nhất lo lắng. Nhưng lại đến nay không có tin tức. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong nửa ngày trầm mặc, Tiểu Sư Tỷ cùng Giang Hàm Bạch cũng ở một bên an ủi, tỏ vẻ sẽ bồi Dương Nghị Vân cùng nhau tìm kiếm. Chính là Dương Nghị Vân biết dị vực giới to lớn tìm cá nhân dữ dội khó khăn. Cùng biển rộng tìm kim cũng không có gì khác nhau. Liền ở là thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên nói, chủ nhân ta nghe qua một tin tức, có lẽ cùng các ngươi vừa rồi giảng thuật Điêu Nhi có quan hệ. Dương Nghị Vân mấy cái bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, lại là chữ thương Trung Xuyên Sơn Hiếu không biết khi nào đã tỉnh, này sẽ mở miệng nói chuyện. Hầu Đậu Đậu nhếch miệng ba chừng mắt nói, ngươi nếu là biết cái gì liền nói, nếu là có thể tìm được ta Điêu Nhi lão đại. Ta Hầu Đậu Đậu cùng ngươi chi gian chướng liền xóa bỏ toàn bộ, không hề ghi hận ngươi. Dương Nghị Vân cũng nhìn về phía Xuyên Sơn Hiếu đạo, biết cái gì liền nói, có thể tìm được Điêu Nhi, liền tính là ngươi công lớn một kiện. Con tê tê nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân đối khẩu trung Điêu Nhi phi thường để ý, lại là không dám ở cọ sát, vội vàng nói, ta nhận thức một cái Bạch Giao Long Vương thuộc hạ, cùng ta xem như anh em kết bái huynh đệ, lại một lần cùng nhau uống rượu, hắn nói lỡ miệng. Nói là ước chừng 4000 nhiều năm trước, nhà hắn đại vương, Nga cũng chính là Bạch Giao Long Vương bắt được một đầu tầm bảo thần Điêu Nhi, chuyện tốt lợi hại, có thể tìm được thế gian kỳ chân dị bảo. Bạch Giao Long Vương yêu thích những cái đó tỏa sáng sáng lên kỳ chân dị bảo, nhưng này những thiên tài địa bảo phần lớn đều giấu ở tuyệt địa nơi, nhưng mà có tầm bảo thần Điêu Nhi lúc sau, là có thể làm ít công to, nói là Bạch Giao Long Vương sử dụng kia đầu thần Điêu tìm được rồi không ít thứ tốt. Thuộc hạ năm đó cũng nghe đến quá dị vực giới có thần thú chạm đến tin tức, nhưng lại đều là những cái đó cao giai đại lão ở đuổi bắt, cũng liền không đi chú ý, hơn nữa sự tình quan Bạch Giao Long Vương, ta cũng không dám nhiều hỏi thăm, liền biết này đó, bất quá dựa theo chủ nhân giảng thuật, mặc kệ là thời gian thượng vẫn là bề ngoài thượng, đều tựa hồ cùng Bạch Giao Long Vương bắt được tầm bảo thần Điêu Nhi có thể đối thượng hào. Dương Nghị Vân nghe Xuyên Sơn Hiếu nói xong, cùng Hầu Đậu Đậu đối diện giống nhau. Bọn họ cơ bản có thể xác định có lẽ Bạch Giao Long Vương bắt được tầm bảo thần Điêu Nhi, chính là Điêu Nhi. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng ngạnh âm trầm, cũng có chút kích động nói, người còn có thể liên hệ thượng Bạch Giao Long Vương tên kia thủ hạ. Xuyên Sơn Hiếu gật đầu nói, hồi bẩm chủ nhân có thể, thuộc hạ đã cứu hắn mệnh, đã lại cầm, chỉ cần ta tiến đến tìm hắn tất nhiên không thành vấn đề. Dương Nghị Vân lập tức nói, hảo, mặc kệ như thế nào, đều phải đi xác minh. Chúng ta lập tức phản hồi Bạch Giao Thành. Ầm vang, ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng lúc này, toàn bộ sơn cốc bộc phát ra tiếng gầm rú, đất rung núi chuyển lên, như là sơn thể sụp đổ giống nhau làm mấy người đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì theo thật lớn nổ vang vang lên, một cổ cường đại hơi thở cũng ở toàn bộ sơn cốc nhộn nhạo dựng lên. Không giống như là động đất, sao lại thế này? Dương Nghị Vân nhìn về phía Giang Hàm Bạch cái này bản thổ sinh linh. Lúc này Hầu Đậu Đậu lại là sắc mặt đại biến nói,
đại ca không phải động đất, là mất đi núi non sinh linh, có thể là chúng ta phía trước đánh nhau bừng tỉnh nào đó hung thú, chúng ta chạy mau, mất đi núi non có rất nhiều quỷ dị vô cùng sinh linh, ta thật nhiều thứ thiếu chút nữa chết. Đích xác tới phía trước răng hàm bạch đều nói qua mất đi núi non là cái đại hiểm địa, có rất nhiều đáng sợ tồn tại, mà sơn cốc này vừa lúc tiến vào mất đi núi non phạm vi. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân kỳ thật còn kỳ quái, cũng không phát sinh hoặc là đụng tới cái gì hung ác, hầu đậu đậu một hồi nguy cơ đều giải trừ mới xuất hiện đất rung núi chuyển. Không phải không có, mà là đến chậm. Đi, trước rời đi sơn cốc này lại nói. Dương Nghị Vân nói xong mọi người nhanh chóng hướng về sơn cốc ở ngoài chạy tới. Nhưng mà, oanh, đất rung núi chuyển chung, sơn cốc hai sườn sơn thể sụp đổ, oanh một chút hoàn toàn phá hỏng đường đi. Mấy người biểu tình biến đổi phóng lên cao, chỉ có thể từ không trung rời đi. Giống. Nhưng lại ở thời điểm này một tiếng đâm thủng màng tai, kinh thiên động địa gầm rú vang lên. Ngay sau đó liền nhìn một viên che trời tam giác đầu từ một ngọn núi thể tạc nứt mà ra, một chút liền phong bế phía chân trời. T. Dương Nghị Vân hít hà một hơi, này mẹ nó cái gì quái vật, một viên đầu đều lớn đến biến thái nông nỗi. Giờ phút này cối xay lớn nhỏ cự thạch bắt đầu đi xuống rơi xuống, Dương Nghị Vân mấy người nhanh chóng tứ tán mở ra, một đám bay vọt ở giữa không trung. Khi bọn hắn bay đến giữa không trung sau mới nhìn đến cái này quái vật khổng lồ. Là một cái màu đen cự mãng, hình tam giác đầu cư nhiên có 30 mét đường kính bộ dáng, đỉnh chóp còn có một viên cối xay lớn nhỏ màu gà, đen nhánh tỏa sáng. Mấy người ở giữa không trung nhìn lại cư nhiên là thân hình vùi lấp ở sơn thể bên trong. Mà toàn bộ một bên quanh co khúc khuỷu ước chừng có 1.000 nhiều mễ trường, giờ phút này vỡ ra sụp đổ vài trăm thước, nhìn qua dư lại một nửa còn ở sơn thể bên trong. Thô tráng cũng cùng phần đầu không sai biệt nhiều có 30 mét hoàn toàn có thể nói là quái vật khổng lồ, Dương Nghị Vân không phải chưa thấy qua mãng xà, nhưng là như thế khổng lồ thân hình mãng xà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn qua này cự mãng hoàn toàn là ngủ say vô số thời gian tồn tại, là vạn, vẫn là mấy chục vạn năm. Thậm chí là càng lâu cũng số không chừng. Nếu không thân thể như thế nào sẽ vùi lấp ở núi lớn chung. Lại có lẽ là nó chiếm cứ ngủ say lúc sau hình thành một tòa núi lớn, có cái này hẻm núi. Tóm lại này cự mãng quá lớn. Lớn đến làm Dương Nghị Vân mấy người đều hãi hùng khiếp vía, sợ phát ra hơi thở lệnh nhân tâm giật mình. Càng có vô cùng áp lực yêu khí mang theo cổ xưa cùng thê lương, tựa hồ là hoang dã hơi thở. Ở cuồn cuộn sương mù dày đặc bụi đất chung càng là có một cổ tanh hôi, nghe đều đầu váng mắt hoa. Tiểu sư tỷ vội vàng mở miệng nói, đều ngừng thở có độc. Như thế dưới tình huống Dương Nghị Vân đám người vội vàng phong bế toàn thân khiếu huyệt phòng ngừa chúng độc, đối mặt bực này sinh linh không có người dám đại ý. Bạch nha sư huynh đây là cái gì cự mãng nhưng biết được. Dương Nghị Vân hỏi Giang Hàm Bạch. Giang Hàm Bạch trầm ngâm nói, hẳn là bốn chảo ô độc mãng, hoang dã chi loại. Bực này sinh linh phi thường cổ xưa, không xem như yêu loại sinh linh là hung linh loại, không có gì trí tuệ, cũng không có gì pháp lực, nhưng lại có trời sinh huyết mạch thiên phú, nhất khó chơi, hung tính bùng nổ không chết không ngừng. Này ngoạn ý giống nhau thọ nguyên vô tận, chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết hoặc là thiên đạo chu diệt liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, nhìn qua nó tại nơi đây ngủ say 50 năm trong người khu thượng nhật nguyệt tích lũy dưới ngưng tụ thành ngọn núi, thường thường ngủ một giấc chính là mấy vạn mấy chục vạn năm. Phiên cái thân đều có khả năng đất rung núi chuyển. Phía trước đánh nhau hoàn toàn bừng tỉnh nó, hiện tại sợ là chúng ta phải có đại phiền toái, hợp lý chu sát đi, nếu không nó theo dõi chúng ta không nuốt rớt không bỏ qua, thứ này chính là mất đi núi non tồn tại hung hiểm chi nhất. Chờ Giang Hàm nói vô ích xong lúc sau, lại là một tiếng thét dài dựng lên. Giống giống. Ngay sau đó sơn thể hoàn toàn sụp đổ, mà mãng xà cũng lộ ra toàn cảnh. Quả nhiên thân hình có cây số chi trường, bụng sinh bốn chảo, trách không được Giang Hàm nói vô ích kêu bốn chảo ngũ độc mãng. Cùng thể đen nhánh tỏa sáng, lập lòe quang mang, bụng hạ bốn chảo thô tráng nhưng lại đoàn một ít, chỉ có 3 mét bộ dáng như thành nhân đùi thô. Đương nhiên nó bốn chảo đoàn là so sánh với nó toàn bộ thân hình mà nói, 3 mét chảo ở Dương Nghị Vân trong mắt nhưng không ngắn, nhìn qua lân giáp gắn đầy sắc bén vô cùng, tựa hồ một chảo đi xuống có thể khai sơn đoạn giang giống nhau. Dù sao là cái đại gia hỏa, cũng là cái đại phiền toái. Ở giống giận chung, một đôi cối say mắt to đỏ đậm sáng lên, chiếu xạ mấy chục mét, thật sự không phải yêu tu hơn hẳn yêu tu. Đây là hung thủ chân chính hoang dã hung thú. Trong phút chốc mãng xà giống giận há mồm chính là một ngụm đen nhánh cuồn cuộn độc khí đối với bọn họ phun ra,
nháy mắt chi gian mấy vạn mễ mễ nơi đen nhánh một mảnh cái gì cũng nhìn không tới, giống như đêm tối. Nhưng là đối Dương Nghị Vân mấy người tới nói, cũng không ảnh hưởng đều có tu vi trong người, thị lực nhìn không thấy là không tồn tại. Trọng điểm là mãng xà phun ra độc khí, hiển nhiên là không đơn giản, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được này độc khí có ăn mòn tác dụng, bất quá có pháp lực phòng ngự đến lúc đó có thể ứng phó, nhưng lại tại hạ một khắc cảm nhận được bốn phía hoặc là nói toàn bộ phía dưới sơn cốc cỏ cây tất cả đều khô héo. Vạn mét trong vòng độc khí bao phủ dưới không có một ngọn cỏ, hơn nữa đại gia phát hiện độc khí như cũ ở hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán chung. Liên tính là phía chân trời phía trên cũng là sông thẳng tận trời, chiếu như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu hành trình phạm vi quanh mình mấy trăm dặm đều không phải vấn đề. Mãng xà nhổ ra độc khí đối bọn họ mấy cái tới nói cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng nhìn qua càng như là mãng xà ở vẽ xoắn ốc hoa lãnh địa giống nhau. Không tốt, đây là xúc sinh ở bố trí khí độc khí lĩnh vực, chúng ta cần thiết nhanh chóng chém giết nó. Nếu không nó độc khí hội hợp mất đi núi non mà chướng khí kết hợp, đến lúc đó sẽ sinh ra cái dạng gì độc khí đã có thể khó nói, chúng ta chưa chắc có thể ứng phó được. Giờ phút này nói chuyện chính là Xuyên Sơn Hiếu. Lúc này chỉ nghe tiểu sư tỷ hừ lạnh mở miệng nói, tiểu sư đệ không cần hoảng, sư tỷ ta lần trước ra tới vội vàng chưa cho ngươi cái gì lễ gặp mặt, này đại trùng tử kỳ thật không tồi, chờ sư tỷ ta giết nó cho ngươi coi như lễ gặp mặt đi, hi hi. Dương Nghị Vân nghe tiểu sư tỷ cơ tím hà nói chuyện một trận kinh ngạc, cái này sư tỷ không biết có phải hay không biểu a. Này mãng xà cho hắn cảm giác so lần trước đối mặt đoạn làm thiên thành kia chờ tiên tôn còn muốn khó chơi, tiểu sư tỷ cư nhiên nói phải cho giết cho chính mình coi như lễ gặp mặt. Đây là hoang dã mãng xà a, liền như vậy dễ giết. Lại nói hắn cũng không nghĩ muốn như vậy một cái độc mãng làm lễ vật a, nhìn đều khiếp đến hoảng, lễ vật. Vẫn là thôi đi. Cũng không thấy ra tới có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là lúc này tiểu sư tỷ đã động thủ. Răng rắc, màu tím tia chớp vần quanh ở cơ tím hà quanh thân, nàng bỗng nhiên vung tay lên chính là một đạo màu tím tia chớp đối với mãng xà bổ đi xuống. Ở Dương Nghị Vân xem ra, tiểu sư tỷ nếu có thể động thủ, vậy thuyết minh nàng là có nắm chắc. Trái lại tưởng tượng cũng đúng, này mãng xà trung quy không phải nhân tộc, không phải đoạn làm thiên thành kia trở cường giả. Liền tính là có được tiên tôn cấp bậc lực lượng, không có trí tuệ vẫn là dễ đối phó. Giờ phút này tiểu sư tỷ một đạo tia chớp bổ vào mãng xà đỉnh đầu, làm mãng xà phát ra một tiếng gào giống, cổ rụt một chút. Thoạt nhìn đối lôi đình sợ hãi, nhưng lại không có thương tổn đến nó. Mà tiểu sư tỷ công kích, tựa hồ cũng ở thử. Từ này một đạo tia chớp xem ra, thứ này quả nhiên là da dày thịt béo, không có thương tổn đến một đinh điểm. Tiểu sư tỷ màu tím lôi đình hắn là biết lợi hại, năm đó cùng đoạn làm lão tổ đều nhân chạm qua, nhưng là đánh rất tại đây điều cự mãng trên người lại là không hề có cái gì tác dụng giống nhau. Giống. Lúc này cự mãng hướng tiểu sư tỷ giống giận, bỗng nhiên mở ra bồn máu mồm to vọt đi lên, mà ở giữa không trung tiểu sư tỷ tựa hồ cũng động thật cách. Khẽ quát một tiếng toàn thân tím lôi vần quanh dưới, hóa thân thành thật lớn kiếp vân, lôi đình từng trận, màu tím tia chớp bắt đầu vần quanh ở bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.